Tại phòng hồi sức cấp cứu, bà Hòa và Ý được đưa tới nhận bệnh nhân. Người nằm trên giường là đàn ông, bởi tóc ngắn cùng tướng tá đô con thì ai cũng biết. Thế nhưng có phải Hiếu không thì không ai dám chắc, bởi khuôn mặt bị băng kín, gãy cả hai tay và một chân. Trông chẳng khác gì xác ướp. Đây, thế này là con tôi ạ? Bà Hòa ngập ngừng hỏi lại. Vị bác sĩ nhìn bà Hòa rồi nói. Trên người anh ta có giấy tờ tùy thân tên là Hiếu ở khu phố X. Bộ quần áo hôm tai nạn chúng tôi vẫn còn giữ. Nếu người nhà chưa chắc ăn thì chỉ có cách thử ADN. Bà Hòa nhìn không giấu nổi lo lắng. Cái bà lo bây giờ là Hiếu có sống được hay không, hay là què quặt suốt đời. Rụt rè bà Hòa hỏi bác sĩ. Vậy con tôi có sống được không? Bây giờ nó thế nào ạ? Hiện tại cậu Hiếu này vẫn bất tỉnh. Chúng tôi không dám nói trước điều gì, nhưng cần phải nổ chân và mổ não trong hôm nay hoặc mai. Chúng tôi đang sắp xếp bác sĩ mổ. Có điều nếu khỏi thì chắc chắn cậu ấy cũng sẽ không được khỏe mạnh như trước kia được. Bây giờ mời hai người đi đóng viện phí, ký vào biên bản đồng ý mổ để chúng tôi còn can thiệp. Bà Hòa và cái Ý nhìn nhau e dè. Nghĩ đến một đống tiền không phải là ít sắp sửa đội nón ra đi. Bà Hòa như ngồi trên đống lửa. Vừa đi ra khỏi cửa, cái Ý khẽ nói vào tai mẹ. Hay là... Thôi hở mẹ, chứ có biết sống được không mà chữa. Bà Hòa nhìn con, bà cắn môi suy ngẫm. Bây giờ bỏ tiền ra ít nhiều, còn có cơ hội sống. Chưa giờ mà bỏ mặc, Hiếu sẽ rơi vào cảnh thực vật, giường cứt chiếu đái khai mù. Nghĩ đến đây thôi, bất giác bà Hòa rùng mình. Quay sang con gái, bà văn vở đạo lý. Không được, mẹ phải cứu nó lại con mẹ, dù thế nào cũng phải cứu. Mấy lời văn vở của bà Hòa khiến Ý trố mắt. Mọi ngày bà ta chỉ biết đến tiền, sống chết bắt con giao nộp hết tiền. Vậy mà giờ nói xăm câu tình người khiến nó không thể tin nổi. Cứ như thể bà Hòa bị vong hồn tốt bụng nào nhập vào vậy. Này, mẹ con nhà kia. Tiếng bà Hoa gọi, rồi vẫy vẫy khiến bà Hòa cùng con Ý sợ xón đái. Tầm này, hai mụ còn sợ bà Hoa hơn bà cô tổ nữa. Khúm núm đi đến trước mặt bà Hoa cùng vợ chồng nhà Minh, bà Hòa lý nhí thưa. Chị Hoa gọi có việc gì thế hả? Vợ chồng cái Trâm muốn xem mặt của hai người vui lòng chứ. Hai mẹ con nghe xong thì nhìn nhau ái ngại, rồi không ai bảo ai, từ từ cởi bỏ khăn bịt mặt, khiến Trâm và Minh giật mình thon thót khi thấy hàm răng cửa của hai mẹ con bà Hòa không còn một chiếc nào. Bà Hoa vênh mặt lên rồi nói. Nhìn thấy chưa? Quả báo đấy. Lúc đầu tao có bảo mấy thằng kia là bẻ hai cái răng, nhưng thằng nào bẻ nhiều tao thưởng thêm tiền, nên chúng nó cũng nhiệt tình lắm. Trông không răng thế này lại xinh ấy chứ nhỉ? Bà Hoa đắc ý cười cợt. Hai mẹ con nhà kia kéo khăn che mặt lên bỏ đi, còn vợ chồng nhà Trâm Minh vẫn không khỏi bàng hoàng. Đúng thật, dăm ba cái bàn tay đã là gì so với cái chiêu độc này của bà Hoa. Khi tất cả còn chưa hết thảm thốt thì bà Hoa nói tiếp. Hai con mụ này đi chăm thằng Hiếu đấy. Thằng đó bị tai nạn xe, chắc là nặng sắp chết. Để rồi xem, cái loại ăn hết cứt của con cháu này, cuối cùng của thiên lại trả về địa thôi. Bà Hoa nói, rồi cười khoái chí. Bà khiến vợ chồng Trâm bàng hoàng từ chuyện này sang chuyện khác. Thế nhưng đúng như những gì bà Hoa nói, ác giả ác báo. Buổi chiều này, chỉ có bà Hoa và vợ chồng Minh ở lại chăm nom Lan. Vì sức khỏe còn yếu, Lan vẫn chưa thể đi lại. Sau khi ăn cháo, Lan kêu đau đầu, thế nên bác sĩ đưa cô đi chụp phim. Sau khi lấy được kết quả, bác sĩ nói. Cô này đâu bị găm mảnh gì vào đầu, từ bao giờ đây mà không biết. Mà không phải một, mà tận ba miếng đây này. Bà Hoa nhìn vào tấm phim chụp, nơi bác sĩ đang khoanh tròn. Tuy không hiểu gì về chuyên môn, thế nhưng mắt bà Hoa trông thấy có những vật thể dài tầm một đốt ngón tay có hình thù góc nhọn. Bà thảng thốt thật sự. Không biết nó đã có ở đầu Lan từ bao giờ, nhưng nghĩ thôi cũng đủ biết. Trong suốt quãng thời gian qua, Lan đã sống trong đau đớn, tủi nhục đến độ nào. Bà Hoa quay sang hỏi bác sĩ. Trông thế này,
là nông hay sâu hả bác sĩ? Liệu có ảnh hưởng gì đến con bé không? Không nguy hiểm gì, chỉ là phần mềm thôi. Chúng tôi sẽ cắt tóc để gắp lấy vật thể ra, rồi lại khâu vết thương, rồi cho thêm thuốc kháng sinh uống vào là ổn. Bà Hoa gật đầu, cảm ơn vị bác sĩ, rồi lầm lũi về phòng Lan. Nghĩ ứa nước mắt, bà nói bật thành tiếng. Con bé này, sao lại dại thế chứ? Cắn răng chịu đựng một mình, cuối cùng chỉ có bản thân là khổ. Sau khi các dụng cụ được các bác sĩ bưng vào tiến hành khâu, Lan được một người y tá cho ngồi dậy để cạo chọc đầu. Dù biết sức khỏe còn chưa ổn định, thế nhưng bác sĩ nói nếu không gắp da nhanh, rất có thể nó đi sâu vào trong não, gây nguy hiểm đến tính mạng lẫn sự đau đớn cho Lan. Sau khi cạo đầu xong, bác sĩ định lấy ven để tiêm cho Lan một mũi giảm đau. Thế nhưng cô lại lắc đầu. Nghĩ Lan không hợp tác, bà Hoa bên cạnh động viên. Con cứ ngồi im cho bác sĩ làm, không tiêm thuốc tê, lỡ đau quá lại không chịu được, sức khỏe yếu còn ngất ra đấy. Lan lắc đầu, cô cười mà đáp. Không sao đâu ạ, chồng đánh còn đau hơn thế này nhiều bác ạ. Cháu muốn cảm nhận nỗi đau này một lần nữa, để còn có quyết tâm mà bỏ chồng chứ. Nghe Lan đùa, mà bà Hoa xót hết cả ruột gan. Chưa ai kể cho Lan nghe Hiếu nằm ngay sát phòng bên cạnh chờ chết. Bởi cho đến chiều, bà Hòa và cái ý vẫn lưỡng lự không đóng tiền. Sau khi nhận định được những chỗ có mảnh thủy tinh, bác sĩ gắp ra dần dần được 3 cái. Sau khi kiểm tra không sót lại mảnh nào, người ta mới tiến hành khâu. Chiếc kim y tế nhỏ sáng loáng bắt đầu những đường đầu tiên. Ai nhìn cũng cảm thấy đau đớn rùng mình. Vậy mà Lan lại không kêu than. Kể cả là một cái nhíu mày khó chịu. Mỗi nhát kim khâu kéo chỉ bút đến não. Trước mắt Lan lại hiện lên cảnh mình bị chồng đánh đập. Những cái bàn tay nổ đom đóm mắt. Những lời chửi rủa vang lên, nghe rõ một một. Tầm này, có vẻ như khi mất con, Lan đã hoàn toàn quên đi những ký ức tươi đẹp cùng những lời hứa hẹn viển vông trước khi cưới. Giọt nước mắt, xen lẫn nụ cười chua chát trên môi. Hôm nay Lan đã không còn là Lan của ngày hôm qua nữa. Khi chuẩn bị hết giờ hành chính, mẹ con nhà ý mới chạy vào quyết định đóng tiền viện cho Hiếu. Nghĩ cũng tiếc đứt ruột đấy, nhưng lại không có cách nào khác. Bà Hóa đi đóng tiền thì cũng gặp Minh đi đóng tiền viện phí phát sinh cho Lan. Thấy anh, bà Hòa hòa nhã hỏi xã giao. Anh Minh cũng đi đóng tiền viện ạ? Cái Lan nó tỉnh lại rồi chứ? Mình nhìn bà Hòa, anh khẽ đáp. Thay vì hỏi han qua nhau thế này, sao bà không vào tận nơi mà xem? Nó dù gì cũng là con dâu bà, lỗi là do nhà bà, nhưng nhà tôi cũng chưa cần bà phải trông nom. Mà thôi, bà cứ lo việc nhà bà đi, hiện giờ nhà tôi không muốn nói gì cả. Nói xong thì Minh đi, đến hai mẹ con bà Hòa đứng nhìn. Đến lượt đóng tiền, bà Hòa vừa dở tiền ra đếm vừa hỏi. Dạ, tôi đến đóng tiền cho cháu Hiếu ở phòng 3 cấp cứu. Cô thanh toán 90 triệu trước giúp cháu nhé. Dạ, cô bảo sao ạ? Cô Thu Ngân bấm máy tính xoảnh xoảnh tuổi báo. Thế nhưng tai bà Hòa cứ ủ đi. Bà liền hỏi lại, người ta vội nói. 90 triệu thưa cô. Sao đắt thế ạ? Chị có tính nhầm gì không? Ý đứng bên cạnh sững cổ lên hỏi lại. Người Thu Ngân vẫn điềm tĩnh giải thích. Người nhà cô phải phẫu thuật chân, máu có tụ ở não, xem tiến triển có tự tan được không, nếu không lại phải can thiệp phẫu thuật. 90 triệu này mới là khởi đầu thôi, sau này chắc chắn sẽ phát sinh nhiều. Tầm này, người ta thông báo tiền mà mẹ con nhà ý như bị điếc hết cả. Nhìn vào trong ví đảo đi đảo lại, bà Hòa chủ quan mang có chục triệu. Nối tiếc tiền tầm này vẫn lớn hơn tính mạng của con. Nhưng thôi thì ác đã ác cả đời rồi, ác với con dâu rồi, bà ta không thể ác với cả thằng con ruột mình mang nặng đẻ đau được. Bên cửa phòng này là bà An, bà Hoa, vợ chồng Minh Trâm và cả vợ chồng Tâm nữa. Trời đã tối, ông Thành tay xách mấy cặp lồng cơm đem vào cho tất cả. Mùi cơm nóng xen lẫn mùi thức ăn thơm lừng. Chưa ăn nhưng ai cũng suýt xoa khen ông nấu khéo. Ông để một hộp đặc biệt sau cùng đưa cho bà Hoa. Ông nói.
Cái hộp này là cơm thịt rang nghệ với canh bí đỏ hầm bổ máu. Có cả tí ruốc thịt tôi rắc trên mặt cơm đấy rồi. Cái Lan hơn một ngày có thể ăn được mấy thứ mềm mềm này rồi. Chứ ăn cháo nhiều nó cũng chán. Dù gì cũng trải qua một lần sinh nở, cũng khổ đấy. Vẫn phải kiêng khem. Bà Hoa gật đầu, chợt thấy ông Thành tâm lý thì cười trêu. Chú Thành tâm lý thế này, bà Hoa lại được nhớ ấy nhỉ? Nay mai bà Hoa có đẻ thêm thằng cu thì cũng có người chăm bẵm. Bà Hoa xúc thìa cơm ăn, nghe Trâm nói thì bĩu môi. Nuốt vội vàng miếng cơm bà đáp. Tao cũng muốn đẻ lắm đấy chứ, nhưng trứng tao ung hết rồi, đẻ thế quái nào được nữa. Cả vào đám cười trò chuyện rôm rả trêu nhau. Phía bên kia là mẹ con nhà Hòa Ý cũng ngồi trước cửa phòng. Mùi thức ăn thơm lừng từ bên kia đưa sang khiến bụng bà Hòa sôi lên sùng sục. Cái Ý ngồi bên cạnh đã ngủ gà ngủ gật từ bao giờ. Khẽ lay con gái dậy, bà nói. Này, về nấu cơm đi chứ, tối rồi đấy. Nấu xong rồi sới mang vào đây, tao nói nấu ruột ra đời đây này. Bên kia người ta có người nhà mang cơm đến ăn rồi đấy. Thế chồng mày mấy hôm nay đi mất xác ở đâu rồi thế? Cái Ý nhìn mẹ, nó dụi mắt nhìn ngó, nó cầu nhỏ đáp. Con biết được cha nó đi đâu, giờ về nhà xác chết đi được, hôm ấy mua hai hộp cơm ăn cho nhanh chóng. Bà Hòa nghĩ cũng phải, tầm này cốt ăn cho nó cái bụng là được, chứ cần gì ngon nghẻ nữa. Thế nhưng khi cái Ý định đứng dậy đi mua, thì một bàn tay đặt lên cạnh ghế hai hộp cơm, đấy là Tuấn. Nghe bà Hoa kể rằng, Hiếu bị tai nạn nằm phòng bên. Trong lúc bà Hòa với con Ý đi đóng viện phí, anh đã qua phòng bên ấy. Nhìn anh trai mình bị nặng cũng không khỏi xót xa. Thế nhưng tội hắn gây ra vẫn còn nguyên vẹn. Dù gì, Hiếu cũng là anh. Bà Hòa cái Ý vẫn là mẹ, là em. Anh cũng chẳng thể chăm chăm mà lo cho mỗi mình Lan được. Đặt hai hộp cơm xuống cạnh, anh dục. Hai người ăn đi. Ăn xong rồi về nhà mà ngủ, sáng mai lại vào. Thấy Tuấn mang cơm sang, thế nhưng bà Hòa dỗi, nghĩ con chỉ chăm chăm sang bên ấy, chứ không đả động gì đến anh mình. Bà đẩy hộp cơm về phía anh, rồi lạnh lùng đáp. Cảm ơn, tôi không dám ăn cơm của nhà anh, mẹ con tôi tự mua được, anh khỏi phải lo. Anh về bên nhà vợ anh đi, mặc xác chúng tôi. Nói xong, bà Hòa quay mặt đi, Tuấn vẫn để cơm đấy, anh nói. Mẹ nói vậy là tốt rồi. Ngày xưa ai bảo con phải vơ vải nhà vợ mới kiếm được tên trong sổ đỏ hay sao? Con vẫn đang làm theo lời mẹ đấy. Mẹ ăn cũng được, không ăn cũng được, con cũng không ép. Con chỉ là đắt thay mẹ, gánh trách nhiệm với con dâu thôi. Đáng lý ra Lan bị thế này, nhà bên ấy không cần mẹ chăm, thì mẹ cũng phải chăm chứ. Đằng này, cách nhau không nổi chục bước chân, mẹ cũng không đoái hoài gì. Nghe tin Hiếu bị ngã xe, từ bà Hoa đến bà An, còn góp tiền để vào phong bì qua phòng thăm hỏi. Thế mà mang tiếng mẹ chồng lại chẳng được câu nào. Người ta tử tế với người không đáng. Vậy con sẽ đem số tiền này đem trả, đỡ phải mang nợ thêm một lần nữa. Nói xong, Tuấn toan đi. Thế nhưng Ý giữ lại. Nó thấy nhắc đến phong bì thì quay ra trầm giọng bảo. Anh lại không biết tính mẹ ư? Mẹ giận mẹ nói vậy thôi. Chứ anh không đưa tiền, lấy đâu mẹ xoay sở. Không ấy để em cầm hộ cho. Khi nào mẹ bình tĩnh thì em đưa lại. Mà anh đấy nhé, ăn bên kia cơm nóng để mẹ để em ăn cơm hộp, chẳng biết xót biết thương gì cả. Tưởng nói vậy là Tuấn thôi, nhưng nhắc đến con Ý, anh lại chửi. Tao không nói chuyện với con mắt trắng dã nhà mày. Mày đừng nghĩ tao không nói gì, có nghĩa là tao quên. Đưa cho mày, để rồi mày lại ấp chó, đưa cho thằng chồng nghiện cờ bạc của mày hết à? Thèm cơm nóng lắm chứ gì, sang bên đấy mà xin. Nói xong Tuấn quay đi, để lại bà Hòa và cái Ý ngồi một mình. Chưa được 10 phút sau, thì hai mẹ con nhà này vồ lấy hộp cơm ăn như chết đói rồi hậm hực đi về. Tức thì nói vậy, nhưng anh vẫn ngồi từ cửa phòng Lan trông sang phòng Hiếu. Hắn vẫn còn hôn mê, nên thi thoảng anh lại vào. Mai Hiếu sẽ được phẫu thuật, không biết kết quả thế nào, nhưng mong là tốt đẹp cả. Lan qua ngày hôm sau, cũng đã khá hơn một chút. Cô có thể cố gắng tự ngồi dậy mà không cần ai phải đỡ nữa. Tâm cũng kể qua về chuyện Hiếu bị tai nạn nằm phòng bên, nhưng Lan không nói năng gì và cũng không quan tâm.
Tình nghĩa gì tầm này? Mù quáng cũng đã nhiều rồi, đến lúc cô phải sáng mắt ra thôi. Ai xấu ai tốt với mình, bây giờ cô đã biết. Này, ăn đi, nghĩ gì lắm? Tâm vừa nói, vừa đưa cho Lan một miếng nho khô đỡ buồn mồm. Nhận lấy một miếng, Lan ngập ngừng hỏi. Chắc trông tao bây giờ kinh lắm hả mày? Có xấu xí lắm không? Xấu gì? Xinh lắm ấy chứ, vẫn lấy chồng tốt. Nói xong, Tâm lăn ra cười, trông cái mặt vểnh lên của Tâm khiến Lan cũng bật cười, khẽ cúi mặt cô trải lòng. Chồng tao thế này, ai thèm ngó nữa? Xấu đã chớ, giờ lại cũ. Cũ cái gì? Mày cứ nói vớ vẩn, mày ra ngoài còn ối thẳng theo ấy. Này nhé, vừa đẹp, lại đảm đang tháo vát, hiền lành chịu khó. Giờ kiếm đâu ra người được như thế? Nào, mày phải lạc quan lên. Mình còn trẻ chán, phải làm lại cuộc đời chứ. Lan cười nhạt, bốc thêm một miếng nho khô. Vết thương vẫn nhói nhói lên, thi thoảng, cô đáp. Hiền lành để làm cái gì? Có mà ngu thì có. Ngày xưa cứ nghĩ về nhẫn nhịn, chịu đựng, nhà lúc nào cũng ấm êm. Cuối cùng đách phải. Đến khi nhận ra thì cũng muộn rồi. Lan lắc đầu cười nhạt, môi vẫn tươi, chỉ là mắt đã ướt. Tâm lặng im không nói gì. Nghĩ buồn chứ, còn trẻ như Lan, biết vực dậy sau cũ ngã này thế nào. Mày không giận tao chứ? Trong khi Tâm còn chưa nói gì, thì Lan lại lên tiếng hỏi. Tâm nhìn bạn xua tay. Giận gì chứ? Có giận mày thì tao đã không ngồi đây. Lan gật đầu yên tâm nhìn bạn, cô tiếp tục nói. Tao biết bản thân mình ngu dại khi không nghe lời khuyên của mày, lại còn bảo từ mặt mày. Ấy thế mà lúc khó khăn nhất trong cuộc đời cũng lại chỉ biết nghĩ đến mày để cầu cứu. Thật tao không biết tao ăn cái giống gì mà ngu thế không biết nữa. Nói ra thì bẩn tính, thế nhưng lúc mày bênh tao, tao còn nghĩ mày cố tình lấy lòng mụ Hòa. Tao dại quá phải không mày? Lần này Lan bật khóc nức nở. Chắc có lẽ thứ Lan đau lòng và day dứt nhất không phải mấy lời chửi mắng của em chồng, của mẹ chồng, càng không phải những cái tát lệch mặt của chồng dành cho. Mà hơn hết, cô ân hận khi đã hiểu lầm đứa bạn thân từ hồi đi học. Trong lúc mải miết lấy lòng nhà chồng, cô đã quên đi vì ai mà Tâm cũng vội vã vào làm sâu chung với nhà cô. Khi tìm hiểu Tuấn chỉ vỏn vẹn vài tháng, khi việc hệ trọng lớn nhất của đời người là lấy chồng, Tâm cũng coi như may rủi. Nhắm mắt đưa chân cùng về chung nhà với Lan. Sau một lúc khóc nức nở, Lan mới thôi. Mọi chuyện cũng chỉ là quá khứ. Việc của những người trẻ là tiếp tục trưởng thành, tiếp tục cố gắng. Chẳng ai hơi đâu mà cứ ngồi nhai lại một quá khứ quá đỗi tàn khốc và bất ổn. Tầm trưa, Hiếu được chuyển sang phòng khác để phẫu thuật. Người ta nói vì chân Hiếu bị gãy vụn, giờ nối cả gân và xương nên cần rất nhiều thời gian. Chỉ cần sơ sẩy một tí mà chân bị nẹp lệch hoặc không đúng thì có thể Hiếu sẽ què, thậm chí là tàn phế suốt đời. Trước cuộc phẫu thuật sắp sửa diễn ra thì Hiếu có tỉnh lại. Thế nhưng hắn không biết gì, mắt chỉ có lờ đờ lòng trắng đưa qua đưa lại. Bác sĩ nói máu tụ ở đầu hắn sau 2 ngày truyền kháng sinh có vẻ đang tan ra, không phải mổ đầu nữa. Ngay đến đây, bà Hòa mừng tưởng sống lại thêm lần nữa. Nếu mổ cả đầu, chi phí còn không biết là bao nhiêu. Chiều hôm ấy, tất cả ngồi bên ghế trước cửa phòng của Lan. Mọi khi sẽ chỉ có độ 2 người ở lại, còn đâu về nhà nghỉ để mai thay ca. Thế nhưng hôm nay, nghe Hiếu mổ, tuy ghét nhưng chuyện liên quan đến tính mạng mọi người không bàn đến chuyện trước kia. Hiếu được chuyển đi mổ ở trên tầng, bà Hòa cũng đi theo, còn cả ngày nay không thấy cái ý đâu cả. Mới có 1 ngày trôi qua mà người ta thấy tóc bà Hòa bạc trắng gần như quá nửa. Sự mệt mỏi khắc khoải hằn sâu nơi khóe mắt. Bà tiếc tiền là một phần. Bà sợ sau này Hiếu không được khỏe mạnh như xưa thì ai sẽ đi làm, ai sẽ đưa tiền mỗi lần bà vòi vĩnh. Người nhà bệnh nhân Hiếu xuống đóng tiền nhé. Ơ kìa, chả phải hôm qua tôi đã đóng 90 triệu rồi hay sao? Sao bây giờ chuẩn bị đến giờ mổ rồi lại còn đòi nữa? Các người định ép người già không hiểu luật đấy à? Tôi không có tiền. Bà Hòa bị người ta bắt đi đóng lần nữa
thì quay ra cãi cùn. Người y tá hiểu tâm lý người nhà, mỗi lần nhắc đến tiền là rất áp lực. Thế nên cô vẫn điềm đạm giải thích. Vâng, đúng là hôm qua có đóng, nhưng thiếu cô ạ. Chi phí phát sinh một ca mổ rất lớn. Vào đây rồi ai cũng như ai. Không có chuyện cho thấy cô già mà thu thêm đâu cô. Rồi sau khi Hiếu ra viện, chắc chắn sẽ có một bảng chi phí được liệt kê ra rõ ràng từng khoản khi và cô đã đóng bao nhiêu. Cô đừng có lo. Bà Hòa nghe xong, cứ lừ lừ nhìn người y tá. Đúng thật là bà giờ không có tiền ở đây. Cái ý sau khi chở bà tới viện xong cũng đi đâu. Hứa chưa quay lại, khi ca phẫu thuật chuẩn bị bắt đầu sẽ quay về. Nhưng giờ Hiếu thì chưa được vào rồi, nhưng lại chỉ có một mình bà già. Trong lúc túng, lại chẳng có ai bên cạnh, bà ứa nước mắt, cố giữ bình tĩnh, bà nói với người y tá. Cô cứ đi làm việc của mình đi, tôi về nhà lấy tiền rồi sẽ qua quầy thanh toán. Người y tá cũng không làm khó dễ bà, nhanh chóng gật đầu quay đi. Bà Hòa cũng lững thững đi ra phía cầu thang để về nhà lấy tiền. Trong lúc đi xuống tầng, bà Hòa gặp lại bà Hoa. Thấy thông ra, bà Hoa hỏi. Sao rồi? Thằng Hiếu mổ rồi chứ? Bà Hòa thở dài lắc đầu. Bà đã định thôi không khóc nữa. Thế nhưng bà Hoa hỏi thăm, khiến bà tủi thân lại khóc tiếp một lần nữa. Bà trình bày. Chưa chị ạ, tôi phải về nhà lấy tiền đóng, vẫn còn thiếu. Thế thiếu bao nhiêu? Bà Hoa sốt sắng hỏi. Bà Hoa thật thà đáp. Chắc chục triệu nữa chị ạ. Trông bà Hòa ghét thì ghét thật. Thế nhưng vào hoàn cảnh làm mẹ, ai cũng thương con, thế nên bà tặc lưỡi. Vậy thì vào đây, tôi sẽ cho chị mượn. Nghĩ bà Hoa đùa, bà Hòa không chịu đi. Phải nói đến lần thứ mấy bà Hòa mới lững thững đi theo. Trong ví bà Hoa tất cả được hơn 7 triệu, còn bà mượn thêm bà An cùng vợ chồng nhà Minh được 3 triệu nữa. Đưa sấp tiền cho thông gia, bà Hòa đáp. Đây, chục triệu đây, chị cứ cầm mà lo cho cháu, khi nào rảnh chạy về nhà lấy trả chúng tôi sau. Chuyện gì ra chuyện đấy, cứu người là quan trọng. Tuấn nhìn thấy mọi người giúp mẹ mình thì ngại, thế nhưng phần lớn là anh không tin tưởng mẹ mình. Khi bà Hòa run rẩy định cầm thì anh ngăn lại. Không cần đâu ạ, bây giờ con sẽ đưa mẹ con về nhà lấy, tiền này để lo cho chị Lan thì hơn. Tuấn sợ mẹ mình lươn lẹo sau trắng trợn không trả nên anh không cho lấy. Nhưng bà Hoa vẫn ấn tiền vào tay bà Hòa rồi nói. Làm người quan trọng là lúc hữu hãn này, con cứ để bà cầm tiền lo cho Hiếu. Mẹ nghĩ bà Hòa sẽ trả mẹ thôi, chứ giờ về lấy tiền nhà thì xa. Sợ trong lúc phẫu thuật xảy ra chuyện gì hay cần người ký tên thì biết trông ai. Bà Hòa nghe những lời này thì cảm động ứa nước mắt. Những người ngày trước bà coi là ít học, không đàng hoàng, nay lại đứng ra giúp bà không điều kiện. Bất ngờ bà Hòa quỳ xuống lại bà Hoa cùng mọi người rồi mếu máo. Ngàn lần tôi đội ơn chị. Nhờ mọi người giúp đỡ kịp thời, bà Hòa không phải về lấy tiền nữa. Đúng như bà Hoa nói, trong lúc Hiếu phẫu thuật, người nhà còn phải ký giấy tờ để ca mổ có thể tiếp tục nhanh chóng. Phỏng Lan có chân túc trực, còn tất cả mọi người kéo nhau lên trên tầng ngồi, quây quần cùng bà Hòa cho bớt sợ. Nói gì thì nói, bà Hòa có ghê gớm đến đâu thì cũng chỉ là mụ đàn bà già. Nay một thân một mình chăm thẳng con trai, tai nạn cũng không dễ dàng gì. Đám người có thể không giúp ích được gì cho bà Hòa, thế nhưng đôi ba lời động viên cũng khiến bà yên tâm đôi phần. Trong khi ngồi, bên cạnh là bà Hoa, bên kia là bà An. Nhìn nét mặt căng thẳng của hai người mà ngỡ như con họ mới là đứa đang nằm trong phòng phẫu thuật. Nghĩ bản thân mình không ra gì, vậy mà giờ người ta lại giúp đỡ. Quả thực bây giờ bà Hoa mới cảm thấy nhục nhã vô cùng. Nói không ngoa, khi bà Hoa xử sự quá đỗi tử tế, lấy tình người để dạy kẻ phụ bạc một cách tinh tế, lấy cái đàng hoàng để so bì với kẻ tiểu nhân. Đánh cũng đã đánh rồi, chửi cũng đã chửi rồi, nay chỉ còn nước dùng tình cảm để nói lý lẽ. Nếu tất cả chỉ có hận thù, ai cũng quay lưng với mụ Hòa, thì chắc có lẽ tới lúc chết, bà ta cũng sẽ không nhận ra điều sai trái mình đã làm. 5 tiếng ngồi chờ con phẫu thuật là 5 tiếng tất cả cùng sát cánh bên bà Hòa. Cửa phòng mở, bác sĩ thông báo
Cuộc phẫu thuật nối gân và xương diễn ra khá thành công, song còn phải chờ Hiếu hồi phục thế nào. Nghe đến đây, tất cả vỡ òa trong vui sướng. Vậy là tốt rồi, bà Hòa không cầm lòng được mà khóc lớn. Vậy là Hiếu có thể hồi phục sức khỏe mà kiếm tiền được rồi. Một tuần sau, Lan được ra viện trước, sức khỏe đã ổn định. Qua tâm sự, mọi người biết Lan sau khi xuất viện sẽ về nhà mẹ đẻ một thời gian an dưỡng, rồi sau này tính tiếp. Cô nghĩ thế cũng phải. Giờ nhà bà Hòa chỉ toàn ký ức đau thương. Về đấy chẳng khác gì vùi trong địa ngục lần nữa. Sau khi đang cùng Tâm sắp xếp quần áo để ra viện, thì bóng người bên ngoài thập thò. Không ai khác, chính là bà Hòa. Bị con dâu bắt gặp mình đang dập dình bên ngoài, bà cũng ngại, khẽ rón rén bước vào, tay cầm một cặp lồng gì đấy. Bà Hòa đặt lên bàn gượng cười trình bày. Mẹ nghe, bà thông gia báo hôm nay con ra viện, cho nên mẹ hầm con gà ở nhà, mang lên con ăn cho chóng khỏe. À, Lan này, con cứ sang bên nhà đẻ chơi, chơi chán đi, rồi khi nào quay về nhà với chồng, với mẹ con nhớ. Bà Hòa đỏ hoe mắt run giọng. Vậy mà Lan không thèm nhìn bà một lần. Cô quay ngoắt mặt đi. Có lẽ cô vẫn đang còn hận thù nhà đó nhiều lắm. Đứa con mới mất đây khiến cô chưa thể nào nguôi ngoai đi được. Tâm thấy bà Hòa khóc rồi nhìn Lan mãi. Trông bà ấy dở già mà tội nghiệp lắm. Chẳng còn quý phái nói chuyện văn hóa gì ở đây. Trong lúc gượng gạo, Tâm cầm lấy cặp lồng nhận thay Lan rồi đáp. Mẹ cứ để đây, tí nữa nhất định Lan sẽ ăn. Bà Hòa nhìn Tâm gật đầu, khẽ lau mồ hôi trên trán, bà nói. Thôi, vậy mẹ sang phòng bên với thằng Hiếu, tí con về nhé, mẹ không tới tiễn nữa. Bà Hòa nói xong thì lầm lũi đi, khi phòng còn có hai người, Tâm mở cặp lồng gà hầm của bà Hòa ra, rồi hít lấy hít để, cô nói. Ui chà, thơm phết đấy, trong khi chờ ăn miếng đi rồi tí về. Không, mày ăn đi, tao không ăn. Không khéo, nhà nó bỏ thứ gì vào để tao ăn chết luôn đấy. Mày xem, bảo nhận lỗi với ân hận mà giờ mới mò sang đây một lần. Còn con đi ý không thấy mặt mũi đâu. Nó còn không xin lỗi. Mụ Hòa khôn lắm. Định dở bài khóc lóc để tao về nhà lại phục vụ đứa con liệt này chứ gì đâu. Tao biết thừa. Lan nhất mực từ chối. Tâm thấy bạn làm căng thì trầm giọng khuyên. Chuyện nào ra chuyện đấy. Giờ bà ấy đã ân hận về lỗi lầm rồi. Thì mày phải tha thứ cho bà ấy chứ. Sau này ở được hay không thì không nói. Nhưng dù gì mụ ấy cũng già rồi. Mày định để mụ sống trong giai dấp suốt đời à? Tâm khuyên hết lời, nhưng Lan vẫn không nghe. Cô còn tức toan, đổ đi. Thì Tâm lại tiếc rẻ, ngồi ăn hết từ cái đến nước. Bà Hòa lững thững đi về phòng, đôi mắt vẫn đỏ hoe. Nhìn Lan, bà lại nhớ đến hình ảnh thằng cu con bụ bẫm, kháu khỉnh, được quấn trong chiếc chăn bông. Càng nghĩ lại càng day dứt ân hận. Mẹ, mẹ đi đâu về thế? Lan nó vẫn chưa vào thăm con à? Hiếu nằm trên giường, thấy mẹ đứng ngoài cửa bần thần, thì lên tiếng thều thào, khiến bà Hòa giật mình. Lòng vội nước mắt, bà lắc đầu. Bụng chửa vượt mặt, sắp nằm ổ vào bệnh viện làm cái gì? Nó đòi, nhưng mẹ không cho vào. Có hút sữa không, để mẹ đi lấy. Vâng. Thế mẹ lấy cho con một hộp. Bà Hòa gật đầu, lòng tòng đi lấy cho con trai hộp sữa. Chân quẻ, hai tay cũng quẻ nốt. Làm gì Hiếu cũng phải nhờ đến mẹ giúp, kể cả là đi vệ sinh. Hiếu chăm chú nhìn bà Hòa, có vẻ như bà từ hôm hắn tỉnh lại, cứ khang khác làm sao ấy, không giống như bà Hòa mẹ hắn trước kia. Chẳng bao giờ Hiếu thấy bà Hòa kẹp tóc thấp sau gáy, để lộ mái tóc dài đã bạc thõng xuống lưng. Trước kia bà lúc nào cũng cho tóc cào cái búi đen gọn gàng. Dáng người đi khoan thai chậm chạp hàng ngày cũng thay bằng cái tướng cắm đầu cắm cổ, lầm lũi. Bà Hòa lắm mồm hay văn vở ngày nào cũng thay bằng bà Hòa ít nói. Nói ra thì bảo dở người, nhưng bà Hòa cứ như thể uống lộn thuốc vậy. Nhưng cái điều khiến cho Hiếu ngạc nhiên hơn, ấy là khi nhắc đến Lan, bà không còn lồng bồi, lồng thách lên kể xấu. Không còn kể lể như thể viết văn tế nữa. Để ý kỹ thì thấy, khi nhắc đến Lan, mặt bà buồn và đôi mắt không còn dám nhìn thẳng vào con trai để nói chuyện. Hiếu tính ra đã tỉnh từ 3 ngày trước, hắn minh mẫn và hồi phục dần dần. Lúc Hiếu hôn mê,
thì nhà Tâm, nhà Lan đều có mặt. Nhưng từ hôm hắn tỉnh, chẳng còn ai thèm lui tới nữa. Đứng ở góc độ mẹ già trong con trẻ, người ta thương bà Hòa. Thế nhưng Hiếu tỉnh lại, lập tức sự hận thù lại trở về y như ban đầu. Người ta không nhắc, không hẳn người ta quên. Vì đầu Hiếu vẫn còn cục máu đông chưa tan, nên bác sĩ bảo người nhà không được nói chuyện gì tiêu cực hay chuyện buồn. Tránh Hiếu xúc động mạnh sẽ khiến tắc mạch máu, có thể bị đứt mạch máu dẫn đến chết. Thế nên chuyện Lan cùng đứa con không ai nhắc tới. Chuyện cái ý xô chị dâu xảy thằng cháu nội lại càng không. Bà Hòa vẫn nói dối rằng Lan ở nhà lo cơm nước, mặc cho nó có đòi đi nhưng bị động thai. Tất cả đều đồng nhất dấu Hiếu. Chờ khi nào hắn khỏe, lúc ấy biết sự thật vẫn chưa muộn. Mẹ này, hình như cái Lan nó làm gì mẹ à? Khi bà Hòa cắm ống hút cho thằng con với gương mặt sứt sẹo như cầy mả, nó lại hỏi. Bà Hòa liền lấp liếm. Không đâu, làm gì có chuyện ấy. Mẹ tha không bắt nạt nó thì thôi, chứ tuổi gì nó bắt nạt được mẹ. Vậy sao trông mẹ cứ thế nào ấy? Tối nay mẹ bảo Lan vào thăm con nhé. Hiếu thật thà nói với bà Hòa. Bà không dám nhìn con, giả vờ gấp lại cái khăn rồi đáp. Nó động thai, sắp đẻ rồi, vào thế nào được mà vào, khi nào sinh xong rồi tính. Mà chẳng phải anh chị định bỏ nhau hay sao? Sao từ lúc mở mắt ra cứ nhắc đến nó thế? Bà Hòa hỏi dò con. Thằng con rời đánh, nó bảo là nhìn bà cứ thấy lạ, nhưng bà cũng thấy nó lạ. Ngày xưa nó đánh vợ như gà, vậy mà giờ nó nhắc vợ nó suốt. Hiếu nhìn mẹ, hắn buồn, nhìn xuống hai cánh tay bị gãy mà tâm sự. Tự nhiên bị thế này, con đau quá ấy. Lúc mê man, con lại mơ thấy cái Lan dắt một thằng cu con. Thằng bé béo lắm, nhìn giống con như lột. Thế mà thế nào, hai mẹ con đang đi, thì con ý rằng lấy thằng cu bé, nhưng chẳng may lại ngã. Con mơ như thế mấy lần đấy, không biết nó ở nhà thế nào. Tự dưng con cứ lo, chả hiểu sao. Từ khi con bị ngã đến giờ, con thấy bản thân hiền lành đi bao nhiêu? Hay là con bị ảnh hưởng gì đầu óc hả mẹ? Bà Hòa cười nhạt, rồi quay mặt đi. Nhưng vừa khi quay đi, bà đã mếu. Điều Hiếu mơ thấy lại là sự thật. Chỉ tiếc là đứa bé ấy cũng chẳng còn. Nhưng vì sức khỏe của hắn, bà không thể nói thẳng. Lan về nhà mực mẹ chăm, thì béo trắng trông lại sinh ra. Tuy tóc chưa mọc được, nhưng đội tóc giả vào, nhìn cô lại càng giống búp bê, càng trẻ đẹp. Cứ như thể người con gái này chưa từng lập gia đình, chưa từng bị chồng đánh và xảy mất đứa con. Suốt một tháng ròng, Lan chơi chứ không làm gì. Lúc thì sang nhà bà Hoa ăn cơm, lúc thì lại đi vào làng trẻ bị bỏ rơi chắp bẫm. Vết thương lòng vẫn còn hở, nên cô muốn làm gì đó cho bớt đau xót hơn. Tối, sau khi cả nhà ăn cơm xong, Trâm và Lan lại tranh nhau rửa bát, thì thấy chó sủa inh ỏi ngoài cổng. Hai chị em ra xem thì là bà Hòa với cái ý sang. Mặt Lan mới nãy còn cười nói, giờ thấy mẹ và em chồng, cô lại lầm lì, mắt lừ lừ đề phòng. Đỗ xe tới sân, bà Hòa thấy Lan rửa bát thì gàn. Con ơi, vừa mới ốm dậy, đừng sờ nước lạnh. Thế nhưng đáp lại sự quan tâm của mẹ chồng, mặt cô trơ ra, không lấy gì làm vui. Biết mình vừa khêu gợi lại chuyện cũ, bà Hòa ấp úng rồi nói lái đi. Con vào nhà đi, bà An có nhà không? Mẹ vào thư chuyện một lát. Hỏi đến vậy, nhưng Lan cũng không trả lời. Cái ý thấy chị dâu lầm lì thì quắc mắt lên nói. Ừ hay, chị bị câm mà, mẹ hỏi chị không có mồm mà. Cái ý vẫn quen thói như ngày nào, thế nhưng bà Hòa vội giật áo nó rồi lôi nó vào trong nhà. Bên trong bà An đang cất chiếu, thấy Thông ra sang chơi, bà cười niềm nở mời. Chị Hòa sang chơi đấy à, chị với cháu vào nhà uống nước. Bà Hòa gật đầu vui vẻ vào. Bình thường vào bà có bao giờ cởi dép đâu, ấy vậy mà hôm nay lại khác. Bà tháo ra rồi để hai chiếc ngay ngắn, khiến bà An có phần hơi chú ý. Vừa ngồi vào ghế, bà Hòa cầm túi quà mang theo lên, để lên bàn. Bà nhỏ nhẹ trình bày. Tôi có mua được ít yến xào, loại tốt, mang sang biếu chị. Lâu lâu, chị trưng với đường phèn cho cái Lan nó tẩm bổ chị nhé. Dù gì,
cũng trải qua một lần sinh đẻ, vẫn còn yếu. Bà An nhìn hộp yến, rồi đẩy lại cho bà Hòa, bà đáp. Ấy chết, đắt tiền thế tôi sao dám nhận hả chị? Chị mang về cho Hiếu nó ăn, nó còn yếu hơn cái lan nhiều. Cái lan đã có tôi lo liệu rồi, chị không phải lo đâu. Bà Hòa nghe xong, vẫn đẩy túi yến về phía bà An, bà trình bày. Thằng Hiếu tôi có để lại ăn rồi, cái này coi như bà giúp tôi chăm cháu, mang tiếng là mẹ chồng, mà lúc con dâu ốm tôi lại phũ phàng không chăm, tôi sống khốn nạn quá bà ạ. Nói đến đây, bà Hòa đỏ hoe mắt run giọng, khiến không khí trong nhà lại trầm xuống. Bà An nhìn cũng lúng túng, không biết làm sao, Lan trong buồng cũng nghe thấy tất cả. Khẽ nhấp ngụm nước trà, bà An lén nhìn bà Hòa, biết bà Hòa không sang đây vì việc cho yến không, nên bà lại mở lời. Chắc chị Hòa sang đây là còn việc khác nữa phải không? Bà Hòa không giấu giếm gì mà gật ngay, đảo mắt tìm Lan không thấy con đâu đâu. Bà An hiểu ý liền gọi. Lan, ra đây mẹ nhờ. Lan nghe mình gọi thì đi ra, ngồi kế bên mẹ mình. Bà Hòa nhìn thấy con dâu thì áy náy, xen lẫn sự xấu hổ, bà nói. Hôm nay mẹ dẫn cái ý sang đây để xin lỗi con. Em nó còn dại lắm, con bỏ qua cho nó. Lan vẫn không nói gì. Cô cảm thấy nhà bà Hòa bây giờ rất dơ, bẩn thỉu, một cách kinh dị. Nếu như ngày xưa chửi mắng thì giờ lại quay ra mềm mỏng. Thấy con dâu không nói gì, bà Hòa huých tay cái ý để nó nói chuyện. Nó lừ lừ nhìn chị dâu, rồi nhìn bà An, rồi hậm hực nói. Em xin lỗi, hôm ấy đã vô tình đẩy chị, nhưng mà do chị ăn cắp... Nói xong mấy câu ấy, nó không nói thêm gì nữa. Nhìn cái thái độ này thì tất cả đều biết, nó không hề thực lòng đến đây để xin lỗi. Chỉ là do mẹ nó bắt ép, hỏng xin Lan tha thứ. Câu trước nó xin lỗi, nhưng câu sau đã đổ tội. Như thể không phải do nó, mà là do cô. Lan nhìn thẳng vào mặt ý, với đôi mắt đỏ căm giận. Bà Hòa biết, nên bịt mồm con lại, không cho cái ý nói thêm. Bà An thấy tình hình căng thẳng, thì hối con. Thôi, con về phòng nghỉ ngơi sớm đi, để mẹ nói chuyện. Lan đứng dậy đi, để cô vào trong phòng, bà An mới nói. Thôi thì, chuyện cũng qua một thời gian rồi, không ai muốn vậy cả, để tôi khuyên con bé từ từ. Bà Hòa gật đầu, mặt tiêu nghỉu, giọng trầm xuống, bà tâm sự. Nghĩ lại tôi không ra gì, mang tiếng nhà cũng có con gái đi làm dâu người ta, mà con nhà người ta về làm dâu nhà mình thì tôi lại hắt hủi. Thôi thì chăm sự nhờ chị, chị khuyên con bé giúp tôi với, tôi nhất định sẽ sửa cái tính của mình. Bà An gật đầu thở dài. Trong lúc này bà không biết nên khuyên con thế nào, nên về lại nhà chồng vì bà Hòa đã thay đổi, hay sau quá nhiều chuyện khiến con gái bà tổn thương thì tốt nhất nên từ bỏ một kẻ không ra gì. Con bà còn trẻ, còn nhiều cơ hội làm lại cuộc đời. Tin tưởng thế nào vào đôi ba câu nói suông còn nhạt hơn nước ốc. Bà An này, tuần sau thằng Hiếu ra viện, có gì bà thuyết phục cái Lan giúp tôi với nhé. Ngày hôm ấy tôi làm cơm ra viện, mời bà với anh chị Minh sang cả ăn cơm cho vui à? Bà An còn đang suy nghĩ thì bà Hòa lại lên tiếng. Hay thật chứ nhỉ? Chẳng biết là bà Hòa có cố tình hay vô ý sang chơi, mà cứ hễ nói quanh quanh một hồi thì cũng có một mục đích khác. Bà An cười nhạt, gật đầu bà hứa. Hôm đấy, nhà tôi nhất định sẽ sang, tuy tôi không dám khẳng định chuyện vợ chồng cách Lan sau này tan hợp thế nào, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức. Bà Hòa gật đầu, nụ cười của bà hiền lành phúc hậu, đúng với kiểu con làm sai, mẹ muối mặt đi xin lỗi. Tối hôm sau, Lan và Tâm đi dạo. Trong lúc đi, Tâm hỏi. Mày có nghe tin Hiếu nó sắp được ra viện không? Thứ hai là ra viện rồi đấy. Lan gật đầu, cô đáp. Mẹ ta có báo rồi, về thì về chứ sao, ở viện mãi sao được. Nghe Lan hở hững không quan tâm, cô hỏi lại. Ý tao không quan trọng chuyện hắn về, mà tao muốn hỏi xem mày nghĩ thế nào, có về bên ấy không, hay là...
Tâm nói ngập ngừng bỏ dở, nói hết câu chắc chắn sẽ làm Lan tổn thương. Chỉ cần nói đến đây, Lan tự khắc hiểu. Nhìn Tâm, cô cười trêu. Chẳng phải lúc tao cô bám trụ ở đấy, có đứa nào cứ động viên tao, nếu sống khổ quá thì nên buông bỏ. Giờ tao định bỏ thì mày lại vun vào. Tâm lắc đầu, cô khẽ đáp. Không, tao không vun vào, chỉ là tao nghĩ hai đứa mày dù gì cũng nên nói chuyện một lần cho rõ ràng. Bởi thằng Hiếu sau khi nó tỉnh lại, đợt tai nạn thì vẫn nhắc đến mày. Bà Hòa vẫn nói dối là mày sang nhà ngoại chơi. Nếu bỏ thì cũng nên nói một lần. Một kẻ què cụt như hắn giờ cũng chẳng còn gì. Không đâu, hắn còn mẹ, còn em, toàn những người ruột thịt máu mủ thương hắn. Dù ta có tốt có nào, bà Hòa có ác đến đâu, tao vẫn sẽ chẳng bằng người thân của nó. Mày biết không, lúc tao lấy đứa con ra nói tình cảm với nó đã chửi vào mặt tao là chắc gì đã phải con nó, rồi người dưng nước lã từ đâu về nhà nó ở, rồi lại bắt nó chịu trách nhiệm cả đời. Nếu đứng về mặt tình thì hắn nói thế sẽ làm tao tổn thương, nhưng nếu nói về thực tế thì nó nói đúng. Nó còn không lo được gì cho bản thân thì có tao nó chỉ thêm gánh nặng. Suy cho cùng, khi người ta không cần mình nữa, mình có tha thiết đến đâu cũng chẳng có tác dụng. Mày phải mừng vì tao đã tỉnh ngộ ra đấy. Tâm nhìn bạn không trả lời. Không cần Lan nói thì cô cũng biết. Khi Lan nhắc lại chuyện cũ, giọng cô không giữ được bình tĩnh mà run lên. Chẳng ai có thể biết Lan đã sống không bằng chết trong nhà chồng. Không có gì dành cho cô ngoài sự nhục nhã và đau đớn từ thể xác lẫn tinh thần. Chắc thế nào được khi Lan bị hắt hủi. Nhẫn tâm trước, giờ cô có phũ phàng rũ bỏ thằng chồng nằm trơ trơ thì chẳng ai có thể trách. Về phần Tâm, từ khi cô và Tuấn được dọn về căn nhà mới bà Hoa cho thì gần như không dính líu gì đến bà Hòa nữa. Trong suốt quãng thời gian Hiếu nằm viện, Tuấn là người trực ở đấy, còn Tâm anh vẫn để vợ đi làm. Bà Hòa tới bữa nấu cơm mang đến, còn con ý đặc biệt không bén mảng gì đến. Nghĩ đúng thật, nó là con bà Hòa, cho nên cái tính canh kiểu khinh người từ gen di truyền mà ra. Đã đôi ba lần nó nói ý với bà Hòa rằng Hiếu đã bị thế này, phần sống thì ít, chết thì đã đến cổ, chỉ bằng mang về nhà chăm được ngày nào thì chăm. Nhưng bà Hoa không nghe. Cũng may bà không nghe lời con gái mà bỏ mặc, chứ nếu đưa về nhà có lẽ Hiếu cũng chết bởi cái sự vô tâm lạnh nhạt đến từ những kẻ máu mủ hắn đã quan trọng hơn cả vợ của mình. Tuy hai tay vẫn bó bột, chân sau này sẽ chống phẩy bước thấp bước cao, thế nhưng may chán, sức khỏe dần hồi phục, khuôn mặt bị cày xuống đường trà sát phần thịt. Bác sĩ phải lấy phần thịt đùi vá mặt cho hắn. Giờ què quặt sức yếu, tiền thì không có, đến khuôn mặt còn phải chắp vá, hắn chẳng còn cái thứ gì cả. Sáng thứ hai, khi Tuấn và Tâm đến bệnh viện đón Hiếu về, thì bà Hoa cùng cái ý ở nhà lo cơm nước dọn dẹp. Bà An cùng Lan cũng sang từ 9 giờ để phụ. Khi được hỏi ý kiến về chuyện đi hay ở, tất cả từ bà An cho đến Tâm không hề nhận được quyết định nào từ Lan. Cô im lặng từ đầu đến cuối. Tâm thì nghĩ do Lan còn mệt, chưa nghĩ đến chuyện đi hay ở. Còn bà An thì lại nghĩ con gái có lẽ không dứt được tình nghĩa, được với chồng nên bị lung lay. Nói chung bây giờ quyết định là ở cô, đi hay ở cũng là do cô. Tầm này bỏ chồng bị tai nạn, không trách cô được gì, bởi người ta bất nhân bất nghĩa với cô trước. Hiếu được vợ chồng Tâm đưa thẳng lên trên nhà, bởi hắn có ăn được gì ở đây đâu, mà vậy. Vậy nên, bữa cơm diễn ra chỉ có những người khỏe mạnh. Từ hồi về làm dâu, làm thông gia đến giờ, có lẽ đây là bữa cơm yên bình nhất và không bị moi móc nhất. Bà Hòa lâu lâu gắp cho Lan miếng thịt, chốc chốc lại gắp cho miếng rau. Giờ bà hiền lành lắm, chỉ cười chứ không nói gì. Thấy Lan sang đây, bà thực sự vui và bà nghĩ Lan sẽ nghĩ lại mà quay về. Sau bữa ăn, bà cũng bắt một mình cái ý rửa bát, còn tất cả ngồi trên nhà nói chuyện. Từ khi Hiếu tỉnh, bà An chưa vào thăm lần nào. Tiện đây tới nhà, bà mang ít sữa với chút hoa quả lên tận phòng thăm. Thấy mẹ vợ, Hiếu niềm nở rồi thều thào hỏi mẹ. Mẹ đến chơi ạ? Lan nhà con đâu rồi?
Bà An cười chữa ngược gãi đầu. Bởi Lan không chịu lên gặp, nên chỉ có một mình bà lên. Thấy con rể hỏi, bà không biết trả lời thế nào. Thế nhưng Hiếu đã nói, chắc sinh đẻ xong còn mệt, nên chưa vào thăm con được. Thằng cu có ngoan không mẹ? Mẹ cứ cho hai mẹ con Lan ở đấy một thời gian. Khi nào con tháo bột, sẽ sang đón về. Bà An lúng túng gật đầu. Nhớ chuyện bà Hòa vẫn giấu con, vì sợ ảnh hưởng thần kinh, nên bà An cũng không dám nói. Sau khi trò chuyện một lúc, bà đi ra khỏi phòng, lòng chất chứa nhiều điều không thể nói ra. Sau khi ăn uống xong, Lan cùng mẹ đi về, cả Tuấn và vợ cũng đi làm chiều ngay. Bà Hòa cùng cái ý dọn dẹp nốt, vừa làm, nó vừa nói. Mẹ đừng có mà nhún nhường quá, không chúng nó được đà trèo lên đầu đấy. Mày bớt bớt nói đi, có mày mới trèo lên đầu lên cổ tao đấy ý. Mau dọn dẹp đi, rồi về bên nhà chồng mày. Bà Hòa cáu với ý, khiến nó ngỡ ngàng. Bình thường bà hay nghe nó răm rắp. Giờ quay ra chửi nó. Nó vùng vằng nói mẹ. Mẹ đuổi con đấy à? Mẹ xem, ai mới là con mẹ, là máu mủ của mẹ. Mẹ đừng nghĩ quay ra nịnh nọt hai đứa con dâu là chúng nó thương hại mẹ. Chúng nó chỉ càng khinh thường mẹ mà thôi. Cái ý đang vênh mồm lên cãi mẹ, thì bà Hòa thẳng tay tát nó một cái khá mạnh. Nó còn không hiểu sao mình lại bị mẹ đánh. Bà Hòa mắt đỏ ngầu lên, nhìn đứa con gái. Trước kia bà đã nhất mực tin tưởng, bà gắn lên chửi nó. Đúng thật, trước giờ vì tao quá coi trọng hai chữ máu mủ, cho nên mới nhất mực răm rắp ngay theo mày. Nhưng cho đến giờ, ra đầu khi sắp sửa chui xuống lỗ rồi, tao mới sáng mắt ra. Máu mủ là cái đít gì thế hả? Máu mủ mà đến lúc hoạn nạn, thì máu mủ ở đâu? Cái bản mặt mày ở đâu? Bà Hòa bật khóc. Cái ý nhìn mẹ lúng túng không trả lời được. Bà lau vội khóe mắt, rồi hậm hực nói. Mang tiếng con đẻ, thế mà chả đỡ đần gì được. Đến bữa giục nấu cơm, phải đến câu thứ 10 mới xách đít đi. Hôm nấu thì mặn, hôm thì nhạt. Lúc đau ốm không thấy mặt mũi đâu. Về nhà chỉ có một là ăn trực, hai là đòi tiền. Còn cái Lan, đấy mày xem, nó bị cả nhà hắt hủi, nhưng có khi nào nó cãi tao câu nào đâu. Đêm hôm đau ốm, cũng là nó chăm tao. Tiền nong cũng là nó đưa tao dùng. Còn mày, nuôi hơn 20 năm trời, mày cho tao được nghìn nào không? Anh trai mày ở bệnh viện, đã chẳng trông ngày nào được thì thôi. Lại còn bảo đằng nào cũng chết, thì chữa làm gì? Mày có biết mày làm con cái nhà người ta vậy? Ấy thế mà lúc bí tiền, người ta vẫn góp lại cho tao vay. Còn lên phòng trông hộ thằng Hiếu. Đấy, người dưng đấy, người dưng còn nhờ được. Chứ máu mủ như mày báo cái nỗi gì? Ý cắm mặt nhìn xuống đất, không nói lời nào. Bà Hòa nói cấm có sai. Từ trước đến giờ, nó cứ vin vào máu mủ để lấy tiền của bà cho dễ. Nhưng đến khi cần giúp đỡ, thì chính nó là người chạy đầu tiên. Nghĩ bà Hòa đã nói xong. Thế nhưng chưa, bà bắt đầu lên án chỉ trích nó. Còn là nó cũng đi làm dâu như mày. Ấy thế mà mày xem. Nó về nhà mẹ đẻ được mấy lần. Còn cái bản mặt mày ở đây bao nhiêu ngày? Mày chửi nó không tốt với gia đình nhà chồng. Thế còn mày, mày đã nấu được bữa cơm nào cho bố mẹ chồng mày chưa? Cái Lan nó hiền lành, tao không hài lòng. Tao có đánh có chửi nó, cũng chưa cãi tao câu nào. Vậy mà mày đi sang bên ấy, mày đã làm cái giống ôn gì mà để ông bà bên ấy cứ dăm hôm ba bữa lại đuổi mày về? Thôi, tao cũng nhọc lắm rồi. Lần này cũng như lần cuối tao nói mấy lời này. Ăn xong rồi thì đi về đi. Một thân tao lo cho thằng Hiếu là cũng kiệt sức rồi. Bà Hòa mệt lử khi mắng con gái. Bà ngồi phệt xuống ghế thở phì phò. Cái ý bị mẹ chửi cho thì cũng thấm ra nhiều điều. Không nói không rằng, nó lững thững về nhà chồng. Đến chiều, bà Hòa bên lên nhà cho con bát cháo loãng loẹt như hổ. Gặp con trai, bà rất sợ bởi câu đầu tiên của hắn cũng là: mẹ ơi, thằng cu có giống con không? Lan sinh xong yếu lắm hả? Bao giờ vợ con mới về thăm? Bà biết, bà sẽ chẳng thể nào giấu con mãi được. Nhưng bà muốn kéo dài thời gian cho đến khi Hiếu thực sự ổn định sức khỏe để đón nhận tin xấu. Sau khi dụ khéo con ăn hết bát cháo, bà Hòa dọn dẹp rồi đi ra ngoài. Khẽ đóng cửa lại, bà thở dài day dứt. Sự trông ngóng của con trai
khiến bà càng cảm thấy có lỗi. Hơn ai hết, bà hiểu vì sao gia đình bà lại thành ra nông nỗi này. Tất cả là do bà. Ngày hôm sau, đến nhà bà An tổ chức mời cơm. Gọi là mời cơm, nhưng thực tế là Lan nấu ra mời. Không ai biết lý do gì khiến cô đãi cơm. Cô chỉ nói, hôm nay rảnh rỗi, muốn tụ họp quây quần. Ngày hôm ấy, có bà Hoa ông Thành, có vợ chồng Tâm Tuấn, Trâm Minh, Lan và bà An vẫn không hề có nhà bà Hòa. Bữa cơm hôm nay diễn ra trong sự thắc mắc nhưng không ai dám hỏi. Chỉ có bà Hoa, bà uống ly rượu cay rồi khà ra một tiếng rõ dài. Bà nhìn Lan rồi hỏi. Chắc hôm nay chả phải bỗng tự dưng lại cho chúng ta ăn ngon thế này, chứ phải không? Có gì cứ nói thẳng ra, khó khăn gì cả nhà cùng giúp. Bà An thấy bà Hoa nói thì gạt đi, bà nói vào. Cũng chỉ là mời mọi người họp mặt thôi, chứ nguyên do gì đâu. Không, tôi biết đấy, chắc chắn có nguyên do phải không Lan? Nó là con gái chị, nhưng chưa chắc chị đã hiểu nó bằng tôi. Bà Hoa một lần nữa khẳng định. Sự khẳng định của bà khiến cả nhà lúng túng. Họ lại đổ dồn mắt về phía Lan, khẽ cười Lan đáp. Thực ra, hôm nay mời mọi người đến đây ăn cơm, xong mai con sẽ đi buôn lại. Ở nhà thế này cũng chán. Đi gì vội? Sức còn yếu thế, làm cái gì? Này nhé, không giữ gìn kiêng khem cẩn thận, sau này đau ốm thì khổ. Con chưa nói dứt câu, thì bà An chêm vào. Tính ra từ hôm xảy đến giờ, mới có hơn một tháng, sức đẻ thường đã yếu, chưa đừng nói người đẻ mổ. Khác với bà An, bà Hoa lại ủng hộ, bà nói. Chị cứ để cái Lan nó tự quyết, nó tự biết sức mình đến đâu. Hơn nữa tôi nghĩ nó chỉ muốn đi làm cho khuây khỏa, chứ không phải vì tiền bạc. Ngồi ở nhà nhiều, cũng bụ người ra đấy. Mà hết chưa? Còn chuyện gì nữa không? Bà Hoa hỏi lại, Lan ấp úng. Đúng thật không có gì qua được mắt bà Hoa. Lan cắn môi ngập ngừng, cô chốt hạ. Mai con sẽ sang lại nhà chồng. Lan nói dứt lời xong thì tất cả im bặt nhìn nhau. Bà An vội hỏi lại. Con nói thật hay đùa vậy? Chuyện này đùa thế nào được? Mẹ chỉ hỏi nó buồn cười. Suy nghĩ kỹ chưa đấy? Cứ từ từ em ạ. Trầm chen ngang ngắt lời khuyên em. Tất cả không ai dám tham gia gì rõ ràng, bởi chuyện này khó nói, chỉ có Lan là quyết được. Mình nhìn em gái thở dài, anh tặc lưỡi nói. Thôi thì cứ sang bên ấy, người ta cũng biết lỗi rồi, không phải cứ nói bỏ là bỏ được ngay, nên cho người ta cơ hội làm lại cuộc đời, còn sửa chữa lỗi lầm. Thằng Hiếu giờ nó đã vậy, chắc cũng thấm thía nhiều rồi. Tất cả đều gật đầu. Bà Hoa tuy không phản bác, nhưng bà dặn. Chúng nó mà có làm gì mày, thì mày gọi về đây, còn cái răng nào tao vặn nốt. Cái bà này, chỉ được cái đánh đá thôi. Cháu nó đang làm lại cuộc đời, mà cứ bàn về chuyện tiêu cực. Ông Thành ngồi trao mày trách, bà Hoa trỗng mồm lên cãi ngang. Làm sao? Ông mà lỡ ngớ, tôi vặn cả răng ông đấy. Trẻ danh mà cứ đòi dạy khôn. Bà Hoa quay ra mắng ông Thành. Ông lầm bầm cằn nhằn, chứ không dám nói to, khiến cả nhà cười tủm tỉm. Từ khi không giấu giếm chuyện tình cảm, hầu như bà Hoa đi đâu cũng có ông Thành đưa đi. Thậm chí là lúc Lan trong bệnh viện, ông đi làm nhưng tranh thủ về sớm, nấu cơm mang lên cho mọi người. Nếu xét về tính của ông Thành, thì ông mềm mỏng hơn ông Phúc rất nhiều. Bà Hoa lắm mồm, phải có người nhẫn nhịn thì mới êm ấm. Khác với chồng cũ, bắt vợ con phải nề nếp, phải văn hóa. Ông Thành kệ cho bà Hoa, muốn làm gì thì làm. Có một lần chú đi chợ, người ta bảo bà Hoa ghê gớm thế mà chú cũng ở được. Ông Phúc hiền lành thế mà còn bị bà ấy chửi cho sơi sơi, thì chú chỉ là cái đinh. Thế mà chú chẳng nói gì và cũng không phản bác gì, bởi tính bà Hoa thế nào có lẽ chú cũng đủ hiểu và chú cũng thừa biết. Ông Phúc ân hận lắm nhưng làm gì có cơ hội. Đôi vợ chồng già quặc nhau tại bữa cơm khiến chủ đề của Lan cũng hạ nhiệt đôi phần. Thôi thì, người trong cuộc vẫn là người quyết định. Có lẽ giờ Lan cũng đủ chín chắn để biết được bản thân mình cần gì. Tối hôm đấy, Tâm ngủ lại với Lan, cô hỏi bạn. Này,
Thực sự mày vẫn muốn về nhà đó à? Ừ, về đấy cùng làm chị em dâu với mày. Sao thế? Mày sợ gì à? Tâm lắc đầu, cô nói. Sao tao cứ thấy mày lạ lạ thế nào ấy? Lúc trong viện, mày còn nói với tao rằng đã sáng mắt, tỉnh ngộ để không bị mù quáng nữa. Nhưng bây giờ mày về lại nhà đấy, có khác gì nhau đâu. Lan cười nhạt lắc đầu. Tâm nhìn bạn, nụ cười chẳng biểu hiện gì ngoài sự bất mãn. Lan trấn an bạn. Thì tao sáng mắt thật rồi còn gì. Mày đừng lo, tao biết phải làm gì mà. Lan liên tục trấn an, khiến Tâm chẳng buồn hỏi. Thế nhưng trong lòng thì lại bất an vô cùng. Liệu Lan về nhà chồng để làm lại cuộc đời thật hay là có lý do nào khác mà bản thân Tâm không hề biết? Chẳng lẽ nỗi đau mất con cùng những vết thương chẳng chịt cũng đã nguôi lạnh dần và Lan chấp nhận về ở chung nhà với mẹ chồng lần nữa ư? Còn nhiều thắc mắc mà Tâm không lý giải nổi. Nhưng vì buồn ngủ, Tâm đã ngủ trước Lan. Cô không biết, cả đêm ấy Lan không ngủ được. Lặng lẽ ngồi ở cuối giường mở cửa sổ cho ánh sáng của trăng vàng rọi thẳng vào trong phòng. Khẽ lấy điện thoại mở phần hình ảnh, nơi lưu trữ hình của xác thằng cu con trước khi đem chôn. Những hình ảnh này Lan đã nhờ Tâm chụp lại. Lúc đầu cô không đồng ý, dù gì đứa bé cũng không còn xem lại, chỉ tổ đau lòng hơn. Thế nhưng Lan nài nỉ khiến Tâm không thể từ chối. Vậy là nỗi đau của người mẹ mất con vẫn còn, mãi mãi không thể nào xóa đi được. Sáng hôm sau, Tâm chở Lan đi về nhà bà Hòa, rồi mới đi làm. Tâm để Lan ở ngoài đầu ngõ cho cô tự đi bộ vào. Khẽ nắm lấy tay bạn, Tâm dặn. Có gì phải gọi cho tao, nhất định không được chịu khổ một mình. Lan cười gật đầu, rồi xua xua tay ra hiệu cho con bạn đi làm kẻo muộn. Đợi cho Tâm quay xe đi, Lan mới lững thững đi. Lúc sớm trời còn trong, còn xanh vời vợi, vậy mà giờ đã kéo mây đen, rồi lắc rắc mưa nặng hạt. Lan trở về đây, cô nhớ lại ngày đầu ra mắt, bị bà Hoa ném con gà cùng bọc cam đuổi đi. Rồi đến ngày đón dâu, bước qua thao xăng bị cháy váy. Mỉm cười chua chát lắc đầu, trời đã có điểm báo rồi đấy chứ, vậy mà cô cứ ngây ngô, rồi đâm đầu vào. Ở nhà chồng vỏn vẹn mấy tháng, vậy mà ngỡ như người đàn bà bị đi tù đày ải mấy năm dài. Kiểu như đang đi trên đường dài rộng lớn, mắt mải mê nhìn ngắm trời xanh, rồi vô tình lọt trúng hố ga, vừa đau vừa thối. Độc thân, đã lập gia đình, hai trạng thái tưởng như không có gì khác, mà lại khác đến không tưởng. Độc thân là tự do, còn lập gia đình là mất trắng. Mất gì ư? Mất từ tự do đến tình cảm ngọt ngào, mất đi bố mẹ đẻ người thân, cho đến thời gian hạnh phúc và thậm chí là tiền bạc. Khi còn vẩn vơ suy nghĩ, Trần Lan đã bước đến cổng nhà bà Hòa, cánh cổng ranh giới của mất tự do và bạo lực. Đặt tay lên song sắt, đồng hồ cũng vừa hay nhảy sang 6 giờ sáng, giờ của loa phát thanh phường. Mở đầu là bài thơ tả người đàn bà hay vô đối, khiến Lan cười nhếch mép mỉa mai. Trời sinh ra kiếp đàn bà, buồn vui số phận, âu là rủi may. Dở lời nếm nụ đắng cay, sướng vui đâu cũng là hai bởi mình. Vô duyên bến đục gá tình, sông đời trôi nổi nếm nghìn đau thương. Mỏng manh một kiếp má hường, sương mai mình hạc đoạn trường bể sâu. Biển tình ai biết nông sâu, lựa duyên ai biết phải câu lỡ làng. Đầu hôm ý thiếp tình chàng, canh năm chợt tỉnh bẽ bàng đớn đau. Thói đời lẫn lộn vàng thau, đem duyên lỡ buộc vào nhau mất rồi. Yêu chi yêu đáng kẻ tồi, rủ dê cái xác làm mồi đứa hư. Hay là duyên nghiệp tiền dư, oán đâu đòi trả để như nợ đời. Lan, con về hả con? Để mẹ mở cửa cho con. Hiếu ơi, cái Lan về rồi đây này. Bà Hòa dậy sớm định ra quét cổng thì thấy Lan đang đứng ngoài. Bà thấy con dâu mang túi sách theo lại đi một mình thì nghĩ chắc chắn Lan đã tha thứ cho nhà bà, khiến bà không khỏi mừng rỡ. Nói đến độ mất bình tĩnh, còn giật cục liên tục. Vội vã chạy ra, đỡ lấy túi cho con, bà Hòa niềm nở. Để mẹ mang vào cho, con đi vào đi. Lan khẽ gật đầu không đáp. Bà Hòa long tong chạy trước vào, để túi sách cho con.
Trời mưa, nhưng không khí oi ả vì đổi mùa, kéo cái quạt cây bật, rồi chẫu vào con dâu, bà Hòa hỏi. Đi có mệt không con? Ai chở con về đây? Cái Tâm mẹ ạ, nó để con ở ngoài ngõ, rồi con tự đi vào. Lan Lý Nhí nói, bà Hòa chép miệng trao mày, bà trách. Cái con bé này, vội gì thì vội, cũng phải chở chị tới tận nơi, rồi mới đi đâu thì đi chứ. Chị còn yếu thế này, đi hụt hơi chắc là mệt lắm hả con? Bà Hòa cứ láu táo hỏi han con dâu, khiến Lan cười lắc đầu. Không thể không nói, bà Hòa trước mặt Lan bây giờ khác hoàn toàn với bà Hòa của mấy tháng về trước. Cách nói chuyện, gọi Tâm cũng không còn chua ngoa, đanh đá. Sự thay đổi ngoại mục từ bà mẹ chồng cay nghiệt sang người mẹ hiền lành, không chỉ đối với Lan mà cả Tâm, bà cũng đã ngẫm ra nhiều điều. Lan đứng dậy đi về phía căn bếp nhỏ như một thói quen cũ. Bà Hòa cũng long tong chạy theo sau. Khẽ mở nắp nồi cháo đang ninh trên bếp. Bà Hòa đứng sau đã nhanh nhỏ mồm mép nhắc. Ấy, lót tay cẩn thận không bỏng con. Thế nhưng Lan vẫn tay không cầm vung nồi cháo mà chẳng bỏng, hay tỏ thái độ giật mình vì nóng. Bởi bà không biết, cái đau đớn nóng rát hơn cả vung nồi cháo, làm sao bằng ở chung với bà, bị bà đay nghiến hành hạ mỗi ngày. Lan quay sang vừa cười, vừa nói với bà Hòa, giọng cô vẫn hiền lành. Kìa mẹ, mẹ cứ bình thường như lúc con ở đây ấy, mẹ cứ chửi mắng con đều đặn, mỗi sáng như mọi khi ấy. Con nghe, con còn thấy lỡ lạ. Mẹ cứ nhẹ nhàng thế này, con mới thấy sợ đấy. Bà Hòa khẽ cúi mặt, mắt bà ngấn lệ nhìn con, bà nuốt nước bọt tâm sự. Lan ơi, mẹ biết trong lòng con nghĩ gì, con sẽ không thể nào mà tha thứ cho mẹ ngay được. Thế nhưng mẹ hứa, mẹ sẽ thay đổi, sẽ là người hiền lành và ít nói hơn trước kia. Mẹ cũng chỉ mong sao các con gạt bỏ mọi chuyện cũ để bắt đầu lại cuộc đời. Mẹ hứa sẽ không can thiệp bất cứ chuyện gì của các con. Cháo nhừ rồi mẹ này, mẹ có múc ra bát cho nguội luôn không? Khi bà Hòa còn hứa hẹn xúc động nhận lỗi với con dâu, thì lúc ấy Lan chỉ chăm chăm nhìn vào nồi cháo. Cô không hề để tâm đến mấy lời thú tội vừa rồi. Bà Hòa lúng túng nhìn vào mắt con, vẫn là Lan, ăn nói nhẹ nhàng vẫn cười, thế nhưng trong đôi mắt lại lạnh lùng vô cảm. Bà Hòa không biết con dâu đang suy nghĩ gì, liệu có tha thứ cho gia đình bà thật hay chưa? Nghe con hỏi, bà Hòa chỉ gật đầu. Lan vừa múc cháo ra bát vừa hỏi. Sao mẹ nấu nhiều thế? Một người gì ăn hết được chỗ này? À, mẹ định nấu rồi ăn cả thể với thằng Hiếu. Ăn một mình cũng chẳng bỏ nấu cơm. Mẹ không biết con về, tí để mẹ gọi Thế Ý trở đi chợ. Lan nghe mẹ chồng nói thì gật đầu, múc cho bà Hòa một bát cháo. Lan nói, vậy mẹ ăn cháo trước đi, phần anh Hiếu để tí nguội con cho anh ấy ăn. Bà Hòa gật đầu vì Lan chu đáo. Vừa ăn cháo, lâu lâu bà lại đảo mắt nhìn đứa con dâu thảo hiền đã có thời gian mình hát hủi. Ăn xong, bà Hòa gọi Thế Ý đến chở đi chợ. Trước khi đi, bà cẩn thận dặn con dâu. Lan này, chuyện con và đứa bé, thằng Hiếu chưa biết chuyện. Nếu có thể con đừng nói gì với nó chuyện thằng bé cả. Cứ viện lý do nào đó để thằng Hiếu nó đỡ sốc. Sau này rồi tính tiếp. Lan vâng dạ gật đầu. Chỉ còn một mình Lan ở nhà, khẽ bê bát cháo lên trên cho chồng. Thấy hắn vẫn nằm trơ trơ ở giường, nhìn lên trần nhà buồn chán. Khi thấy vợ bước vào, hắn reo lên mừng rỡ như đứa trẻ con trông ngóng mẹ. Đôi mắt Hiếu đẫm lệ lấp lánh trách vợ. Em về rồi đấy à? Hai mẹ con ở bên nhà ngoại chơi có vui không? Em có đưa cô con về chơi không thế? Mà sao mới sinh xong đã nhuộm tóc vàng chóe thế kia? Độc hại lắm đấy. Lan ngơ ngác nhìn chồng, như thể không biết. Hắn vẫn lắm mồm giống mẹ hắn như ngày nào. Cho đến bây giờ, hắn vẫn lên tiếng dạy đời, chỉ trích cô. Lạnh lùng Lan hỏi. Mày đang nói chuyện với ai đấy? Với tao ấy à? Nghe vợ hỏi lại, mà Hiếu bỗng giật mình. Mặt hắn đảo khẽ sang bên, không dám nhìn vợ. Trong đầu hắn hiện lên những trận đòn đánh vợ bụng mang dạ chửa. Nỗi ân hận dâng lên, khiến hắn bị dày vò. Lý Nhí han xin. Anh xin lỗi, anh ngu quá phải không? Anh hứa sau này chắc chắn sẽ thay đổi. Hứa à?
Giờ què quặt thế này vẫn hứa được cơ à? Ngày xưa mày khỏe mạnh, mày cũng hứa ác liệt lắm. Rồi cuối cùng thì sao? Giờ ai tin mày nữa? Cái câu gì mày hay chửi tao ấy nhỉ? À, tự dưng một con điên ở đâu về, máu mủ không phải, quen thân cũng không, mà cứ bắt mày chịu trách nhiệm cả đời. Tao nói có lệch câu nào không nhỉ? Chắc mày vẫn nhớ câu nói đấy chứ? Hiếu cúi mặt gật đầu. Hắn chảy hai hàng lệ xuống khuôn mặt chẳng chịt vết sẹo vá chưa lành. Hắn thú nhận. Anh nhớ chứ? Giờ anh cũng không biết nói thế nào cả. Anh chỉ xin em tha thứ cho anh lần này, để con nó được có bố, cho anh được làm lại cuộc đời có được không? Nghe những câu hứa hẹn mà Lan cứ ngỡ là chăn chối của chồng. Cô bật cười như điên dại, rồi bất chợt dừng. Cô lia ánh mắt trợn trừng nhìn chồng. Khẽ đi đến, cô đè vào cánh tay què hắn, khiến hắn kêu lên vì đau đớn. Cô nói, con tao mà cần cái loại bố có trách nhiệm như mày sao? Thử hỏi xem, nếu không có vụ tai nạn này, liệu mày có quay lại xin tao tha thứ không? Hay là nhất định bỏ mẹ con tao bằng được? Giờ mày tàn phế rồi, mặt cũng chi chít sẹo, chẳng khác gì mặt quỷ. Sức khỏe cũng chẳng có. Thì ai? Ai là người theo mày? Mày thử gọi đứa đã ăn nằm với mày tới đây, xem nó có chịu cho mày ăn lấy một bữa hay không? Lan đay nghiến chồng nhiều lắm. Một câu thẳng què, hai câu thẳng tàn phế. Cô nói đúng chứ sai cái gì? Tức thì làm gì được cô? Đánh cô, hắn cũng chẳng làm được. Hiếu không nói gì, hắn chỉ lặng lẽ sụt sùi khóc vì ân hận. Thế nhưng giờ nhận ra cũng đã quá muộn rồi. Lan ngồi xuống bên giường, cô nói, mày đã từng nói tao là đứa con này, chắc gì của mày. Nhớ đâu là của thằng khác. Thật sự, thà mày chửi tao là loại ngu đần, bất tài, vô dụng thế nào, cũng chả đau đớn bằng câu, đứa con này không phải của mày. Thằng khốn nào, trong lúc say rượu tao vượt rào, còn nói có con trước, mẹ mày sẽ cho cưới, rồi còn thề thốt hứa hẹn, lo cho mẹ con tao cả đời. Đúng là mồm mép cái loại đàn ông vô trách nhiệm, ruồng rẫy cả con đẻ của mình, máu mủ của mày đấy, sao mày không nhận? Giờ còn quay ra trách móc tao, nhuộm tóc để hại đến con mày. Cái thứ khốn nạn nhà mày nữa. Mày chết mẹ mày đi cho đỡ chật. Vừa chửi chồng, Lan vừa kéo cái bộ tóc giả màu vàng mà chưa gì Hiếu đã nghĩ vợ sinh con đi nhuộm tóc. Yêu nhau bao nhiêu năm có lẽ, chưa một lần nào cô đi làm tóc hay nhuộm. Vậy mà giờ hắn thấy cô tóc vàng, hắn không hỏi lý do. Mà đã vội vàng trách cô không có hiểu biết, không thương con. Đến bây giờ Lan tự hỏi, gã đàn ông cô lấy làm chồng này, có khi nào hắn để ý đến tâm tư suy nghĩ của cô không? Hay hắn chỉ lấy cô vì cô hiền lành, bị chồng đánh cũng chỉ biết nhẫn nhục? Mái tóc giả bị Lan kéo xuống, lộ cái đầu cô chọc lốc, còn chưa mọc tóc, trông khó nhìn vô cùng. Xen vào đó, những vết sẹo ngang dọc, đếm vội cũng phải được chục vết khâu chẳng khâu chỉ. Ai không biết, lại nghĩ hẳn là giang hồ, đi đâm chém nhau, nên rách đầu, nhưng chẳng phải. Vết đích này chỉ là do người chồng được cho là rất hiền lành gây ra. Hắn có chưa cái gì, từ lọ hoa, dép guốc cho đến ghế, chân đạp, đủ cả. Cái đầu trần trụi này khiến Hiếu gào lên khiếp đảm. Hắn hoảng sợ lắp bắp. Em bị làm sao thế này? Tóc em, những vết kia là thế nào? Những vết này là do chồng em đánh em đấy ạ. Anh nhìn xem. To nhỏ, dài ngắn đủ cả. Bác sĩ người ta phải cạo đầu em để khâu đấy anh. Anh nghĩ xem, với cái thằng chồng khốn nạn vậy thì nên làm gì để trả thù nó đây? Lan ngây ngô hỏi lại chồng mình, khiến Hiếu đứng hình. Lâu lâu cô cứ ngây ngô như bị tâm thần, khiến hắn hoảng sợ. Bây giờ nhìn lại, chính Hiếu cũng không thể tin mình đã đánh vợ ra nông nỗi này. Hiếu gào lên khóc vì ân hận. Hắn van xin. Lan ơi, anh xin lỗi. Anh là thằng khốn nạn, em hãy để anh sửa chữa lỗi lầm được không? Em nói đi, em muốn anh làm gì em mới chịu tha thứ. Mày đi chết đi, rồi tao sẽ tha thứ cho mày. Lan đáp trả ngay, khiến Hiếu sững người. Người con gái hiền lành trong Lan có lẽ đã không còn nữa, mà chỉ có người con gái mang nỗi thù hằn cay nghiệt, muốn trả thù. Nghe vợ nói, Hiếu lại không dám nói thêm, bởi hắn vẫn thèm sống lắm, chết thế nào được. Trông vẻ mặt đần độn sợ hãi của hắn khiến Lan bật cười. Nhẹ nhàng đứng dậy, Lan nói trấn an. Chết thì nhẹ nhàng cho thằng khốn nhà mày quá.
Thôi, mày không phải sợ. Mày muốn sửa chữa lỗi lầm giữ gì? Được, tao sẽ cho mày được toại nguyện. Nói rồi, Lan cầm lấy bát cháo, định mang vào cho Hiếu ăn quay ra. Câu nói lấp lửng của vợ khiến hắn hoang mang tột độ. Lan lững thững đi ra ngoài, rồi đổ cả bát cháo loãng xuống cống. Vậy là bữa sáng của Hiếu không được vợ cho ăn mà đem đổ sạch. Nhìn bát cháo sạch bách, đôi mắt Lan đỏ ngầu căm hận. Liệu sự trả thù của Lan có nằm ở mỗi việc không cho chồng ăn sáng hay là còn nhiều cực hình mà không ai nghĩ tới nữa? Bà Hòa và Cái Ý đi chợ về. Thấy Lan đã đang dọn rửa bát đũa. Thấy mẹ cùng em chồng về, Lan niềm nở chạy ra xách đồ. Cô hỏi: Mẹ mua gì mà đầy làn thế này? Nhà có mấy người đâu? Mẹ mua cả túi ăn con ạ. Đỡ mất công con phải đi chợ nhiều. Trưa nay phải nấu một bữa thật ngon con ạ. Lan cười gật đầu đồng ý ngay. Đứa em chồng thấy chị dâu về thì lừ lừ, nghe hai mẹ con tình cảm, nó bĩu môi chê. Bà Hòa mà thương con dâu thì hẳn lại ối đứa ra rìa. Mang đồ ra sân giếng chuẩn bị, bà Hòa hỏi con: Thằng Hiếu có ăn hết bát cháo không con? Hôm nay con về chắc nó mừng lắm nhỉ? Vâng, cứ lia láo hỏi chuyện con suốt, còn hỏi sao không đưa con về cho anh ấy gặp, còn trách con sao mới sinh mà lại nhuộm tóc. Lan thật thà kể với mẹ chồng, nhìn lên mái tóc giả vàng hoe, bất giác bà Hòa lại buồn. Lỗi là ở nhà bà ra cả. Khẽ cầm tay con dâu, bà Hòa rưng rưng nước mắt. Con ơi, tuy nói ra mấy câu này khiến con đau lòng, nhưng mẹ nhất định vẫn phải nói. Con đừng bỏ thằng Hiếu mà tội nghiệp con nhé. Mẹ hứa sẽ không làm khổ con nữa. Biết đứa trước là do mẹ, nhưng sau này hai đứa cứ bảo nhau làm nhau ăn, mẹ sẽ không can thiệp. Con biết rồi, mẹ đừng có lo. Lan nói rồi vỗ nhẹ vào tay bà Hòa trấn an. Tất cả những cảnh này đều bị Ý từ trong nhà để Ý thấy. Nó có chút gì đó sợ mơ hồ. Nhìn Lan vẫn thế, nhưng chẳng biết lòng lại cứ thấp thỏm lo. Liệu sau nụ cười hiền thục ấy, lòng dạ Lan còn y như cũ hay đã thay đổi mất rồi? Bữa cơm trưa, chỉ có ba người đàn bà ăn chung, nhưng không khí rất đầm ấm và hòa thuận. Nếu không ai để ý đến khuôn mặt có phần ngáo của Cái Ý. Lan lúc sớm đề nghị mua bia về uống. Bà Hòa thì sợ sức khỏe con chưa tốt. Thế nhưng Lan nói cô đã hồi phục khá nhiều rồi. Nên bà Hòa đưa tiền cho Cái Ý ra tạp hóa mua một thùng. Đúng thật, trời oi bức thế này mà được cốc bia lạnh thì sướng phải biết. Nếu là ngày xưa, bà Hòa sẽ cao giọng lên cái đàn bà uống bia thì là đĩ, là không ra gì. Nhưng nay thì khác rồi. Chính bà còn bật bia cho con dâu, bà nói. Không phải mẹ không cho con uống đâu, mà là mẹ lo cho sức khỏe của con thôi. Thôi thì ba mẹ con uống vui thôi. Uống được bao nhiêu thì uống nhé, không cho ép. Lan và Cái Ý gật đầu, cả ba cùng nâng ly uống cốc bia quá nửa. Xong xuôi, Lan gắp cho bà miếng thịt, rồi thưa chuyện. Mẹ ạ, lần này con cũng về lại nhà mình rồi. Từ nay mẹ không phải vất vả chăm anh Hiếu nữa. Việc đấy giờ đã có con. Con biết mẹ khoảng thời gian qua đã vất vả rồi, nên giờ mẹ nghỉ đi thôi. Bà Hòa nhìn con dâu. Bây giờ bà mới nhận ra Lan là đứa con rất hiếu thảo. Không cầm lòng được, mắt bà lại lấp lánh. Gật đầu bà Hòa đáp. Vợ chồng con cứ chăm nhau, mẹ đỡ được tí nào thì đỡ. Nay mai thằng Hiếu khỏe lại, hai đứa lại đi làm. Giờ căn nhà hai tầng ấy cũng chỉ có vợ chồng con ở. Thằng Tuấn và Cái Tâm thì mẹ đẻ nó cho nhà rồi. Hay là mẹ sang tên cho vợ chồng hai đứa sổ đỏ nhà đấy nhé. Bà Hòa chưa nói dứt câu, Cái Ý ngồi bên cạnh huých bà muốn đổ cả cốc bia, ra chiều không đồng ý. Thấy cái vẻ của em chồng sợ chị dâu lấy mất nhà của nó mà Lan cười. Gắp thêm một miếng thịt gà cho Cái Ý, Lan khẳng định. Cô Ý không phải lo, chị không có dã tâm lấy nhà đâu mà cô sợ. Từ hồi chị về làm dâu nhà mình đến giờ, chị chưa bao giờ đòi hỏi hay xin nhà mình căn nhà này, mà chị chỉ xin có tên trong sổ hộ khẩu gia đình. Nói gì thì nói, việc thêm tên vào sổ đỏ cũng chỉ là điền tên vào tờ giấy vô nghĩa thôi mà thôi. Giờ chị cũng không cần nữa rồi. Chỉ cần mẹ con mình sống với nhau hạnh phúc, êm ấm thế này là vui rồi. Tất cả gật đầu.
Lan nói thế cái ý mới bớt lo. Nó giãn cơ mặt ra mà mắc cười. Chắc trong đầu nó nghĩ Lan vẫn hiền lành và ngu ngơ như trước kia, chả có gì phải sợ. Bữa cơm hôm ấy có tí bia vào đưa cơm hẳn. Sau khi ai cũng ngà ngà say rồi đi nằm ngủ cả, thì Lan vẫn còn thức. Cô cặm cụi ở dưới bếp nấu thức ăn cho chồng. Nấu xong xuôi, Lan bưng lên tận giường. Thấy Lan, Hiếu mừng ra mặt. Lan nhìn chồng mặt trắng bệch, không nói không rằng. Lan xúc một thìa cháo đầy, còn bốc hơi ngụt ngụt, tống thẳng vào mồm chồng. Cháo mới nấu xong, thì nóng đến cỡ nào. Hiếu bị bỏng tường chết, nuốt vội thìa cháo, hắn nói. Nóng quá Lan ơi, em để đấy, tí anh ăn cũng được. Thế nhưng tầm này, Lan như kẻ điếc, cô cứ xúc thìa lớn thìa bé cho chồng. Cái mồm bị bỏng đỏ loét vẫn phải cố há ra nuốt cho xong. Hết một bát cháo đầy, Lan cẩn thận lau miệng lại cho chồng rồi mới đi ra. Cái môi phồng rộp đỏ tấy lên còn hơn ăn ớt, khiến Hiếu bất lực. Hắn biết bản thân hắn đáng bị thế này. Trong thâm tâm Hiếu nghĩ Lan làm thế này cũng chỉ muốn hành hạ cho bõ tức, rồi cơn giận lắng xuống, Lan lại hiền dịu như hôm nào. Tối đến sau giờ cơm, Lan lại xuống bếp nấu cháo cho chồng. Đập quả trứng gà vào, Lan cẩn thận cho thêm cả mấy củ tỏi vào, băm nhuyễn vào đảo đều. Bưng bát cháo thơm nước đi qua, bà Hòa biết đâu con dâu nấu cho chồng ăn như cám lợn. Có lẽ trần đời, không ai đi nấu cháo trứng lại còn cho tỏi vào. Bởi với một người biết nấu nướng từ bé, Lan thừa biết nếu người đang yếu mà ăn trứng lẫn với tỏi rất dễ bị ngộ độc. Thế nên, Lan đã dành món ăn để đời này cho chồng. Khác với bát cháo nóng tụt mồm lúc trưa, bát cháo trứng buổi tối này, Lan để cho nguội lạnh, rồi mới cho chồng ăn. Hiếu nhìn vợ, ngoan ngoãn để vợ xúc cho từng thìa cháo một. Cho chồng ăn xong, Lan lấy lý do để quên đồ nhà mẹ đẻ, nên xin phép về lấy. Bà Hòa cũng không gây khó khăn gì, còn dặn con dâu về sớm, không được xá đêm hôm. Thế nhưng chỉ độ nửa tiếng sau, khi Lan đi, Hiếu bắt đầu chóng mặt, rồi miệng nôn chôn tháo. Cái ý đang ngồi ở phản dưới nhà để bắt wifi thì nghe tiếng gọi thều thào của anh liền chạy vào. Trước mặt ý, một bãi nôn tóe ra sàn, bên trong bốc mùi thối ôm. Nhanh tay bịt mũi nó gào ầm lên. Ôi giời ạ, à, bao nhiêu tuổi đầu rồi, đi ỉa thì cũng phải biết đường mà bảo chứ. Nó nói xong thì chạy mất dép để mặc anh trai bẩn bê bẩn bết. Hiếu yếu vợt gọi em gái, nhưng nó không thèm quay lại nhìn. Cái sự vô dụng của mình khi làm gánh nặng cho người khác khiến Hiếu nhận ra rất nhiều thứ. Đấy là kể cả là người thân cận máu mủ đi chăng nữa, lúc hoạn nạn cũng chẳng phải lúc nào người ta cũng giúp. Nghĩ thì phũ phàng, anh trai chăm chỉ kiếm tiền để lấy vợ. Tới khi có vợ, vợ lại chẳng được cầm đồng nào. Đưa cho em gái mượn hết để trả nợ. Cuối cùng giờ đau đớn nằm đây lại bị nó hắt hủi xa lánh. Đời đúng thật bạc hơn vôi. Ý co chân chạy xuống nhà gọi bà Hòa lên dọn dẹp. Thế nhưng bà vừa mới tắm giặt xong nên cũng không muốn làm gì. Bà chép miệng nói con. Thôi thì để tí cái Lan về nó rửa ráy cho chồng nó. Thế nhưng bà Hòa đợi đến 10 giờ vẫn không thấy Lan về. Hiếu nằm trên đống cứt thế kia chắc chắn sẽ hứa mai không khéo còn ghẻ lở. Không đợi được con dâu, bà Hòa lại lách thách lên dọn dẹp. Mùi xú uế nồng nặng, thối inh lên, khiến bà Hòa nhăn mặt. Biết con mình bị liệt, thế nhưng bà vẫn cáu mà chửi thành tiếng. Mày ăn uống kiểu gì mà ỉa chảy thế này hả? Cả nhà chưa đủ khổ với mày hay sao? Hiếu không nói gì, chính hắn cũng cảm thấy bản thân mình bất tài vô dụng. Một lúc sau dọn dẹp xong xuôi, bà Hòa nhìn con nằm trơ trơ cũng chạnh lòng, tội nghiệp. Bà dặn dò con. Cái Lan, nó là đứa con gái tốt, nhà mình có tội với nó nhiều, sau này phải đối xử tốt với nó đấy. Hiếu gật gật đầu, thế nhưng hắn vẫn không hiểu vì lý do gì mà cả nhà hắn lại quay ra đối xử, nói khéo cho Lan như vậy. Nhìn người mẹ già rồi cặm cụi lau, Hiếu hỏi. Có phải cái Lan, nó làm gì nhà mình không? Ngày xưa mẹ có ưa nó đâu, mà sao giờ lại cứ nói tốt cho nó thế? Con thắc mắc. Từ khi nằm viện đến giờ mà không dám hỏi. Bà Hòa mất mấy giây suy nghĩ, rồi bà lấy lý do. Mày nghĩ mà xem, lúc mày bị tai nạn, nằm trơ trơ trong viện,
ai cũng bảo chết chứ sống gì nổi. Lúc ấy mẹ còn nghĩ cái Lan sẽ bỏ mày đi cơ, bởi chẳng có đứa nào thấy chồng mình sắp chết mà cứ chung thủy mãi được. Rồi sau này nó có ở thì mày cũng là gánh nặng của nó. Nhưng may mắn thay, con bé hiểu chuyện và biết suy nghĩ. Đến giờ mẹ mới hiểu, máu mủ hai người Dưng không quan trọng, mà quan trọng là lúc gặp khó khăn nguy nan, ai sẽ là người ở bên sát cánh, động viên giúp đỡ mình. Mà sáng giờ, về vợ chồng có tâm sự được gì chưa? Bà Hòa trải lòng, rồi hỏi dò đứa con. Hiếu nhìn mẹ, đôi mắt hắn đượm buồn, hắn không thể kể ra rằng sáng nay vợ không cho hắn ăn. Đến trưa thì nấu bát cháo gà nóng bỏng mồm, bắt ăn hết. Đến tối lại ăn cháo tỏi với trứng, khiến hắn bị ngộ độc. Bà Hòa nói phải, cả nhà hắn có lỗi với Lan. Việc Lan tức chút giận lên đầu chồng không có gì là lạ, mà hơn hết hắn lại còn nằm thế này. Khẽ thở dài, Hiếu lắc đầu đáp. Không nói được gì nhiều, chỉ cho con ăn xong rồi đi ra thôi. Bà Hòa gật đầu. Vậy cũng hay, hai người đâu ai biết Lan về từ nãy giờ. Cô đứng ở ngoài cửa phòng nghe hết được tất cả. Nhếch mép cười đều một cái, cô từ từ đi vào. Thấy bà Hòa đang lau, Lan vội vã cầm lấy cái khăn rồi gàn. Mẹ, tối rồi mẹ đi nghỉ đi, để con làm nốt cho. Lan đấy hả con, sao về muộn thế? Trời đang nổi cơn giông, mẹ đang tính gọi sang bên ấy bảo bà An nói con ngủ lại nhà, rồi mai hãy về, cũng khuya rồi ấy. Lan vừa lau giúp bà Hòa, rồi tươi cười kể. Con định về từ lúc sớm, thế nhưng mẹ con nhờ bắt hộ gà mai đi chợ bán, nên về hơi muộn. Mẹ đi nghỉ đi, để con lau nốt. Lan tranh làm nốt, thì bà Hòa xua tay, bà nói. Mẹ lau xong rồi, tí có mang ít nước lau sàn lau lại, cho đỡ hôi thôi. Hai đứa ngủ sớm đi, mẹ về phòng đây. Lan gật đầu, tiến bà mẹ chồng ra ngoài. Thế nhưng khi quay lại nhìn chồng, mặt cô lại lạnh tanh như cũ, khiến Hiếu rùng mình. Một nỗi sợ bao trùm lấy bộ não khi chỉ còn một mình đối diện với vợ. Hiếu biết Lan bây giờ chỉ mềm mỏng đóng kịch với bà Hòa, còn mấu chốt trả thù là hắn. Lan quay vào thì tiếng sấm nổ vang trời, khiến hắn giật mình thêm lần nữa. Có vẻ trời sắp mưa. Hiếu nhìn vợ rồi làm ra vẻ thân mật hỏi. Thằng cu ở với bà ngoại mà không khóc là ngoan đấy nhỉ. Em đã đặt tên cho con chưa? Lan không nói gì. Cô lững thững đi về phía cửa sổ, kéo tấm rèm chắn nhìn ra ngoài trời, nơi những đám mây đen đang ùn ùn kéo tới, báo hiệu một trận mưa như chút. Lan, em cứ chửi anh đi, em mắng anh cũng được, chứ em đừng im lặng thế này, anh sợ lắm. Lan quay lại nhìn chồng rồi cười, cô nói. Tao đã làm gì đâu mà mày sợ, ngày xưa mày đánh tao vỡ đầu, tụ máu trong mắt, tao vẫn nằm im cho mày đánh. Vậy mà tao chưa làm gì, mày đã sợ rồi ư? Khốn nạn thật nhỉ. Anh biết, anh không tốt. Thế nhưng em xem, anh thế này khác gì trời đang trừng phạt anh đâu. Anh chỉ muốn em suy nghĩ lại, mà cho anh một cơ hội làm lại cuộc đời thôi, để con nó còn có bố. Nói đến đây, Hiếu lại khóc. Một tia sét xẻ dọc trời, sáng rực qua ô cửa, rồi cứ thế bắt đầu mưa rội xuống. Cũng kể từ đấy, đèn điện trong nhà vụt tắt, bốn bề tối như hũ hút, cảm giác lạnh sống lưng khiến Hiếu dựng hết cả lông gáy. Lan ơi, em ở đâu rồi? Anh không thấy gì cả. Hiếu hoảng sợ trong bóng tối, hắn láo liên nhìn tìm xung quanh kiếm vợ, thế nhưng không một ai trả lời. Tầm mấy phút sau, Lan từ ngoài bước tới, trên tay cầm một cây đèn cầy, rồng phượng quấn quanh to hơn ngón chân cái. Cây đèn cầy này là cây đèn hôm cưới thắp trên bàn thờ vái gia tiên. Thế nhưng nào tổ tiên công nhận Lan là con cháu nhà này, bởi bà Hòa có cho cô làm lễ đâu. Nhẹ nhàng bước tới cạnh giường, Lan giơ ngọn đèn trước mặt. Ngoài kia tiếng mưa rào rào khiến không gian lạnh lẽo đến đáng sợ. Lan nói với chồng. Cây đèn này, mày còn nhớ hôm cưới không? Nó được thắp trên bàn thờ. Thế nhưng mẹ mày vì miệt thị tao chửa trước nên không cho tao vào thắp nhang. Còn phải luồn cúi đi cửa sau. Đến bây giờ tao vẫn không hiểu tao đã làm gì sai. Tao đã làm gì khiến cả nhà mày ghét. Người sống không công nhận tao. Đến cái bái lễ nhận, con tao cũng không có quyền. Tao đã làm gì sai hả Hiếu? Tao thật sự không biết.
Có phải lấy mày ngay từ đầu đã là sai rồi phải không? Lan gào lên hỏi tội chồng, tiếng bất lực hòa với tiếng mưa bên ngoài. Trên tay vẫn là chiếc đèn cầy, dần dần được chẫu về phía Hiếu. Lửa cháy nghiêng khiến sắp nến cứ thế nhỏ lên người hắn nóng rát. Hiếu đau đớn xin. Lan ơi, anh xin em, anh đau chết mất Lan ơi. Lan không nói gì, một sự im lặng đáng sợ bủa vây lấy Hiếu. Bóng dáng Lan in to lớn trên vách tường. Trên tay vẫn cầm cây đèn cầy lớn nhỏ, tong tong sát nến lên da thịt chồng. Nhỏ đến đâu, chúng đông cứng lại đến đấy. Trong khi mặt Lan khá mãn nguyện, thì Hiếu lại gào lên trong đau đớn. Những lớp da bị tổn thương do tai nạn chưa lành, còn đỏ au ăn da non thì nến dội vào chẳng khác gì tạt axit cả. Lan chỉ thực sự dừng tay khi có điện trở lại. Khẽ thổi tắt ngọn nến rồi cất đi. Lan đắp lại chăn cho chồng rồi thơm lên trán hắn, chúc ngủ ngon như chưa hề có chuyện gì. Như thể Lan bây giờ và Lan lúc nãy là hai con người hoàn toàn khác nhau vậy. Sáng hôm sau, khi Lan dậy sớm, thấy cái ý đang đứng ở sân nghe điện thoại, nó gắt u lên. Lại thua, tôi biết lấy tiền đâu ra mà bù vào. Mà sao dạo này anh đen thế hở? Cứ thua thế này bán nhà đi mà trả. Mà làm gì có nhà mà bán? Ý ức chảy nước mắt. Lan nghe qua thì biết ngay lại thằng chồng thua bạc, báo nợ vợ đấy mà. Tức chồng vì nợ nần, nhưng lại không thể bỏ. Đấy cũng là một cái giải của đàn bà. Ý tức tắt phụt máy đi. Nó khẽ khàng lau những giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Chắc đầu óc nó lại đang nghĩ làm thế nào để lấy được tiền của bà Hòa trả nợ tiếp cho thằng chồng đốn mặt này chăng? Chồng lại gọi về báo nợ phải không? Lan đi từ đằng sau bước đến, hỏi khiến cái ý giật mình. Khẽ giấu nước mắt, nó lạnh lùng nói. Không phải việc của nhà chị. Lan cười, nó đến giờ vẫn không ưa cô cho dù thế nào. Đi vào trong nhà một lúc, rồi lại quay ra. Lan dưới nó một bọc giấy báo. Khi cái ý còn cho mày, không hiểu, thì Lan nói. Ở đây chỉ có ít tiền, cô cầm lấy mà xoay sở cho chồng. Bảo chú ấy cờ bạc ít thôi. Tầm tuổi này chẳng còn trẻ trai gì nữa. Có sức khỏe không làm mà ăn, sao có tuổi lại khổ. Ý nghi hoặc, mở bọc báo ra. Bên trong toàn là tiền. Nó tròn mắt nhìn Lan, rồi ấp úng hỏi. Chị đưa tiền cho tôi làm gì? Chẳng lẽ... Chị nói rồi đấy. Chị thương cô nên cho mượn. Khi nào có thì trả chị. Có chồng không ra gì khổ lắm. Chắc cô cũng biết. Lựa lời mà bảo ban nhau. Giờ mẹ cũng già rồi, chẳng còn tiền đâu mà gánh nợ. Mà tài thật, ngày xưa khi chị ở trong nhà mình bị mọi người hắt hủi, em cứ xúi chị bỏ chồng. Vậy mà giờ chồng em không lo cho em được một gia đình trọn vẹn, một mái ấm tử tế. Sao em lại không bỏ? Hoàn cảnh của em với của chị có khác nhau là mấy? Ý nghe những lời này, bất giác bật khóc rất to. Có lẽ nó cũng đã giả vờ kiên cường rất lâu rồi. Khi Lan đưa nó ra so sánh với bản thân mình, thì nó mới thấy giống. Lan chẳng nói gì sai. Từ hồi chồng nó lao vào cờ bạc, có khi nào nó được yên thân đâu. Hồi mới lấy chồng, nợ tiền đủ, chủ bạc. Họ kéo đến đòi nợ. Quá sợ hãi, đêm hôm nó trèo mái tôn nhà hàng xóm, rồi chân trần chạy thẳng về nhà mẹ đẻ. Sau này người ta đòi nhiều, nó lạnh tanh bảo, ai nợ người ấy trả, nó có nợ quái đâu mà sợ. Mới lần đầu còn bỡ ngỡ, chứ lần sau mặt dày nó cũng không rén. Chỉ đến khi gặp cớm, nó lại khóc lóc gọi bà Hòa để cứu cánh. Kể ra, bà Hòa không vì trả nợ đậy cho vợ chồng con ý thằng Cường, thì có lẽ bây giờ bà cũng giàu có ngang ngửa với bà Hoa. Chỉ tiếc là bà Hoa dại, không khôn lanh như thông gia. Cái ý cứ ngon ngọt ba câu, bà lại mang tiền ra cho nó mượn. Nó trả hết lần này tới lần khác cho chồng. Thế nhưng cứ lần này, thằng Cường hứa lần sau nó thề thốt, cái ý lại xuôi. Có lẽ nó giống mẹ nó, ở cái tật khó buông bỏ. Biết là cái nghiện ngập nó ăn vào máu, thế nhưng nói dăm câu lại đâu vào đấy cả. Cuộc đời con ý trôi qua một cách nhạt nhẽo, nó chẳng có mục đích sống nào. Con cái không, tiền bạc cũng chẳng có, cứ đến bữa lại vác mồm đi ăn nhờ. Thanh xuân trôi qua một cách uổng phí và chóng vánh biết bao. Khi được Lan nhắc về tương lai, về sức khỏe, về con cái,
những thứ với một đứa đầu bã đậu như nó chẳng bao giờ nghĩ đến. Có chăng nó chỉ nghĩ xem lấy tiền của mẹ nó bằng cách nào. Mai thằng chồng nó thua hay thắng. Mấy câu khuyên nhủ của Lan bỗng chốc chạm vào dây thần kinh khiến nó động lão hơn hẳn. Khi đôi mắt còn rưng rưng, ý nói với chị dâu. Chị không trách em sao? Chuyện về đứa trẻ... Ý ngập ngừng run giọng hỏi. Nó không dám nhìn thẳng vào mắt Lan. Thấy em chồng khóc, cô liền vỗ vai động viên. Không, chị quên rồi. Lúc đầu chị cũng giận chứ. Đứa trẻ chẳng có lỗi gì mà lại sắp sửa chào đời. Thế nhưng nghĩ lại, chị không nên ích kỷ như thế. Dù gì, nó cũng là cháu của cô. Lan cứ nói câu nào, cái ý khóc hết nước mắt câu đấy. Nó gây oán với Lan như vậy mà cô vẫn rộng lòng thương mà cho nó vay tiền trả nợ. Gói ghém lại bọc tiền rồi để lại vào túi cho em chồng. Lan láo liên nhìn xung quanh rồi nói thầm. Cô cất đi, không mẹ thấy đấy. Tối hôm qua, mẹ mới nói chị không được đưa tiền cho cô nữa vì sợ chồng cô lại đi cờ bạc. Nhưng thôi, trả được tí nào hay tí ấy. Lan động viên, ý gật đầu. Lần đầu trong đời nó nhìn Lan với một con mắt biết ơn vô hạn. Cái sự chân thành đến tội nghiệp của người chị quá đỗi hiền lành và thật thà khiến cái ý càng thêm áy náy. Nó nhanh chân đi vào trong nhà cất tiền vào túi sách. Lan đứng ngoài này nhếch mép cười nhạt. Không biết Lan đang nghĩ cái gì mà lại cho đứa hại cả mình, cả con mình như cái ý. Và liệu Lan có đang giúp đỡ nó thật hay không? Ăn sáng xong, Lan lại cho chồng ăn cháo. Hôm nay là cháo tôm. Sau khi làm hết công việc trong nhà, Lan phóng xe đi đâu đấy không rõ. Bà Hòa có hỏi thì Lan bảo cô đi chùa. Nghĩ con dâu đi chùa cũng lạ. Thế nhưng tầm này con dâu làm gì, đi đâu, bà Hòa không hề phản đối. Miễn là cửa nhà êm ấm, cô có đi đâu mấy ngày cũng được. Trước khi đi, Lan tiện tay khóa cửa nhà. Bà Hòa định nói không cần, nhưng nghĩ lại thôi. Bởi hôm trước bà đã có ngỏ ý muốn sang tên căn nhà hai tầng ấy cho vợ chồng Lan, thì việc cô đi đâu khóa cửa là điều bình thường. Tầm 10 giờ, Lan về, xách hai tay hai cái chai lít rưỡi. Cô đặt xuống hè, rồi thở hồng hộc như trâu. Bà Hòa thấy con về, thì từ bếp chạy ra. Chưa cần mẹ chồng hỏi, cô đã khoe. Hôm nay con đi lễ chùa, người ta bảo nước ở giếng cô chín thiêng lắm. Thế nên con đã xin hai chai về, cho mẹ một chai, cho nhà con một chai để mau khỏe bệnh. Nghe con dâu nói, bà Hòa tin ngay. Bởi khi người ta lo lắng về điều gì đó, người ta thường hay đi chùa cầu an. Việc vợ đi xin lễ, sức khỏe cho chồng cũng chẳng phải ngoại lệ và lạ lẫm. Khẽ đẩy một chai nước về phía mẹ chồng, Lan tươi cười nói. Mẹ một chai, nhà con một chai, uống cho khỏe mạnh may mắn. Bà Hòa gật đầu, bỏ nắp uống ngay. Đúng là nước được xin từ giếng thánh, linh thiêng, mát và ngọt vô cùng. Cô cũng cầm chai còn lại mang về phòng cất. Buổi trưa đến giờ cho Hiếu ăn, Lan chỉ bê lên một tô lóng bóng nước, chẳng có gì để tránh bà Hòa phát hiện. Thực ra trưa nay, Hiếu không ăn cháo như mọi ngày mà ăn một món khác. Kéo cái chai được Lan kể là nước thánh đi vào phòng ngủ. Cô nhẹ nhàng rút trong túi xách ra thêm một cái phễu. Hiếu nhìn thấy vợ vào thì hoảng lắm, bởi mỗi lần Lan cào toàn mang đến những cực hình dã man. Cái này là... Là rượu, rượu rất nặng. Hiếu lắp bắp hỏi, Lan cũng không giấu mà trả lời ngay. Không hiểu ý vợ, hắn hỏi tiếp. Em định làm gì? Trong cái bộ dạng phát hỏa của Hiếu mà Lan bật cười, lững thững đi đến cạnh chồng cô nói. Chẳng phải mày thích nhậu, thích bia rượu lắm mà, phải không? Lúc khỏe mạnh thì chỉ lo cho bản thân, đến khi ốm đau thế này thì bắt tao chăm. Đã có những lần tao khuyên can mày, đừng nên uống nhiều. Vậy mà mày nghe mẹ mày, em mày cổ suý đi thâu đêm suốt sáng, rồi đến lúc nằm chơi chơi thế này, con ý có đỡ đần mày được chuyện gì không? Hiếu cúi đầu, đôi mắt đỏ hoe ân hận. Cứ mỗi lần Lan định làm gì, cô sẽ khơi lại một lý do mà trước kia hắn đã từng làm. Lan nói có sai đâu. Lúc bình thường chẳng ai cần ai cả. Chỉ đến khi đau ốm thế này, ai bên mình, thương mình mới thực sự quý báu. Lan nhìn chồng như quân thủ, cô nói. Mày nói bà Hòa là mẹ mày,
mua cái khăn cũng là cho mẹ mày chứ ai. Vậy mà mày đi tới nhà tao, mua được giỏ quà, thì mày chỉ chết kể công từ sáng đến tối. Khi nhà con Ý bị đám đòi nợ xông vào lúc nửa đêm, mày sợ em mày bị làm sao, nên chạy sang đấy. Kết quả mày cũng bị đánh. Vậy mà, đến khi tao gặp chuyện, tao đau đớn trong tuyệt vọng, gọi cho mày cả trăm cuộc, mày đã không nhấc một cuộc nào. Rốt cuộc, mày lấy vợ để làm cái gì? Mày lo cho gia đình mày như vậy, thì mày còn sống chết cưới tao để làm gì? Lan rít lên vào mặt chồng. Không nói thêm gì, cô lấy phễu kề vào mồm chồng, rồi đổ cả chai rượu đầy, tới nắp cho chồng uống. Cô vừa hành hạ chồng, vừa cười trong khoái trá. Uống đi, mày thích uống lắm kia mà. Hiếu bị ép cho uống, gần như cạn sạch chai rượu. Mặt mũi hắn đỏ lên, hắn nằm lăn ra không kịp nói lời nào. Lan nhìn người chồng tệ bạc của mình, ánh mắt chất chứa oán hận cao ngút. So với nỗi đau mất con của tao, thì cái giá mày phải trả chưa thấm vào đâu cả. Hiếu bị vợ cho uống rượu say bí tỉ, không biết trời đất là gì. Lan căm phẫn nhìn chồng nằm trơ trơ mà không hề động lòng thương hại. Có chăng những chuyện này xảy ra đều xuất dẫn khởi nguồn của kẻ phụ bạc vũ phu. Khẽ đóng cửa phòng lại, bà Hòa cũng định vào thăm con trai, bởi từ lúc Lan quay về, bà cũng ít tới thăm hẳn. Thế nhưng Lan lại gàn. Anh ấy ngủ rồi mẹ ạ, mẹ đừng vào. Bà Hòa nghe con nói vậy, thì gần gù không dám vào nữa. Khẽ theo con dâu ra bên ngoài, bà nói. Lan, sao bên này mẹ có chuyện muốn nói? Lan cười, rồi cùng bà Hòa về căn nhà cạnh. Trong khi chở mẹ chồng vào tủ, lấy thứ gì đó, thì Lan ngồi cũng chăm chú nhìn theo. Rút trong tập giấy ra một cuốn sổ đỏ, Lan nhíu mày hỏi. Cái này là... Là sổ đỏ của căn nhà hai tầng, mẹ đưa cho con. Chắc chỉ độ nửa tháng nữa là thằng Hiếu có thể tháo bột. Lúc đấy hai đứa tranh thủ sang tên là vừa. Lan hiểu ra, thế nhưng tay cầm được cuốn sổ đỏ, cô lại nhét vào trả lại cho bà Hòa, cô nói. Mẹ hiểu và yêu quý con là con đã mãn nguyện rồi, còn chuyện sang sổ đỏ thì không nhất thiết ạ. Suốt thời gian con ở bên nhà, con cũng đã có thời gian dài để ngẫm lại mình. Bản thân con khi quá coi trọng tiền bạc và khắt khe với nhà cũng không đúng. Thế cho nên chuyện sang tên cứ chờ anh Hiếu khỏe lại đã mẹ ạ. Đưa con bây giờ, con cũng không giải quyết được việc gì. Bà Hòa gật đầu. Đến cái sổ đỏ là cả một gia tài mà Lan cũng không chịu nhận. Liệu có thứ gì đối với Lan là quan trọng hơn chăng? Sáng hôm sau, Hiếu tỉnh dậy sau một cơn mê mộng mị dài vì rượu. Vì vợ cho uống khi bụng còn chưa có gì. Thế nên sáng nay, hắn cồn cào ruột vì nóng, nên nôn khan như ốm nghén dở dang. Lại biện vào cho chồng một bát cháo. Lan ngồi cạnh, vừa thổi, vừa nhìn những vết thương ngoài da đang bị ăn da non đỏ loét. Rồi nở một nụ cười nhạt nhẽo. Thấy vợ lúc ân cần, lúc lại hậm hực trả thù, Hiếu nói. Nếu những điều em làm đối với anh có thể xóa đi tất cả hận thù trong lòng, thì em cứ làm đi, anh chịu đựng được. Vậy à? Vậy thử xem, mày chịu đựng được trong bao lâu nhé? Lan sờ lên má chồng, rồi bắt đầu đút cháo. Hôm nay cô mua bảo ngư về hầm, rồi nấu cháo cho chồng. Nếu là người ốm bình thường, ăn hải sản sẽ tăng sức đề kháng, giúp người bệnh nhanh hồi phục. Nhưng nếu là người sau tai nạn, có nhiều vết thương hở như Hiếu, thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Đến chiều, Hiếu ngứa khắp người, đặc biệt là ở những vùng da có vết thương hở, đang bị ăn da non. Cái khó chịu ngứa ngáy mà lại chẳng thể gãi được, quả thực là làm cho người ta phát điên. Không những thế, chỗ mặt Hiếu sau khi lấy da đùi vá vào, thì nay những mảng da bị co rúm lại, chảy máu đau đớn. Nhìn thấy vợ ngồi ở bàn, Hiếu khóc lóc cầu xin. Lan ơi, cứu anh với, anh ngứa quá, còn đau nữa, có phải anh bị gì rồi không? Trái ngược với thái độ lo lắng của chồng, Lan lại làm ra vẻ rất bình thản. Khẽ đưa tay chạm vào vùng má của chồng, Lan lắc đầu nói. Không có gì đâu, chỉ là tác dụng phụ của hải sản thôi mà. Biết tại sao người có vết thương sâu, người ta không khuyến khích cho ăn hải sản không? Đặc biệt là rau muống không? Vì bởi khi ăn xong, da sẽ co lại,
sẹo sau này sẽ lồi ra, chẳng khác gì tấm ni lông bị bàn là nóng dí vào ấy. Cái việc hải sản này cũng vậy. Yên tâm, chỉ là ngứa và đau thôi, không chết được đâu mà lo. Lan trấn an chồng, thế nhưng nỗi đau da thịt, nó ngứa ngáy, nó đau rát khó chịu, hơn cả sẹo thịt này, khiến Hiếu rít lên những tiếng đầy bất lực. Những mảnh thịt đỏ au bị dị ứng, có đỏ lên dị máu. Quá đau đớn, Hiếu khóc lóc van xin. Lan ơi, anh không chịu được nữa, em giết anh đi còn hơn. Đấy là mày nói đấy nhé. Được, tao sẽ cho mày tọa nguyện. Nói rồi cô tháo cái khăn lụa dùng để làm quai nón ra. Không do dự, cô quấn quanh cổ chồng rồi giết mạnh, khiến Hiếu vùng lên dãy rủa. Trong cơn thịnh nộ sục sôi, Lan nghiến răng, tay siết lại cổ chồng rồi nói. Đáng lý ra, cái loại khốn nạn nhà mày phải chết đi mới phải. Mày trông chờ gì thì con trai tao bị cả nhà mày giết. Mày không nghe lầm đâu, con tao chết rồi, chết vì bị đứa em gái mày đẩy ngã đấy. Tất cả chỉ lừa mày thôi, mày chẳng có đứa con nào trên đời này cả. Là do mày, chính là do mày. Tiếng oán hận khóc than khiến Lan càng như có thêm sức mạnh để giết chồng. Chẳng phải hắn đang van xin vợ được chết sao? Hễ cứ nhắc đến con, máu Lan lại dồn cả vào não. Lúc ấy tay cô lại ra sức siết cổ chồng. Hiếu nghẹt thở nhưng vẫn nghe được lời kể của vợ. Nước mắt hắn giản giụa đau khổ. Con hắn chết mà từ hôm đấy đến giờ hắn vẫn đinh ninh vào một ngày nào đó Lan sẽ đưa con về thăm hắn, cho hắn làm cha, làm chồng và làm cái cuộc đời quá nhiều lỗi sai này. Càng nghĩ, hắn càng thấy mình đáng chết thật sự. Khốn nạn với vợ đã đành, nay có đứa con cũng chết nốt. Có vẻ như chẳng ai cho hắn làm lại cuộc đời nữa rồi. Hiếu sùi bọt mép, mắt trợn trừng trắng dã. Khi chỉ còn ít giây phút nữa thôi, Hiếu có thể chết, thì trong ánh mắt ấy hiện lên một đứa trẻ con đang yêu bụ bẫm. Nó nhìn Lan rồi cười. Cô đứng mình, rời khỏi cái dây ra khỏi tay. Hình ảnh ấy cũng nhanh chóng biến mất. Hiếu gồng người, sau khi được vợ thả thì nằm bẹp dí, hắn ngáp lấy ngáp để lấy oxy. Trong lúc ấy, Lan ngồi bần thần, nước mắt lại trực trào trên khuôn mặt của người đàn bà tội nghiệp mất con. Cô gào lên khóc lóc, giằng xé tâm can, day dứt muôn phần. Lan phải làm thế nào đây? Cô phải làm gì để thoát ra mớ bỏng bong rối rắm đầy hận thù này? Lan, có phải em tha thứ cho anh rồi phải không? Hiếu thều thào sau khi thoát chết. Hắn nhìn vợ đang ngồi bất động dưới sàn, khẽ quay ra nhìn chồng, đôi mắt vô hồn đáp lại. Không đời nào tao tha thứ cho mày và cả gia đình mày nữa. Chẳng phải mày đã viết đơn ly dị sẵn, chỉ chờ mỗi tao ký nữa là xong sao? Mày nói mày ân hận khi lấy tao cơ mà. Giữa tao và mày chẳng còn gì nữa cả. Thà rằng sau khi mày tai nạn mà tao bỏ mày thì người đời sẽ chửi tao. Nhưng mày đã đề nghị trước, khi mày thành ra thế này, chẳng ai có thể trách tao được hết. Để rồi tao muốn trông mắt lên xem, với cái sức lực này, với khuôn mặt nát bấy này và ở cái độ tuổi này, mày sẽ tìm được ai làm thế thân cho tao? Lan lặng lẽ đứng dậy, Hiếu run giọng cầu xin. Đừng mà em, lúc đấy anh không được tỉnh táo. Với lại tờ giấy đó mất rồi, em đừng suy nghĩ về chuyện đó. Giờ anh rất hối hận, anh muốn làm lại cuộc đời, em cho anh một cơ hội đi. Còn chuyện con mình, không phải như vậy đúng không? Tiếng Hiếu nói, xen lẫn với tiếng thở vì hụt hơi. Lan cười khẩy, rút trong túi ra tờ giấy nhàu nhĩ. Cô giơ lên trước mặt cho Hiếu xem rồi nói. Nó vẫn ở đây, tao cất kỹ lắm. Này cũng đã ký rồi, chỉ chờ chữ ký của tao thôi phải không? Đúng là sau quãng thời gian yêu mày, ở với mày, tao nhận ra rất nhiều thứ và cũng tiếc nuối nhiều thứ. Đấy là đừng ngu dốt van nài sự thương hại. Nếu mày tát tao một lần, sẽ có rất nhiều lần tiếp theo. Tao trách bản thân đã nhu nhược, mặt dày ở trong căn nhà này để rồi mất đi đứa con. Mày không nghe lầm đâu, chính em gái mày đẩy tao xuống cầu thang. Nó định lấy đi những đồng tiền cuối cùng để tao đi đẻ. Thanh xuân của tao bị chôn vùi bởi một thằng không ra gì như mày. Tao cảm thấy uổng phí lắm. Giờ tao sẽ ký vào tờ giấy ly hôn này. Giữa tao và mày chấm dứt ở đây. Nói xong, Lan đi ra bàn lấy bút. Hiếu bần thần van xin.
Đừng, anh xin em. Lan ơi, cho anh sửa sai đi mà. Rồi hắn lại khóc. Khóc vì vợ hắn đã bỏ hắn thật. Chữ ký lạnh lùng, nhanh chóng điền vào đúng chỗ. Từ vợ chồng hóa hư không? Hiếu mở tròn đôi mắt không dám tin. Còn vợ nhẫn nhục đuổi đánh nó, còn không dám đi. Ấy vậy mà giờ nó cạn tình ký thật. Lặng lẽ đi lấy chiếc túi sách của mình, Lan rút ra những bức ảnh, rồi cho tất cả lên màn. Những bức ảnh chụp đứa con trai bụ bẫm, được cuốn trong cái khăn hồng, nằm nhắm mắt như đang ngủ. Hai cái má nó như quả cà chua, đôi môi mọng đỏ chúm chím mới đáng yêu biết bao. Tao có thể gãi bỏ mày, nhưng mày thì vẫn là kẻ cùng tao tạo nên nó. Đấy, con của mày đấy, mày nhìn thấy mặt con mày rồi chứ. Tao có thể không giết mày, nhưng không có nghĩa tao để cho mày sống yên ổn. Mày và cả nhà mày sẽ phải sống trong dằn vặt suốt đời và mãi mãi. Nói xong, Lan đi, cô hậm hực dắt xe. Bà Hòa cũng từ trong nhà đi ra. Thấy con dắt xe đi, bà gọi với. Này, đi đâu đấy? Mẹ nấu cơm xong rồi, có đi thì về sớm ăn cơm nhớ chưa? Thế nhưng Lan không đáp lời mẹ chồng, mà đi thẳng. Nét mặt cô hầm hầm, khiến bà nghĩ ngay chắc là đã xảy ra chuyện gì. Thế nên bà vào phòng của con trai xem thế nào. Bà sững sờ trước những tấm ảnh thằng cháu đích tôn yểu mệnh. Một lần nữa, nỗi đau day dứt lại ập đến với bà. Trên giường Hiếu khóc lạc cả tiếng gọi con. Nhặt lấy một tấm ảnh, bà Hòa run giọng đáp. Vậy là cái Lan, nó không tha thứ cho nhà mình, mãi mãi nó không tha thứ. Lạt phóng xe tít tắp đi thẳng lên cầu vượt. Gió mát cứ thế phả vào mặt cô mát rượi. Quả thật, kể từ sau khi đặt bút ký vào tờ giấy ly hôn, người cô cứ nhẹ bẫng cả đi. Giống như người ta hay bảo rằng cô chính thức được tháo gông. Đôi khi, cái giá của sự bồng bột tuổi trẻ nó khiến người ta cảm thấy day dứt. Lan ân hận khi đã để bản thân chịu nhiều cay đắng suốt ngần ấy thời gian qua. Và hơn hết là không giữ được đứa con mình hằng mong mỏi. Biết đâu cô ký giấy ly hôn sớm, thằng bé sẽ không chết và chào đời khỏe mạnh. Nghĩ lại, sống mũi Lan cay xè, khẽ thở phào, cô gạt bỏ ưu phiền sang một bên. Thế nhưng có một chuyện quan trọng hơn mà cô chưa thực hiện. Dừng xe vào một quán đồ nhậu vỉa hè, Lan gọi một vài món cùng mấy chai bia rồi bấm số gọi cho ai đấy. Tầm 20 phút sau, cái ý chạy đến. Thấy Lan ngồi rũ rượi xung quanh, đã vài chai nghiêng ngả. Ý chau mày nó hỏi. Ôi dào, sao lại thành ra thế này? Chị làm sao thế? Lan nghe tiếng cái ý gọi, thì lờ đờ nhìn, gặp em chồng, cô bật khóc kể. Ý ơi, chị bỏ chồng thật rồi. Cái ý nhìn chị dâu, thì thở dài, nó mới từ chỗ sòng bạc của chồng về. Mới đầu còn định khuyên răn, thế quái nào nó ngồi một lúc, Cường lại thắng hơn 20. Thế là từ chỗ vào để khuyên chồng về, giờ thấy nó ăn lậm, ý lại ngồi im. Cái ý lúc nào chẳng thế, giống như kiểu gió chiều nào theo chiều ấy. Nhưng đến khi thấy chồng thắng là nó quên khuấy đi nhiệm vụ của mình là phải lôi nó ra khỏi cái vũng bùn nghiện ngập ấy. Cái số đỏ đen cờ bạc thì ai giàu cho được. Thế nên khi mới thắng được 5 phút trước thì 5 phút sau chồng thua 50. Càng gỡ thì càng thua. Đến 10 triệu ngày hôm qua Lan đưa cho nó trả nợ cũng sạch bách. Đến khi tỉnh ngộ thì lại muộn mất rồi. Chắc cái thằng mộng mị về tệ nạn một thì chắc con vợ sáng mắt 10. Đã không lôi nó ra được vũng lầy thì chớ, nay còn đâm đầu vào thêm. Việc trả nợ cho bọn nghiện khác gì nắm muối bỏ biển, cho tiền vào cái túi sách nên tiền rơi dọc đường. Não ruột về chuyện chồng thì chớ, mày còn theo con chị dâu ca thán rũ rượi. Ý tặc lưỡi nói. Ôi dào, không ở được thì bỏ đi, có gì đâu mà phải khổ. Lan lắc đầu, rót cho nó một cốc bia đầy đến miệng. Cô nức nở trình bày. Chị khổ lắm ý ơi. Chị cứ ngỡ anh Hiếu sẽ hiểu cho chị, để chị làm lại cuộc đời. Vậy mà chẳng phải. Anh ấy vẫn tơ tưởng đến người khác, như em thấy đấy. Chị có phải là con người tham lam, không biết điều đâu. Chị túng thì túng thật, nhưng chị vẫn biết ai thương mình thật mà còn mang ơn. Như hồi sáng nay, mẹ còn định đưa cho chị cái sổ đỏ. Khi vừa mới nhắc đến cái sổ đỏ, mặt cái ý sáng rực lên,
khi Lan còn húp cốc bia chưa kể, thì nó lại rối rít. Cái sổ đỏ nào? Sổ đỏ thì làm sao? Chị kể đi xem nào. Nhìn điệu bộ vội vàng của nó mà xem. Có phải Lan vừa gãi đúng chỗ ghẻ của nó hay không? Cô thở dài kể tiếp. Thì cái sổ đỏ căn nhà 2 tầng, vợ chồng chị đang ở đấy. Mẹ bảo đưa cho chị giữ, để sang tên cho. Giờ chị bỏ chồng rồi. Chị mà lấy, thì người ta lại chửi chị tham. Mẹ cứ bảo, bỏ rồi mẹ vẫn cho, nhưng chị không lấy. Lan nói, mà cái ý ngẩng cổ lên nghe. Nó thở phào khi Lan nói không cần. Gật đầu nó bảo. Chị làm như thế là đúng đấy. Không ở với nhau, cần làm gì cho vướng. Cô nói đúng đấy. Thế nên chị không lấy. Nếu cô bí, bảo bà cho mượn mà tiêu. Chứ chị bây giờ thì chịu. Ý cho mày, nó xua tay nói. Em biết mà, chị không cần phải cho nữa đâu. Thôi thì không có duyên làm chị dâu. Mình cứ làm bạn bè cũng được. Thôi, chị ngồi đây nhé. Em có việc phải về. Nói xong, cái ý vội vàng đứng dậy, không quên vơ lấy cốc bia uống cho cạn đáy. Lan buồn rầu gật đầu nhìn theo. Khi ý đi ra lấy xe, Lan mới quay vào nhoẻn miệng cười mãn nguyện. Đợi cho cái ý đi khuất, Tâm lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Lan. Trước khi đến đây, Lan gọi cho ý và cả Tâm. Cô đến cũng khá lâu rồi, nhưng thấy cái ý ngồi nói chuyện, cô đã đứng khuất ở đằng xa, chờ cái ý đi, cô mới nới ngồi. Nhìn vẻ mặt đắc thắng của bạn Tâm, không vui cũng chẳng buồn, cô hỏi. Mày nhất định phải trả thù tất cả như thế sao? Mày chưa dừng lại được à? Không, tao dừng rồi. Mà tao có làm gì đâu, là nhà nó tự cắn xé nhau mà thôi. Mày cứ chờ đi, rồi sẽ có rất nhiều kịch hay để chờ. Lan vỗ vai Tâm đắc ý, rồi rót bia cho con bạn. Tâm nhìn Lan cô nói. Mày xúi cái ý về bán nhà bà Hòa phải không? Tao không xúi, chỉ là tao chỉ lối cho nó thôi. Mà sao mày biết? Lan ngạc nhiên hỏi lại. Tâm đáp. Tao đoán thế, bởi hôm trước mày có kể là bà Hòa muốn sang tên nhà cho mày, nhưng mày bảo chưa cần. Mục đích mày về lại nhà đấy chỉ là trả thù tất cả thôi phải không? Lan im bặt không nói gì, ánh mắt lầm lì của một kẻ vô cảm. Có lẽ Lan nghĩ chuyện mình trả thù Tâm lại biết. Ngả người ra sau, Tâm nói. Mày về đấy, đóng thành kẻ đáng thương, rồi ra vẻ thông cảm tha thứ. Nhưng thực chất chỉ là trả thù. Nếu tao đoán không nhầm, mày đã giày vò Lão Hiếu nhiều lắm phải không? Không những thế, mày có cổ xí cho con ý đánh bạc, đúng chưa nào? Mày sẽ cho nó tiền trả nợ đậy như cách bà Hòa đã làm. Nhưng mày thừa biết, làm vậy chỉ tổ vợ chồng nó càng lún sâu thêm hơn mà thôi. Sau khi cái ý không còn đề phòng, không còn tiền để lấp đầy vào chỗ nợ, mày sẽ chỉ cho nó căn nhà 2 tầng đấy phải không? Đúng thật, mày không chỉ thẳng cách nó lấy, nhưng cách mày nói với nó khiến nó sẽ hiểu theo hướng trong lúc nó không có tiền, lại đang nợ nần. Nếu nó không lấy, chắc chắn căn nhà sẽ rơi vào tay kẻ khác. Những câu nói giống như vạch tội khiến Lan vẫn im lặng không giải thích, bởi Tâm nói đúng hết không trượt câu nào. Tâm nắm lấy tay của Lan, cô nói. Chuyện có đau đớn, có thù hận đến đâu thì nó cũng là chuyện cũ rồi. Mày không thể gặm nhấm quá khứ đau buồn đấy mãi được. Những người gây ra tổn thương cho mày cũng đã lần lượt phải trả giá rồi. Lan ơi, tỉnh lại đi Lan. Mày còn quá trẻ, mày còn phải làm lại cuộc đời nữa. Mày không nghĩ đến bản thân thì mày cũng phải nghĩ đến bà An mẹ mày, đến chị mày, đến anh mày, đến cả tao nữa chứ. Những người luôn bên cạnh mày, luôn kề vai sát cánh với mày. Mày phải nhìn lên, nhất định phải nhìn về phía trước, không được nhìn xuống. Mày cứ trở lại thành con Lan hiền lành nhẫn nhịn như ngày xưa đi xem nào. Cái sự thủy mị của mày nó không sai, chỉ là mày lấy không đúng người mà thôi. Trong khi những lời nói động viên an ủi chạm vào tim cô gái trẻ, khiến Lan ôm mặt khóc nức nở. Cứ như thể quả tim này đã chịu quá nhiều vết sẹo. Còn lời của Tâm như một liều thuốc kịp thời cứu lấy nó khi sắp sửa chết dần chết mòn trong thù hận. Tâm biết bản chất của Lan không ác, thế nhưng vì những sóng gió khiến Lan có những suy nghĩ trầm uất dẫn đến cực đoan. Nếu Tâm không lôi bản mình ra khỏi những vòng luẩn quẩn chỉ có trả thù ấy,
thì làm sao tìm thấy ánh sáng mà làm lại cuộc đời. Khi Lan nói sẽ quay lại nhà bà Hòa, thì Tâm đã biết Lan chỉ có mục đích là trả thù tất cả. Lúc ấy cô đã không can ngăn, bởi cô biết việc nhà bà Hòa gây ra cho Lan là nỗi đau quá lớn. Nhưng cô biết Lan sẽ không làm chuyện gì dính líu đến pháp luật, và bấy nhiêu ngày ở đó, Tâm cũng hiểu Lan đã làm những chuyện gì. Trả thù thì cũng trả thù rồi, và người nhà bà Hòa cũng biết lỗi và đang sống trong những ngày tháng day dứt. Hơn nữa, bà Hòa đã quá già, không thể chịu đựng được những đòn trả thù sâu cay. Lan nên buông bỏ đi thôi, bởi thà lấy những ngày tháng đau khổ đấy, rèn luyện mình ngày một tốt hơn, sống vươn lên mãnh liệt, chứ đừng làm một con chuột chũi, chỉ biết đào mồ, chôn sống bản thân mình. Lan và Tâm ôm nhau khóc lóc, hai người con gái cùng lấy chồng, cùng làm dâu chung nhà, nhưng người hạnh phúc, kẻ đổ vỡ, âu cũng là duyên phận. Ngày hôm ấy, cả hai uống say khướt đến mãi nửa đêm, cứ chén với chén đầy khiến hai ả mềm nhũn người. Khi đôi chân líu tíu, Lan nói với Tâm. Rồi mày chống mắt lên mà xem, sau này tao phải lấy một thằng giật giàu, đi ô tô tóc vuốt ngược, cho tao tiền tiêu mỗi ngày, chứ tao không phải đi buôn cam nữa. Phải đấy, lấy chồng là nó phải lo cho mình, còn không lo được thì vứt cũ nó đi, đổi thằng khác. Chuẩn quá. Hai ả nói nhau, rồi cười the thé như ma làm. Sai đến xoắn hết cả lưỡi, nhưng dịu dắt nhau đi khập khiễng giữa đêm. Nói không sai, khi rượu bia làm con người ta quên hết nỗi sầu, khiến hai con điên trở nên yêu đời phơi phới. Lan chỉ vào cái xe ô tô đang đỗ ở bên vệ đường, dõng dạc tuyên bố. Đấy, xe chồng tao kia rồi, mày lên đây tao chở mày về. Tâm gật đầu, bốn chân cứ thế phi về phía chiếc ô tô màu đen đỗ bên vệ đường. Nghĩ tưởng không có ai, Lan gọi ra oai với Tâm. Anh ơi, lấy em không anh ơi, nhà em bán cam, em có hai quả gia truyền vừa to vừa mọng, nếu anh thiện chí thì về em vắt nước uống miễn phí. Vỗ phành phạch vào xe người ta, hai bà nhún nhảy như xe nhà mình, tưởng xe không có người, nào ngờ hai ả nghe thấy tiếng quát. Ôi giời, hai con điên này! Người đàn ông trong xe mở cửa đi ra, thì Lan đã nôn thẳng vào mặt gã. Nào bia nào lạc rang, nem chua, chân gà ra bằng sạch. Tâm nằm vậy trên nắp xe nhà người ta, còn Lan thì túm chặt lấy người đàn ông xa lạ. Xung quanh là bãi nôn tung tóe. Tuy say, nhưng Lan vẫn không quên quảng cáo. Bóc cam không anh, nhà em có hai quả gia truyền. Gã thanh niên bị nôn bẩn hết bộ quần áo thì cáu, gỡ tay Lan ra khỏi người, nhưng cô vẫn còn túm chặt. Bực mình hắn rút điện thoại ra gọi điện. Độ 5 phút sau, một chiếc xe cứu thương chạy đến, bốc cả hai cô gái vào viện. Trong lúc chờ xe, hắn có lấy điện thoại của Tâm và của Lan, nhưng điện thoại của Tâm cài mật khẩu, cho nên hắn chỉ lấy mỗi điện thoại của Lan. Tống vội vàng hai con dở lên xe, hắn nhìn lại bộ quần áo bẩn thì gào lên, rồi nhanh chóng đánh xe về nhà. Người đàn ông sau khi tắm xong, thay bộ quần áo mới, anh vừa lấy cái điện thoại của Lan, tính gọi điện cho người nhà cô, báo cả hai đang ở viện. Nhưng nghĩ lại, anh thấy hai người này cũng chỉ vì say quá thôi, cho nên anh nghĩ mai gọi sớm. Mất công gọi đêm hôm, người nhà lại lo. Thức khuya làm xong việc, Văn không ngủ được, anh lại tập mạch lấy điện thoại của Lan ra xem. Phía bên này, điện thoại của anh cũng kêu liên tục, nhưng anh không bắt máy, vì đấy là vợ cũ của anh gọi. Lật từ danh bạ cho đến bộ sưu tập ảnh, những hình ảnh Lan với hai sọt cam chất đầy, hay những cây mận sai chĩu quả. Văn cười tự nói một mình. Hóa ra, mẹ này bán cam. Lật tiếp đến những hình khác, Văn thấy hình ảnh đứa bé quấn trong chăn, thế nhưng cơ thể đã đông cứng. Anh nhìn biết nó không còn sống, vì bởi trên khuôn mặt nó vẫn còn lớp băng tuyết đóng chặt, mà khung cảnh xung quanh thì ai cũng biết là trong nhà xác. Lướt tiếp đến những bức ảnh tiếp theo là những hình bầm tím khắp người. Người con gái có cái đầu chọc chi chít xẹo khiến Văn bỗng thấy tim hơi thắt lại. Nãy anh còn khó chịu vì Lan nôn bẩn xe, bẩn quần áo. Thì nay có thứ gì đó khiến anh trầm mặc vô cùng. Cũng cùng tối ấy, cái ý về đến nhà, thấy bà Hòa mặt rũ ra,
thì biết những chuyện Lan bỏ đi hoàn toàn đúng. Thế nhưng nó về không phải để hỏi về chuyện đấy, mà nó muốn nhắm đến chuyện khác. Thế nhưng thấy bà Hòa ngồi một mình trong nhà rưng rức nước mắt, nó chạy vào như không để ý, rồi nói với bà Hòa: "Mẹ đây à? Mẹ ký hộ con phát. Nhanh nhanh đi mẹ, con đang vội." Bà Hòa càng ngày mệt mỏi. Đứa con dâu tưởng nó tha thứ, giờ lại bỏ đi. Khẽ lau giọt nước mắt, bà nặng nề bước ra, thấy con gái bà hỏi: "Ký cái gì? Sao tao lại phải ký?" "À, giấy chứng nhận đấy mà. Thằng Cường nó lỡ lấy xe con đi cắm, giờ có đi xin người ta cho lấy lại thì phải có chữ ký của mẹ làm chứng. Khổ thế chưa?" Ý với khuôn mặt buồn rầu kể với mẹ, bà Hòa cho mày thở dài. Bà nói với con: "Lại có cả ký giấy chứng nhận nữa à? Mà sao nó lại cắm, lại thua rồi phải không? Đã bảo rồi, không sáng mắt ra thì đến bao giờ mới khá? Để tao vào lấy kính." "Thôi, không cần đâu. Con chỉ chỗ mẹ cứ ký vào đây là xong. Kính gì tầm này, con đang vội." Vừa nói, Ý vừa kéo tay mẹ ngồi vào bàn, moi được cái bút trong túi áo, nó chỉ: "Đây, mẹ ký vào chỗ này, với cả chỗ này nữa là xong." Bà Hòa nheo mắt nhìn, nhưng bà chẳng nhìn được chữ nào nên hồn. Thấy con gái hối, bà chỉ biết điền vào chỗ trống. Bà không để ý thấy khuôn mặt đứa con gái đang tái mét vì sợ, bởi nó đang làm điều chuyện bất chính. Nếu chuyện không thành, có lẽ cả đời nó sẽ không dám đến nhà bà Hòa thêm một lần nào nữa. Thế nhưng chuyện dụ bà Hòa ký giấy tờ dễ hơn nó nghĩ, bởi lẽ bà không nghi ngờ gì nó và cũng chẳng biết gì cả. Sau khi bà Hòa ký xong, nó mới thở phào, cầm xấp giấy tờ chạy đi ngay. Sáng hôm sau, nhân lúc bà Hòa cách làm đi chợ, nó vào cậy tủ, lấy đi bì có chứa sổ đỏ mang đi, mà tới lúc về bà Hòa cũng không hề hay biết. Tại bệnh viện lúc này là 6 rưỡi hơn, bà An cùng Trâm chạy vào các khoa tìm con. Vừa đi, bà gọi điện cho cả bà Hoa tới. Bà không biết con xảy ra chuyện gì, bởi sáng sớm nay có người gọi đến cho bà từ điện thoại của con gái, báo hai cô gái trẻ uống say rồi ngất ra đường. Vì bận tiệc nên anh ta chỉ kịp gọi cấp cứu đưa hai cô gái vào cả trong viện. Ngay đến đây, bà An đoán ra ngay đứa đi cùng con gái bà là Tâm, nên bà An gọi ngay cho Tuấn và bà Hoa đến. Tìm mãi mới thấy phòng. Khi chạy vào, hai ả vẫn nằm ngủ say như chết, còn chảy cả nước dãi. Nghĩ con bị làm sao, bà An khóc lóc rồi sờ sờ vào người con. "Con ơi, làm sao thế hả? Sao mày cứ làm khổ mẹ mày thế?" Trâm nhìn thấy cả hai đứa bất động thì cũng sợ. Nhưng bất chợt, cô thấy Tâm bất giác đưa tay lên quệt mồm, mà thở ra nồng nặc mùi rượu. Nghĩ hai con sâu này chỉ vì say mà thôi, cho nên không nói không rằng, Trâm vén áo rồi vả cho mỗi con một nhát thẳng cánh, khiến hai ả giật mình, ngồi bật dậy ngáo ngơ nhìn nhau. "Tỉnh rồi à? Đẹp mặt nhỉ? Từ nãy mẹ cứ tưởng chúng mày chết nên khóc lóc thảm lắm. Sao, uống nhiều đâm lũ hả?" Trâm nói khiến hai ả vẫn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, đầu óc quay cuồng đau nhức. Lan ngồi bần thần hỏi lại: "Đây là bệnh viện phải không? Sao em lại ở trong bệnh viện thế này?" "Mày với con Tâm say ngất ở ngoài đường, có người nào người ta gọi xe đưa đến đây. Uống gì mà uống khiếp thế, say đến nỗi chẳng biết gì cơ à? Có về được không?" Trâm dục hỏi, bà An gàn nói: "Kìa, để hỏi bác sĩ xem chúng nó có bị sao không đã. Nếu say không thì người đưa vào đây làm cái gì?" Trâm gật đầu. Lan và Tâm bất giác nhìn nhau, rồi không ai bảo ai, cả hai ả nằm xuống giường chùm chăn kín mít. Trâm nói đúng, hai ả chỉ say thôi, có làm sao quái đâu. Thế nhưng sợ bị ăn chửi nên cũng không dám nói ra. Đến khi bác sĩ đưa cho kết luận, nói rằng hai cô ả bị ngộ độc rượu, cho ít thuốc bổ lẫn thuốc giải rượu là đi được về. Trên đường đi, Tâm và Lan vẫn không nhớ được chuyện đêm qua và ai đã là người đưa các cô tới đây. Chiều hôm ấy tất cả ăn cơm ở nhà bà Hoa. Trong lúc ăn, bà An mới kể rằng có người cầm điện thoại của Lan rồi gọi cho bà biết. Trong bữa cơm, tất cả mắng hai người không ra sao. Một người thì lập gia đình,
một người bỏ chồng như thể trạng yếu, vậy mà dám phẻ phỡn qua đêm bên ngoài. Bà Hoa còn nhắc phải gọi lại cho người ta để cảm ơn, rồi còn xin máy về nhà. Ăn xong, Tâm và Lan trèo lên tầng. Tâm lấy điện thoại ra gọi số của Lan. Một lúc sau có người bắt máy. Giọng đàn ông trầm trầm đĩnh đạc. Tâm ấp úng không nói được gì. Đưa máy cho Lan, cô hỏi. Alo, tôi là chủ của chiếc điện thoại anh đang cầm. Cho tôi hỏi, anh có phải người đã đưa hai chúng tôi đi bệnh viện không? Tôi muốn gặp anh để cảm ơn và xin lại điện thoại. Thì phải làm thế nào? Tỉnh rồi cơ à? Đúng là lúc tỉnh với lúc say, nói chuyện khác nhau một trời một vực nhỉ? Được rồi. Đầu giờ chiều tầm 2 giờ đến quán cà phê. Lát tôi nhắn tin báo địa chỉ. Giờ tôi đang họp. Lan vâng dạ, rồi tắt máy, nhìn sang Tâm cô nói. Hắn hẹn 2 giờ đến quán cà phê. Mày có đi với tao được không? Chắc là không được đâu. Tao còn phải đi làm. Với lại tối qua đi cả đêm với mày. Hôm nay mặt lão Tuấn nhà tao cũng sưng lên rồi kìa. Thôi thì mày chịu khó đi một mình vậy. Lan thở dài. Chỉ còn nước đấy chứ biết làm sao. Cái điện thoại thì không đáng tiền là bao. Thế nhưng vẫn nên gặp người đàn ông đó để cảm ơn cho cẩn thận. Nghĩ lại, vẫn cảm thấy hai đứa liều. Say như vậy mà còn lang thang. Ngộ nhớ lúc ấy gặp phải những thành phần không ra gì, bắt nạt thì biết kêu ai. Càng nghĩ, Lan lại càng muốn gặp người đàn ông đó để cảm ơn. Tầm 10 phút sau, điện thoại Tâm có tin nhắn, là người đó nhắn địa chỉ. Cũng gần chỗ công ty của Tâm làm, thế nên cô nói. Vậy, lúc 1:30 ta sẽ chở mày đến đấy, ngồi đợi người ta là vừa. Lan gật đầu. Trên đường đi, cô mua ít trái cây tươi làm thành giỏ để tặng cho lịch sự. Ngày xưa cô đi buôn hoa quả, cả nhà ăn cũng chán. Vậy mà giờ muốn ăn, lại phải đi mua vừa đắt mà lại không tươi bằng cô tự đi nhập. Đến giờ hẹn, Lan đi vào quán ngồi đợi. Tuy chưa biết mặt người đàn ông này, thế nhưng Lan cảm nhận được anh là một người cẩn thận và giàu có. Ngoài cho địa chỉ ra, anh còn bảo cô ngồi bàn số 9 trên tầng 2. Khi cô đi đến bàn ấy, nhân viên còn không cho cô ngồi. Cô phải nói cô là bạn anh Văn, người ta mới không gây khó dễ. Nửa tiếng sau, Văn tới, thấy người đàn ông lịch thiệp bước đến bàn mình. Lan lúng túng đứng dậy. Cô chưa kịp hỏi thì Văn đã nói. Cô ngồi đi, điện thoại của cô đây. Văn để điện thoại lên bàn. Lan khẽ gật đầu xin. Cô cười đáp. Cảm ơn anh, nhờ có anh giúp mà chúng tôi an toàn. Còn tôi thì phải biết ơn cô, vì cô đã phá xe tôi, còn nô lên người tôi nữa. Văn lừ lừ tỏ vẻ với Lan. Cô cho mày hỏi lại. Anh không nói đùa chứ ạ? Tôi nôn vào người anh sao? Văn không trả lời, khẽ rút điện thoại ghi lại cảnh hai ả nhảy nhót, cười đùa như vừa ở trại thương điên xông ra. Lan che mắt không dám nhìn, nhất là chỗ cô nôn khắp người anh ta thật. Quá nhục nhã, cô phải lấy quyển menu ra che mặt. Có phải cô bán trái cây không? Vâng, đúng ạ. Mà sao anh lại biết? Trong khi nhục chưa để đâu cho hết, thì Văn mặt nghiêm nghị hỏi, khiến Lan lắp bắp. Có lẽ cô bất ngờ khi Văn biết cô buôn trái cây. Trong khi còn bông lung nghĩ chắc là Văn có lần đã mua hàng của cô, thì anh đã nói. Tại hôm qua cô có giới thiệu là nhà có hai quả cam gia truyền ngon mà nhiều nước lắm phải không? Tôi muốn mua về vắt đấy mà. Dạ... Lan ngơ ngác trước câu nói của anh. Phải mất vài giây, cô mới giật mình. Mặt mũi đỏ bự lên. Đúng là lúc say, cái gì cũng có thể nói ra được. Khẽ đặt chiếc điện thoại lên bàn, Văn nói. Điện thoại của cô đây. Mong là sau này cô đừng say xỉn mà đi vào ban đêm nữa. Không người ta sẽ cướp cam gia truyền của nhà cô đấy. Văn vừa nói vừa cười. Lan gật đầu răm rắp ngại ngùng. Chồng Lan bây giờ tỉnh táo, nhút nhát. Mà ít nói hơn lúc say. Khi Lan còn đang xấu hổ thì Văn sờ lên tóc của cô, khiến Lan giật mình, anh hỏi. Tóc này là tóc thật hay tóc giả thế cô? À, ta bắt được quả tang thằng Ngô con đĩ chúng mày tằng tịu với nhau nhá. Làng nước ra đây mà xem, chồng bỏ vợ đi cặp với đĩ đây này. Một người phụ nữ ở đâu bước đến, tay cầm điện thoại chụp choẹt liên hồi. Khi cả hai còn đang bất ngờ thì chị ta hất tay
có thêm đồng bọn là mấy ả sồn sồn đã đứng ở cầu thang từ lúc nào. Văn đứng dậy, mặt anh tỏ vẻ khó chịu, anh quát. Cô có thôi đi không? Cô không thấy mình vừa mặt dày, vừa khốn nạn à? Đã bỏ nhau rồi thì đừng làm phiền nhau nữa. Lan ngồi đấy cũng hãi. Qua lời nói thì cô biết hẳn đây là vợ của anh này. Thấy chồng mình ngồi với gái cho nên ghen. Người đàn bà kia vẫn hầm hầm, tay cầm điện thoại, mồm ra lệnh. Chúng mày đâu? Ra đập chết con đi ấy đi. Lấy kéo cắt trụi tóc nó cho tao. Hai ả kia nghe lệnh, kéo lấy áo Lan trực đánh. Thì một lần nữa Văn gầm lên. Không phải việc của nhà chúng mày, đụng đến người của tao, tao không để yên đâu. Hai người đàn bà toan đánh Lan, thì Văn đã kéo tay cô ra đằng sau lưng, che chắn. Tấm lưng to lớn như bức tường thành, cho cô giúp phía sau. Lúc này Lan tái mặt thật sự, miệng lắp bắp giải thích. Các chị hiểu lầm rồi, tôi... Hiểu lầm mà, mấy con đĩ đóng giả thôn nữ tao gặp đầy rồi. Chúng mày cứ xông lên, đập chết nó. Chuyện đâu tao chịu. Chị vợ là hùng hổ tuyên bố. Hai người kia nghe lệnh lại tiến lên. Người bên này, kẻ bên kia giằng co. Văn chỉ lấy tay xua đuổi bởi anh không muốn đánh đàn bà. Thế nhưng chính vì điểm yếu này khiến cho hai ả càng lợi thế mà tóm sống lấy Lan. Một mụ túm được tóc của cô chỉ bằng một cái giật nhẹ. Bộ tóc giả màu vàng bị tuột văng ra, để lại cái đầu trụi húi mới lún phún mọc cùng những vết sẹo. Vết khâu còn rất mới. Lan giật mình, sờ lên đầu. Tất cả những con mắt của người có mặt trong quán ấy nhìn Lan như một con đĩ thực thụ. Người ta còn đoán có lẽ cô đi cặp với chồng nhà người ta cho nên bị cắt trụi đầu. Đấy, mọi người xem, thế này có chết không? Quen đúng lại đi về hắt hủi vợ con. Trong khi chị vợ còn cong mồm lên thêm dầu vào lửa, thì Văn hất cốc nước vào mặt chị vợ rồi nói. Đủ rồi đấy, mày nói ai đi cặp kè, hay chính cái loại có chồng còn ngủ với thằng khác? Nay ly hôn rồi, còn về đây cào mặt ăn vạ đấy à? Tao quen ai đấy là việc của tao. Văn tức đỏ mắt, thế nhưng vợ cũ vẫn không chịu tha. Chị ta vẫn ra lệnh cho đàn em xé xác Lan, không để cô chạy thoát. Trong lúc hỗn loạn, lại đông người, Văn không muốn giải thích gì thêm. Vội vàng kéo Lan vào lòng, rồi lấy chiếc áo vest đang mặc, ôm trọn lấy người cô không hở. Cái dáng người cao to vạm vỡ này ôm thêm Lan, thì cô chẳng khác gì con mèo con rúc vào áo chủ cả. Văn cứ ôm Lan như thế, đi thẳng ra xe. Tới khi cô ổn định chỗ ngồi rồi, anh mới bỏ cái áo khoác che đầu Lan ra. Vừa buồn vừa xấu hổ, Lan khóc, Văn cuống quýt xin. Tôi xin lỗi, chắc là cô sợ lắm, không sao đâu. Thế nhưng dăm ba câu an ủi không thấm vào đâu. Lan vẫn khóc, cô không muốn ai nhìn thấy cái đầu bị đánh sứt sẹo này của mình. Giờ người ta quay phim chụp ảnh, thì chớ, lại nghĩ cô là phò. Lan khóc từ đấy, cho đến khi Văn đánh xe đi, cô vẫn khóc. Chẳng biết anh ta đưa cô đi đâu. Thế nhưng khi dừng xe, thì anh ta mở cửa cho không khí tràn vào. Một cảm giác tươi mát và nhẹ nhàng đến khó tả. Lan sợ mở cửa ra, người ta sẽ nhìn thấy cái đầu chọc của mình lần nữa, thế nên lại vội vàng lấy tay che. Không sao, đây là bờ sông, tầm chiều thế này vắng lắm, cô đừng sợ. Nghe Văn nói vậy, Lan mới láo liên nhìn, rồi từ từ bỏ tay xuống. Hành động nhút nhát có vẻ dè chừng với tất cả này, khiến Văn có điều gì đó khó nói thành lời. Kiểu như Lan là một người yêu đời, nhưng dòng đời lại xô đẩy, khiến cô cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Bãi sông vắng lặng, chỉ có chiếc xe hơi đắt tiền. Hai người ngồi trong xe không nói nhau câu nào. Lan cũng thôi không còn khóc nữa. Chả hiểu tại sao khi đến đây, không khí thoáng đãng lạ thường, lòng người bỗng nhiên cũng nhẹ nhàng hẳn đi. Khiến Lan muốn khóc tiếp cũng không khóc được. Cô gái không có tóc, cứ vô tư nhìn cảnh yên bình của dòng sông tĩnh lặng, chốc chốc lại thở dài. Giá mà cuộc đời của cô cũng êm ả thế này thì tốt biết bao. Tôi không có tóc chắc xấu xí lắm phải không? Không đâu, khuôn mặt cô lúc cười trông rất xinh. Lan bất ngờ hỏi, khiến Văn lúng túng đáp lại. Cô quay lại nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau không chớp lấy một cái. Hai con người có quá nhiều sự khác biệt,
từ nghề nghiệp, tiền bạc cho đến cuộc đời. Thế nhưng họ lại quá đỗi giống nhau ở chỗ, cả hai đều đổ vỡ trong hôn nhân. Qua cuộc nói chuyện trong xe được Văn tâm sự, Lan mới biết anh đang làm trưởng phòng của một công ty xuất nhập khẩu. Anh lấy vợ được 4 năm, nhưng 2 năm đầu vợ chồng anh không có con. Cũng chạy chữa nhiều nơi, nhưng không có kết quả. Con không có, công việc lại nhiều. Thế nên anh bận, chẳng còn thời gian quan tâm vợ. Thế nên mâu thuẫn cũng nhiều. Cho đến khi vợ anh báo có bầu, anh mừng lắm. Sau bao ngày chờ mong, cuối cùng cũng có. Thế nhưng khi con chào đời, thì anh phát hiện ra đứa bé không phải con anh, mà là con của một người đồng nghiệp cấp dưới của anh đang quản lý. Mỗi lần hắn đến đưa tài liệu là bấy nhiêu lần hắn tòm tem với vợ anh. Không những thế, con vợ quá đỗi khôn ngoan này còn cho tiền trai. Những đồng tiền mồ hôi chồng làm đều được vợ mang đi bao trai cả. Khẽ dựa vào ghế, anh thở hẳn ra. Trong khi ánh mắt Lan vẫn chờ đợi để anh kể nốt. Lúc ấy tôi còn nghĩ ai thì cũng mắc phải sai lầm. Bản thân tôi cũng là do không quan tâm đến vợ mới dẫn đến việc cô ấy thiếu thốn tình cảm. Thế nên chúng tôi quyết định tha thứ. Nào ngờ sau một thời gian, tôi lại phát hiện ra đứa bé không phải con tôi, mà là con của gã đàn ông kia. Sau khi hắn rời công ty chuyển việc khác, nghe đâu kiếm được rất nhiều tiền. Vậy nên vợ tôi cũng rất tình với tôi từ đấy. Mấy ngày trở lại đây, nghe đâu gã kia làm ăn không ổn, có lẽ là vỡ nợ, thì cô ta lại đến tìm, rồi phá dối tôi, nói tôi không có trách nhiệm. Giờ giấy ly hôn cũng ký rồi, mà con thì chẳng phải con tôi. Cô nghĩ xem, tôi phải chịu trách nhiệm gì nữa nào? Chẳng có một thằng đàn ông nào cao thượng đến nỗi nuôi con người khác cả. Lan nhìn Văn cười, trong lời nói của anh có phần hơi bực. Đã thế cô còn đùa. Chồng anh thế này mà cũng ngu ra phết nhỉ, ngu hơn cả tôi. Văn trố mắt nhìn, bây giờ thì đến lượt Lan tâm sự cùng người lạ về cuộc đời khắm còn hơm mắm tôm của mình. Từ chuyện không vừa mắt mẹ chồng, em chồng cho đến bị bùng tiền không trả, cho đến đứa em chồng đẩy xuống cầu thang và xảy mất đứa con đầu lòng. Còn những vết tích trên đầu này là do thằng chồng quá đỗi tử tế đã làm. Văn nghe cũng tức không kém. Và anh biết Lan không nói dối, bởi trong bộ sưu tập ảnh của cô là hình ảnh của đứa trẻ xấu xố. Lan cười, nhưng nước mắt đã dâng tràn ra khóe mi. Cô nói, so với anh, chắc là tôi ngu hơn phải không? Chồng ngoại tình thì chớ, lại còn bị đánh đập. Nghe mẹ mình để hắt hủi tôi, vậy mà tôi vẫn tin tưởng hắn sẽ tỉnh ngộ. Cuối cùng thì cũng muộn. Lan nói xong, thì hai hàng nước mắt mặn chát cũng rơi xuống. Văn nhìn, người con gái trẻ tuổi xinh xắn thế này, chẳng ai nghĩ cô lại có một quãng thời gian sống như địa ngục như vậy. Đúng là người khổ lại gặp người còn khổ hơn mình. Hai con người xa lạ cứ thế ngồi trong xe cho đến khi chiều tà. Hoàng hôn buông xuống tỏa nắng đỏ rực cả khúc sông rộng lớn. Ánh sáng yếu vợt thấp thoáng những đàn cò bay vội vã. Chúng đều có đôi có cặp. Chả biết bao giờ con người mới tìm được người dốc bầu tâm sự. Đến tối hẳn, Văn mới đánh xe đi. Cả một buổi chiều ngồi trong xe với Lan mà anh cứ ngỡ mới chỉ đâu đây vài phút ngắn ngủi. Vừa lái xe Văn vừa nói. Để tôi đưa cô đi mua một bộ tóc khác nhé. Nói thật mặt cô chỉ hợp với tóc đen thôi, tóc vàng không đẹp. Tôi đội cho nó có ấy mà. Bộ tóc đấy tôi lấy của con bạn tối qua, anh cũng gặp rồi đấy. Nó bảo thôi thì đội tạm, vài tháng sau tóc mọc lại thì không cần đội nữa, đỡ phải mua. Văn gật đầu, chốc chốc lại nhìn Lan. Cô gái trẻ thật thà khiến anh cũng lấy làm mến. Lan không khéo nói và lắm mồm như vợ. Giọng điệu cũng chân chất mộc mạc, giống y như khuôn mặt hiền lành của cô vậy. Đến tiệm tóc giả, Văn dẫn Lan vào. Sau khi chọn lấy vài bộ tóc đen cho Lan thử, cuối cùng cũng ưng hai bộ. Nhân viên bán hàng niềm nở khen. Chỉ có anh chồng tâm lý quá à? Mua hẳn hai bộ cho vợ. Hai người nghe thì lúng túng, nhưng lạ thay, không ai lên tiếng giải thích. Hẳn như chuyện bị hiểu lầm bây giờ không còn quan trọng nữa. Văn và Lan ăn tối xong mới về nhà. Cả ngày hôm nay đi với nhau, thế nhưng hai người lúc thì nói chuyện rất nhiều, lúc lại cứ thế mà im lặng. Trong lúc ăn, Văn không hỏi Lan chuyện gì, lặng lẽ bóc tôm bỏ vào bát cho Lan như một chuyện bình thường. Thế nhưng Lan lại rối rít nói. Tôi tự bóc được, anh cứ ăn đi.
Vậy à? Thế mà vợ tôi ngày xưa bảo đàn bà lúc nào cũng không thích bóc tôm. Văn Châu đôi lông mày, có vẻ như anh về chuyện gia đình không mấy khéo cho lắm. Lan xua tay nói đỡ. Không phải là do anh, chỉ là do vợ anh lười mà thôi. Sau bữa cơm tối, hai con người với hai trái tim tan vỡ, ai về nhà nấy. Trước khi Lan vào nhà, cô nói. Cảm ơn anh vì bữa cơm. Đáng lý ra hôm nay tôi mời, thế nhưng vào chỗ sang trọng ấy tôi lại không đủ tiền. Lan gãi đầu tỏ vẻ áy náy. Thế nhưng Văn cười, anh nói. Có gì đâu, ai mời chẳng vậy. Cô lưu số của tôi rồi phải không? Khi nào có việc gì cần cứ gọi cho tôi. Lan gật đầu, chào Văn xong cô đi vào. Văn vẫn đỗ xe ở trước cổng, phải độ nửa tiếng sau mới đánh xe đi. Đêm ấy Lan không ngủ được, nhìn chăm chăm vào bộ tóc giả Văn mua. Nếu là ngày xưa, khi chưa quen lão Hiếu mà gặp Văn, có lẽ cô sẽ say anh như điếu đổ, bởi ngoài đẹp trai, Văn còn rất giàu có. Thế nhưng giờ đây, bản thân cô mang trái tim chi chít những vết thương tình cảm, ngỡ như chẳng bao giờ lành nổi. Cô sợ mình bị tổn thương thêm một lần nữa. Say rất chẳng chọc thế nào, Lan quyết định nhắn một link cho Văn. Anh Văn này, cho tôi hỏi, giả dụ như giữa vợ anh và mẹ anh xảy ra mâu thuẫn, anh sẽ chọn bênh ai? Mất không đến một phút, Văn nhắn tin lại. Mặc dù rất bận, thế nhưng thấy tin nhắn Lan gửi, anh không thể để cô chờ. Còn phải xem là mẹ tôi với vợ tôi cãi nhau về chuyện gì đã, chứ không có chuyện tôi mặc định cho vợ tôi hoặc mẹ tôi đúng cả. Với lại mẹ tôi cũng mất lâu rồi, thì cãi nhau thế quái nào được với vợ tôi? Mà sao cô lại hỏi vậy? Lan cười rồi giật mình. Đúng thật, cô dở hơi thật chứ, tự nhiên lại hỏi câu vớ vẩn này. Cô lảng sang chuyện khác. Thế nhưng Văn đủ khôn để biết cô đang hỏi dò mình về vấn đề gì. Hai người độc thân nhắn qua nhắn lại đến hết cả một đêm, giống như thể một cặp tình nhân đôi mươi tìm hiểu nhau lần đầu. Không thể phủ nhận, chuyện hai người đổ vỡ nói chuyện rất hợp nhau, thấu hiểu nhau về mọi mặt. Họ đều từng bị phản bội, từng bị đổ vỡ, thế cho nên họ biết cách nói chuyện thế nào để không gây mất lòng nhau. Sáng hôm sau, Lan lấy trái cây ra chợ bán, tính đi buôn nhưng nghĩ cũng mệt, lại phải đi xa, cho nên cô quyết lấy lại về bán. Tuy không lãi nhiều thế, nhưng được cái gần nhà và được về sớm với mẹ. Tầm hôm nay chủ nhật cũng được nghỉ làm, Long Tong ra xả phụ Lan dọn hàng. Hôm nay Lan có ổi, có xoài xanh, nhãn và cam. Nghĩ một mình dọn hàng thì lâu, may có tâm phụ thì nhanh chóng bán. Nào ngờ chẳng phải. Bỏ được chục quả ổi ra thì Tâm đã ăn được quả xoài. Bỏ được quả cam thì cô lại nhón quả cam ăn. Nhìn con bạn, Lan xót ruột định không nói, nhưng không nói thì Tâm ăn thế này chắc cô lỗ vốn mất. Thế nên đang nhón quả xoài, Lan giữ lấy tay Tâm rồi van nài. Tâm ơi, tao xin mày, mày đã đớp đến quả thứ ba xoài, gần chục quả ổi, tính ra được một cân rồi đấy. Mày đừng ăn nữa, không tao lỗ vốn mất. Lan lại sống đứa bản thân. Tâm cười nhạt, nhóc thêm quả ổi, cô đáp. Tao thấy cái đống này tao thèm quá mẹ ạ. Mọi khi mẹ tao mua đầy mà tao không buồn ăn, mà giờ nhìn cứ thèm rõ rãi ra. Tí tao mua vài cân, rồi mày tính cả vào một thể, mất đi đâu đâu mà sợ. Tâm cầm cả bát ô tô muối, Lan dã cho khách mua hàng, rồi chấm hết quả nọ tới quả kia. Chẳng gần gọt rửa hay bổ ra cẩn thận, mà cứ cắn liên tục. Lan nhìn Tâm ăn, mà cũng chảy nước miếng. Trông thôi cũng ghê hết răng. Suy nghĩ một lúc, Lan hỏi. Hay là mày có bầu rồi hả Tâm? Thèm chua thèm chát thế này thì nghi có bầu lắm. Tâm cũng dừng không ăn nữa, mắt trố ra nhìn Lan ngờ vực, cô nói. Hay là thế nhỉ, tao cũng không biết cơ, chưa dọn hàng tao với mày đi thử đi. À, bà bắt được con đĩ nhà mày rồi nhé, định chạy đi đâu hả con phò này, còn giả bộ bán cam lừa khách là con gái nhà lành à? Người đàn bà giọng lanh lảnh từ phía kia vọng lại. Lan nhanh chóng nhận ra ngay, đấy là vợ cũ của Văn. Nghĩ lại thái độ đanh đá dữ dằn của chị ta ngày hôm qua lôi trôi cả bộ tóc giả, Lan có chút sợ sệt. Khẽ lắp bắp đứng lên, Lan nói. Tôi không liên quan gì đến chuyện nhà chị. Chị đừng có mà đặt điều. Chừng nào chị thấy tôi và chồng chị ăn nằm với nhau thì chị hãy nói.
Đằng này, chị cũng ra đếch gì đâu. Ăn nằm với cấp dưới bắt chồng đổ vỏ, cái thứ lăng loàn. Lan lắp bắp chửi hết câu. Chả hiểu thế nào cô lại chửi ra mấy câu đấy, khiến chị vợ cũ kia nhảy bổ lên. Tâm ghé vào tai Lan hỏi. Ai đấy? À, vợ của cái gã hôm đưa tao với mày vào viện đấy. Hôm qua đến quán cà phê, nhận lại điện thoại, thì con vợ cũ này đến gây sự đánh tao. Lan kể thật, khiến Tâm sửng cổ lên. Cái tính nóng này bênh bạn vẫn không chừa. Vén tay áo lên, Tâm chửi. Này con kia, đã là đồ cũ không dùng, chồng mày nó mua đồ mới là chuyện đương nhiên thôi. Độc thân đến với nhau, pháp luật công nhận chứ sai trái cái gì nào. Mày lấy tư cách gì mà ra đây chửi? Tâm hỏi, khiến người đàn bà kia cứng họng không trả lời được. Thế nhưng chị ta không buông tha. Thấy người khách chuẩn bị tới mua hàng, người đàn bà chỏng lọ đuổi đi. Mua, sang hàng khác mà mua. Trái cây hai con đĩ này bán, toàn thuốc sâu thôi. Toàn loại giật trồng cả đấy. Chị khách định lựa trái cây. Nghe mụ kia hầm hè thì biết ngay có điểm nên lẩm lũi bỏ đi. Tâm quay ra tiếc ngẩn người gọi lại. Thế nhưng người kia vẫn không quay lại mua. Khi Lan còn chưa kịp nói gì, thì Tâm nhảy qua đống xoài, rồi chọn lấy quả xanh nhất, đập liên tục vào đầu vợ cũ văng, khiến ả ngã lăn ra đất. Một tay nắm tóc, một tay cầm xoài, Tâm chọi ả liên tục. Bị ngã thì chớ, lại còn mặc váy ngắn, khiến vợ văng cứ khúm núm lấy tay che. Cũng đủ mệt, chứ không có tay đâu để phản kháng. Được đà, Tâm cứ đánh cho tơi tả. Đánh nứt quả này, cô lấy quả khác đánh tiếp, khiến mụ khóc lóc đau đớn xin tha, nằm bẹp dí dưới nền đất, nhoe nhoét ướt bẩn từ đầu đến chân. Lan can Tâm vì sợ cô có bầu thật, vận động mạnh không khéo lại ảnh hưởng, nhưng Tâm không chịu. Đống xoài, cam cứ thế nát bét vung vãi đầy đường đi vào chợ. Nghĩ của thì xót, bạn thì như con búp bê bị giật cót đánh nhau loạn xạ. Lan cuống cuồng gọi điện cho Văn cầu cứu. Anh Văn ơi, anh đi tới chợ B hàng 2, lôi vợ anh về giúp tôi với. Vợ anh đánh bạn tôi chảy máu đầu. Lan nói xong, thì dập máy luôn, rồi xông vào can ngăn. Trong lúc cuống, Lan lại nói vợ Văn đánh người. Văn nghe vỏn vẹn vài chữ, đang trong cuộc họp, cũng vội vàng giải tán, rồi chạy đi gấp. Nếu là cuộc gọi ngày thường, anh sẽ càm ràm mà chửi người ta một tăng. Văn khó tính và rất ưa chọc giờ giấc. Ấy vậy mà Lan mới có gặp ngày hôm qua thôi. Hôm nay gọi một cuộc chưa đến 5 giây, anh đã chạy ngay đến. Lái xe đến khu chợ mất tầm chục phút. Đến dãy mà Lan chỉ đúng thật, hàng bán xoài, bán cam, quả nào quả nấy văng ra đường nát bấy cả. Vợ cũ có vẻ đã bỏ đi, chỉ còn Tâm và Lan đang nhặt lại trái cây, dọn dẹp lại mọi thứ. Đúng là suối quẩy, dọn ra còn chưa bán được quả nào. Chả biết có phải chị vợ anh Văn theo dõi Lan hay không, mà chọn gây sự ngay lúc cô vừa mới mở hàng. Chửa sáng ra, đã đánh nhau, thì buôn bán được gì nữa? Lan! Văn gọi, rồi đi tới, thấy anh Tâm, đứng lên rồi đổ vấy. Anh đến đúng lúc lắm. Anh xem, vợ anh phá phách thế này đấy, anh định tính thế nào? Lan đứng dậy theo khi Tâm nói như thể bắt đền Văn. Kéo tay con bạn, Lan nói. Kìa mày, đừng nói người ta như vậy. Tao gọi anh Văn đến cũng chỉ muốn anh ấy lôi chị kia về thôi. Giờ chị ấy về rồi, mọi chuyện chẳng có gì nữa. Mày điên à? Phải bắt anh ta đền chứ. Vợ anh ta đến phá đám, không cho mày bán, mà mày lại bảo thôi. Biết là vợ cũ, nhưng mọi chuyện xuất phát từ anh ta. Thế ngày mai nó cũng kéo người đến quấy rối mày. Ngày nào cũng thế, thì mày định bán cho ai? Tâm thấy con bạn hiền lành thì gắt. Lan bị Tâm nạt co rúm người không cãi. Văn xua tay nói. Được rồi, tôi sẽ đền hết đống trái cây này của cô Lan. Nói rồi, Văn rút rất nhiều tiền ra đưa cho Lan. Thế nhưng cô rối rít từ chối. Không cần nhiều thế đâu anh. Chỉ cần 500 là được rồi. 500 là 500 thế nào? Tao ăn có mấy quả thì mày kêu lỗ. Vậy mà bị thiệt hại dập nát gần đây. Thì mày lại bỏ qua. Này, mày có ý gì với người ta hay sao thế? Tâm bực dọc trong người, rồi quát bạn. Hai người đứng hình bối rối nhìn nhau. Văn sợ Lan khó xử, vội nhét hết tiền vào tay Lan rồi nói. Cô Lan cứ cầm lấy. Thành thật xin lỗi hai cô.
Nếu cô ta còn đến quấy rối nữa, cô cứ gọi điện cho tôi. Bây giờ tôi còn phải học, lúc khác tôi sẽ nói chuyện sau. Lan gật đầu lễ phép, nhìn theo bóng Văn Hỏa lẫn vào đám người đi chợ. Cái dáng người đàn ông cao to, mặc bộ vest lịch lãm, không khó để phát hiện ra. Nhìn đống trái cây, lại nhìn sấp tiền trong tay, Lan nói. Hôm nay chưa mở hàng, nhưng lãi một nửa. Tâm không để ý đến lời lãi bán được, mà cô hỏi Han, Lan. Này, mày thích gã đó phải không? Tao thấy mày nhìn hắn lạ lắm. Thích gì? Mày bị hâm mà. Tao thế này ai mà thương tao được? Mày quên người ta đã giúp đỡ mình thế nào sao? Với lại, vợ hắn có làm hư hỏng quả nào đâu. Toàn là mày cầm, xong pha người ta đấy chứ. Thôi, dọn hàng đi, bán gì tầm này nữa. Lan lấp liếm hỏi nói sang chuyện khác. Tâm lừ lừ nhìn con bạn. Tuy Lan chối, thế nhưng Tâm vẫn biết mối quan hệ này có điều gì đó không bình thường. Dọn hàng xong, Lan chở Tâm đi siêu âm. Không nằm ngoài dự đoán Tâm có bầu thật. Nhìn khuôn mặt hạnh phúc của Tâm, Lan lại chạnh lòng. Mấy tháng trước cô cũng như Tâm bây giờ, cũng háo hức mong con, chỉ tiếc là... Đêm ấy Văn không ngủ được, cứ nhắm mắt lại. Văn lại nghĩ về Lan, về cô gái chọc đầu hiền lành, với đôi mắt lúc nào cũng ngấn lệ tội nghiệp. Từ hồi cắt đứt với vợ, chưa bao giờ anh bận lòng vì ai, chứ đừng nói là mất ngủ. Chả hiểu thế nào, anh nhìn Lan chỉ thấy cô gái hay khóc, dễ tủi thân. Những người con gái cam chịu, khiến người chồng khinh thường. Nhưng đối với người đàn ông khác, lại có cảm giác muốn che chở cả đời, và Văn cũng không ngoại lệ. Sáng hôm sau, Lan dọn hàng ra bán. Hôm nay Tâm đi làm, vì vậy cho nên chỉ có một mình Lan. Vừa dọn trái cây, đôi mắt cô láo liên nhìn tứ phía canh chừng. Lan sợ vợ cũ của Văn sẽ đến phá đám một lần nữa. Cô dọn hàng ra sớm thế à? Khi còn đang loay hoay với đống hàng, thì giọng Văn cất lên khiến Lan giật mình. Khẽ gật đầu, Lan niềm nở đáp. Vâng, hôm nay không có ai phụ, thế nên tôi tranh thủ làm sớm. Anh Văn cũng đi chợ à? Văn cười gật đầu, ngồi xuống đống cam chất như núi, anh chấm cảm nói. Chà, cam tươi đấy nhỉ, tôi định mua ít về vắt. Vâng, cam tươi lắm anh, tôi bán hôm nào gần như hết hôm đấy đấy. Anh xem, cam mỏng vỏ lại thơm, tròn vít, bóp mềm vừa, chứ không rắn chắc giống cam non, mà mọng nước lắm nhé. Lan cầm một quả lên quảng cáo, ấy thế mà Văn cứ ngỡ cô đang nói về chuyện gì đấy không phải cam. Cái gì mà tròn tròn, bóc lại mềm mà thơm, còn ra nước nữa. Trong khi Văn đờ đẫn nghĩ lung tung, Lan hỏi lại. Anh Văn, anh lấy cam không thế? À, có chứ, cho tôi hai quả cam gia truyền với. Trong lúc hỏi bị động, Văn lỡ dở buột miệng nói. Đến lúc nói ra, bốn mắt nhìn nhau, chỉ còn biết đỏ bự xấu hổ. Văn ấp úng bảo chữa. Ý tôi là tôi chỉ mua hai quả lên công ty để vắt thôi, mua nhiều uống không hết. Lan cũng gật đầu che giấu sự xấu hổ, khẽ nhặt nhạnh cho Văn hai quả cam ngon. Văn rút tiền ra trả, rồi nhanh chóng đi vội. Lan nhìn theo một lần nữa, cô lẩm bẩm. Hai quả cam gia truyền mãi ta muốn mua, chẳng lẽ... Có những thứ mình nghĩ là mãi mãi thì nó lại chẳng được bao lâu. Có những thứ chỉ vô tình lướt qua mà khắc cốt ghi tâm cả đời. Hai ánh mắt chạm nhau tại buổi chợ khiến cả hai người đều say dứt luyến lưu. Giống như thể có một tia điện chạy qua khiến cả hai cảm giác nóng bừng. Nói thì bảo, giờ cả hai đã độc thân đến với nhau đường đường chính chính chẳng sao. Thế nhưng mỗi lần nhìn trong gương, thấy vết sẹo trên đầu, nó lại nhắc nhở Lan không được vội vàng, không được làm liều, mà thiếu suy nghĩ. Lúc ấy không những tâm hồn bị tổn thương sâu sắc một lần nữa, mà ngay cả trên đầu, vết sẹo sẽ có thể ngày một nhiều thêm. Sáng hôm sau, Lan tiếp tục dọn hàng ra bán, và Văn lại mở hàng. Chẳng biết lý do gì mà Văn đi chợ sớm thế, và hôm nay cũng vậy. Anh mua... Bán cho tôi hai quả cam gia truyền, quả nào mà bóp mềm, nhiều nước mà ngọt đấy. Khi Lan hỏi chưa hết câu, thì Văn lại nói y chang câu hôm qua Lan quảng cáo. Chả biết từ đâu, cứ nhắc đến hai quả cam gia truyền, với bóp vào thì mềm, lại to, khiến Lan nóng bừng mặt. Không nói gì,
Lan lặng lẽ nhặt hai quả cam bỏ vào túi. Văn cũng không nói gì, trả tiền xong anh cũng quay đi. Thế nhưng ngày hôm qua với ngày hôm nay, Văn là người mở hàng, thì cả hai ngày Lan ế sưng mồm lên không bán được quả nào. Người buôn bán như cô rất coi trọng người mở hàng đầu tiên. Có người mới khai trương còn phải mượn người mở hàng cho may mắn. Nhờ nhìn nhận từ cách mở hàng, người ta cũng đoán được người ấy nhẹ vía hay nặng, để sau còn biết đường mà tránh. Nếu ế một hôm thì có thể là do hôm ấy ít người mua trái cây. Thế nhưng nếu là hai hôm không bán được mà lại cùng một người mở hàng thì chứng tỏ thằng mở hàng vía nặng. Tuy vẫn còn áy náy chuyện Văn giúp mình hôm say, thế nhưng nếu anh cứ đến sớm mà mở hàng thế này, chắc cô cũng dẹp tiệm sớm mất. Nghĩ vậy, nên hôm sau Lan cố tình dọn hàng muộn hơn mọi ngày. Bởi theo như cô nghĩ, Văn đi làm sớm, rồi tiện thể rẽ qua mua hai quả cam. Giờ chỉ cần dọn muộn, sẽ qua giờ làm của Văn. Vậy là anh ta sẽ không mua được, vừa đỡ được khâu hắn mở hàng. Thế nhưng không, như Lan nghĩ, đến 7 giờ khi còn binh ninh, Văn sẽ không tới chợ vào giờ này. Lan hí hửng bỏ hàng ra, thì hai bàn tay bốc hai quả cam cầm lên. Nghĩ là người khác mở hàng, Lan niềm nở. Chị mua cam đi, cam to mà... Sao lại là anh? Lan vừa nói, vừa mang thêm cam ra cho khách lựa. Quay ra lại là Văn đang bốc hai quả cam lên bóc thử. Văn cười anh nói. Hôm nay cô dọn hàng muộn ghê nhỉ? Cũng may sao, hôm nay tôi cũng được nghỉ nên đi chợ cũng muộn. Tôi lấy hai quả này. Lan vừa tức, vừa khó chịu cái hành động bóp cam của Văn. Bực mình Lan gắt. Hai quả 30. Ơ kìa, sao hôm qua tôi mua, cô lấy có 10.000 thôi mà. Hôm nay lại lên 30 rồi. Văn thắc mắc, Lan hậm hực gắt. Tăng giá rồi. Văn nhìn Lan lầm bầm chửi, thì bật cười, nhưng vẫn rút tiền ra gửi. Cô phải cho tôi cái bì đựng chứ, không cho tôi tờ báo, gói vào cũng được. Không cho, mua có hai quả, cho anh bì tôi lỗ vốn mất, anh phải mua 1 cân tôi mới cho bì. Văn định lấy tờ báo gói hai quả cam vào, thì Lan giật lấy không cho. Đống báo đấy Lan để đốt vía, nhưng cũng không có tác dụng. Không cho bì, cũng không cho báo gói. Văn hai tay cầm hai quả cam, vừa đi vừa bóp, anh nói. Hôm trước cô Lan bày bóp bóp thế này, cam mềm ra, sẽ vắt được nhiều nước phải không? Lan lấy tay che mặt. Lúc này cô đã đỏ bự lên, vì đầu cô cứ nghĩ đến chuyện, Văn đang bóp thứ khác. Vội vàng, ném một cái bì cho Văn, cô nói. Thôi, anh đừng có bóp nữa. Đây, túi đây, anh bỏ vào cho tôi nhờ. Văn gật đầu, lật đật bỏ hai quả cam vào túi. Anh vừa đi khỏi, Lan rút ngay tờ báo ra đốt vía. Là ức đến phát khóc. Mặc dù biết ngày hôm nay cũng sẽ như ngày hôm qua, ngày hôm kia mà thôi. Ngày hôm tiếp theo, vì ế không bán được triền miên mấy ngày, trái cây đã bắt đầu héo và vàng rực. Nhiều quả xoài đã thối. Lan nhìn đống trái cây mà bần thần tiếc rẻ. Nếu cứ thế này, Lan sẽ chẳng bán được cho ai mà phải dẹp sớm mất. Văn hôm nay vẫn đi đến mua, vẫn là người mở hàng sớm nhất. Ngồi xuống lựa cam như mọi lần, Văn hỏi han. Cam hôm nay không được tươi lắm nhỉ, cô phải bớt cho tôi đấy nhé. Anh Văn này, tôi hỏi khi không phải, tại sao anh cứ phải là mua hai quả cam mới chịu nhỉ? Mà không phải là xoài, là ổi, tôi có bán đủ kia mà. Văn im lặng chọn được hai quả cam. Vẫn hành động bóp bóp ấy, chọn xong anh mới cười mà đáp. Tại tôi chỉ mua về vắt đủ 1 cốc thôi. Với lại đợt trước cô cứ gạ, có hai quả cam, gia truyền nên tôi mua. Mà công nhận cam cô ngọt lắm. Văn cười rồi nói với Lan. Mặt cô xám kịt lại nhe hàm răng ra. Nhặt nhạnh trái cây gọn vào, thì vô tình tay Lan chạm vào tay Văn. Không mất đến 2 giây, lồng tay cô dựng đứng cả lên, rồi lạnh toát cả người, tim đập chẳng khác nào trúng gió. Bao nhiêu ngày Văn mua cam, là bấy nhiêu ngày Lan mất ngủ. Đúng là hắn chỉ đến mua cam, thế nhưng trông có vẻ không giống mua mỗi cam. Thả Văn thả đôi ba câu trêu ghẹo bông đùa, may ra lòng cô còn đỡ rối. Đằng này lằng nhằng cô không biết thế nào, mà bán hàng cho Văn xong, cô cũng ế nguyên cả ngày. Thế là những quả hỏng bắt đầu nhiều lên vì ế. Có hôm cô phải nhặt bỏ vào bao đổ đi. Nghĩ xót của, nhưng lại không nỡ nói với Văn.
Ngày hôm đấy, Lan quyết định sẽ là buổi bán hàng cuối cùng, để mai sẽ lại đi buôn. Khi vừa thấy Văn đến mở hàng, Lan đã nói: "Hôm nay anh thích lấy bao nhiêu cũng được, tôi sẽ cho, bởi mai tôi sẽ không bán trái cây nữa." "Sao thế? Đang bán thuận lợi thế cơ mà. Cô không bán, tôi biết mua 2 quả cam, gia truyền ở đâu?" Văn ngơ ngác hỏi. Lan tuy giận tím mặt, nhưng thấy khuôn mặt ngây thơ vô số tội của hắn, cô nén cơn thịnh nộ, bỏ vào túi cho Văn mấy quả còn ngon. Cô nói: "Anh Văn ạ, anh biết không, từ lúc anh đến mở hàng cho tôi cứ nghĩ anh đẹp trai thế này, nhà giàu thế này, sẽ mở hàng mát tay lắm ấy. Ấy thế mà không, từ hồi anh mở hàng là tôi ế nguyên si ông ai động. Hôm khai trương thì vợ anh đến phá, giờ bán thì ngày nào anh cũng đến ám tôi. Này tôi nói ra, mong anh đừng có buồn, bởi mai tôi cũng không bán nữa. Anh lấy bao nhiêu thì lấy, còn đâu tôi mang về, vắt cho cái tâm uống cho bổ thai." Văn không nói gì, lặng lẽ nhặt cam cho vào túi. Điệu bộ anh bây giờ trông rất tội, khiến Lan cũng thương. Thực ra Văn đâu có biết, và cũng chẳng để ý đến chuyện mở hàng. Chỉ đến khi Lan nói, hắn mới nhận ra. Thì mai Lan đã không còn bán nữa. "Thế còn 2 quả cam gia truyền, cô không định bán sao? Cô định để đến khi nào?" "Nói cho cô biết nhé, cô mà để nó sẽ hỏng đấy. Một thời gian sau, nó sẽ vừa héo nhăn, vừa thâm đen. Lúc ấy không ai mua nữa đâu." "Này, anh đang nói đến cam nào đấy hả?" Lan hoảng hốt, lấy tay che cổ áo lại, mặt tím ngắt. Rõ ràng là đang tả cam, nhưng nghe thì lại chả phải. Nghĩa đen nghĩa bóng nó cứ lẫn lộn, khiến Lan hoang mang vô độ. Nhắc đến 2 quả cam, thì Lan nghĩ ngay đến đoạn camera Văn cho Lan xem cảnh cô say xỉn rồi vạch áo lên gạ Văn lấy mình. Đúng là một lần say, cả đời nhục. Tối hôm ấy, Lan sang nhà bà Hoa ăn cơm. Từ hồi biết Tâm có bầu, chú Thành nấu nhiều đồ ăn ngon cho Tâm, rồi giục cả 2 vợ chồng tới ăn cả thể. Tầm 7 giờ, Lan đi về, thấy chiếc ô tô đỗ ở cổng thì lạ lẫm, không biết ai vào nhà mình. Khi đi đến sân, thì cô nghe được một cuộc nói chuyện giữa một người đàn ông với bà An và vợ chồng anh chị Minh. "Cháu nghĩ là cháu có đủ điều kiện và tình yêu thương dành cho Lan, thế nên mong bác và anh chị vun vén cho cháu và Lan ạ." Cả gia đình bà An nhìn nhau ái ngại, bà không biết nói thế nào bởi bà chưa gặp Văn bao giờ. Mà Lan cũng chưa nói với bà chuyện có người theo đuổi. Cầm cốc nước uống cho bớt căng thẳng, bà An nói: "Tôi cũng chưa nghe cái Lan nói gì về chuyện này. Chẳng hay anh với nó đã đi đến mối quan hệ nào rồi?" "Dạ, cháu với Lan mới chỉ dừng lại ở mức bạn bè thôi ạ. Chẳng giấu gì bác, cháu là người gọi điện cho bác hôm cháu đưa Lan và cô Tâm bạn Lan vào bệnh viện đấy ạ. Cháu đến đây chỉ muốn nói trước với gia đình về việc cháu sắp sửa theo đuổi cô ấy. Để sau này, nếu cô ấy có không đồng ý, thì mong mọi người hãy tìm cách mà vun vén vào cho cháu và Lan ạ." Bà An à lên một tiếng khi nhận ra Văn là người gọi điện cho bà đến bệnh viện đón con gái. Lan đứng ngoài cổng hồi hộp nghe ngóng. Cũng giống như hôm đầu tiên, Lan dẫn Hiếu về ra mắt. Ở hai người đàn ông này có 2 cách cư xử rất khác nhau. Nếu Hiếu bị gia đình ngăn cản, sẽ làm Lan có bầu để dễ bề thuyết phục, thì Văn lại chọn cách nói chuyện trực tiếp, xin ý kiến trước mẹ Lan để mong được đồng ý. Chị Trâm thấy Văn chững chạc, chứ không trẻ con như Hiếu, thì cũng ưng. Hơn nữa về kinh tế, Văn ăn đứt nhà Hiếu, thế nhưng vẫn còn phải xem Văn có thật lòng hay không. Chị Trâm hỏi: "Chẳng hay anh đã biết cái Lan nhà tôi có một đời chồng, và quãng thời gian nó ở với mẹ chồng không khác gì địa ngục. Tôi cũng là phụ nữ, cũng đi làm dâu, nên tôi hiểu. Mà bản thân cái Lan lại quá hiền lành. Tôi sợ nó sẽ chưa chuẩn bị tinh thần để bắt đầu một cuộc tìm hiểu mới." Lan cứ đứng bên hiên nhà nghe ngóng, sự căng thẳng chiếm trọn cả đầu cô. Cô không dám tin Văn lại đi đặt vấn đề với mẹ cô. Trước khi nói ý định với cô, mà cũng chẳng phải. Người ta có ý với cô rồi, nhưng do cô không biết mà thôi. Văn gật đầu, anh giải bày tất cả. "Dạ, cháu biết Lan có một đời chồng và một đứa con, nhưng không may chết yểu. Bản thân cháu cũng là người từng đổ vỡ trong hôn nhân,
nên cháu hiểu và cảm thông. Mẹ cháu thì mất sớm, cháu chỉ còn bố già ở ngoại thành, cách tầm 20 cây. Trên cháu còn có 3 anh trai, tất cả đều rất thành đạt. Chỉ có mình cháu là thoát ly sống một mình và làm việc trên này. Thế nên chắc chắn không có chuyện mẹ chồng nàng dâu cãi vã hay mâu thuẫn. Bố cháu cũng là người hiểu chuyện và thương người, nhưng chắc chắn sau này lấy Lan sẽ không ở chung nhà với ông cụ vì cháu còn việc làm trên thành phố. Cháu biết là hứa hẹn nhiều không bằng im lặng mà hành động, nên mong bác với anh chị vun vén cho cháu với Lan ạ. Bà An nghe xong thì nước mắt ngắn dài. Anh Minh, chị Trâm cũng nhìn nhau gật đầu. Ngoài kia, Lan cũng bật cười, giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên khóe môi. Nếu gặp Văn sớm, cô sẽ không lỡ dở thêm một lần vô ích. Cuộc nói chuyện trình bày tâm tư của Văn mà ngỡ như anh bị điều tra lý lịch. Vốn là trưởng phòng đầy uy quyền và nhiều tiền, nhưng đến khi gặp nhà gái ra mắt, anh cũng chỉ bình thường như những người con trai khác. Và đặc biệt hơn, anh không nói phép, không hứa hẹn, gieo rắc những thứ chưa làm được. Lững thững đi vào, Lan nhìn Văn, anh ấp úng nói không nên câu. Bà An nhìn con khẽ hỏi. Cậu Văn, cậu ấy muốn xin nhà mình cho quen con, chẳng hay con có đồng ý hay là không? Lan gật đầu không đáp, chỉ một cái gật đầu, thế mà Văn thở phào như chút được gánh nặng. Bản thân anh khi đến đây, anh chỉ nghĩ rằng nếu Lan chưa có tình cảm gì với anh, thì anh sẽ thuyết phục người nhà Lan để tác hợp cho đôi trẻ. Sớm muộn gì bị hối thúc, Lan cũng sẽ đồng ý. Nào ngờ việc lại thuận lợi thành công ngoài mong đợi của Văn nghĩ nhiều. Sau cuộc gặp gỡ ấy, Văn xin phép cả nhà đưa Lan đi chơi và được gia đình nhà gái ủng hộ. Chẳng biết đôi trẻ mến nhau từ khi nào, thế nhưng khi nhìn vào mắt nhau, họ cảm thấy ấm áp vô cùng. Nghĩ đúng thật là duyên trời định, đoạn clip ghi lại cảnh hai cô ả say rượu lếch thách đi. Khi đó Lan đã dõng dạc tuyên bố và chỉ vào xe của Văn. Sau này, ta sẽ lấy người đi ô tô thế này. Và cuối cùng họ cũng quen nhau thật. Bên sông vắng lặng không có ai. Ngồi trong xe hai người nhìn ra làn nước mát như hôm đầu gặp gỡ. Không khí thì trong lành, cảnh vật thì hữu tình nên thơ, trăng thì rõ sáng. Ấy thế mà không định là gì thì quả thực là nhạt. Khẽ nắm lấy tay Lan, Văn run rẩy như cầm tay gái lần đầu. Nhìn vào mắt cô, anh rụt rè hỏi. Mai em đi lấy hàng xa lắm phải không? Đừng đi nữa, đường dài đi một mình nguy hiểm lắm. Anh sẽ sắp xếp cho em làm việc ở công ty anh có được không? Lan cười, cô lắc đầu đáp. Từ trước tới giờ em vẫn đi suốt đấy thôi, có làm sao đâu. Với lại em không có trình độ làm việc trong công ty. Hơn nữa anh làm sếp em không muốn bị quản lý. Văn gật đầu, thế nhưng anh nói. Thì em cũng có thể làm việc khác. Anh sẽ để em làm kiểm hàng trong kho. Như thế vừa đỡ vất vả, vừa không nhìn thấy mặt anh là được chứ gì. Em là con gái, chỉ cần yếu đuối với dịu dàng thôi, kiên cường chịu đựng để làm gì. Lan nhìn người đàn ông trước mặt, đôi mắt lấp lánh ngấn lệ. Từ trước đến nay, Lan chưa gặp người đàn ông nào khuyên cô cứ yếu đuối đi bao giờ. Giống như thể cô cả đời vất vả, bỗng gặp một người khiến suy nghĩ và cuộc sống của cô sau này trở nên nhẹ nhàng hơn. Văn chủ động ôm lấy Lan, hơi ấm cùng hương nước hoa khiến Lan dễ chịu vô cùng. Bốn mắt nhìn nhau trìu mến, Văn cúi xuống hôn lên môi Lan một cái thật nhẹ nhàng. Đôi tay bé nhỏ túm chặt lấy áo anh như thể sợ tuột mất. Hơi thở của Văn nhẹ nhẹ khiến Lan cảm thấy cơ thể nóng bừng, cảm giác vội vã trong từng nhịp tim đập. Từng tiếng thở khiến cô và anh rung động mãnh liệt. Nhẹ nhàng cởi đôi ba cái cúc áo để lộ bầu ngực căng tròn mơn mởn. Văn nhẹ nhàng sờ nắm, cảm giác mềm mại khiến anh phấn khích vô cùng. Đây, đây mới là quả cam gia truyền mà Văn muốn chiếm hữu. Hai quả cam gia truyền này uy tín quá em ạ. Đúng thật rất là mềm luôn ấy. Văn cười trêu, Lan véo anh một cái bị xấu hổ. Rõ ràng hai quả cam đẹp nhất, ngon nhất cũng đã tìm về với người thực sự xứng đáng. Vậy đây, khi người chồng cũ gieo rắc lên thể xác lẫn tinh thần người phụ nữ quá nhiều đau thương, những vết sẹo trên đầu Lan là minh chứng rõ ràng nhất về bạo lực gia đình. Thế nhưng khi Văn đến, tặng cho người con gái khốn cùng ấy bộ tóc giả,
không chỉ che đậy đi những vết tích đau đớn tủi hờn, mà người đàn ông ấy cũng đã có quá nhiều tổn thương. Hai con người thiệt thòi về tình yêu, quyết định cho nhau một cơ hội, cùng nhau làm lại cuộc đời. Bởi vậy, đã không cho nhau được hạnh phúc, hãy tạo điều kiện cho người ta tìm được một nửa yêu thương hơn. Tuy không phải là hoàn mỹ, nhưng đó là sự phù hợp nhất. Sáng hôm sau, Hiếu được mẹ cho ngồi xe lăn kéo ra bên hè ngồi sưởi nắng. Kể từ hôm tai nạn đến giờ, suốt mấy tháng ròng, hắn không nhìn thấy mặt trời, nay khỏe khỏe mới nài nỉ bà Hòa cho ra hóng gió. Nhìn khuôn mặt trắng bệch vì cớm nắng yếu vợt, Hiếu nheo nheo đôi mắt cho nắng chiếu vào tay. Mảng da non trên mặt vì chưa liền nên cũng vẫn còn bọng sát. Bà Hòa tranh thủ ngồi nhặt mớ rau bí, vừa nói với thằng con trai. Chả biết vợ chồng con ý đi đâu mà mất tích từ hôm cái Lan đi đến giờ. Đi là đi cả thế chứ. Giờ nhà chẳng còn ai. Lan nó có gọi về cho mẹ không? Hiếu nghe nhắc đến Lan, anh ta liền hỏi vợ cũ. Nhưng bà Hòa buồn bã lắc đầu, bà đáp. Không, chẳng gọi gì cả. Mà nó không tha thứ, cũng chẳng trách được nó, bởi nhà mình sai với nó quá nhiều. Em, vào nhà xem còn gì không, rồi báo chị gọi xe múc đến ủi. Làm cho nhanh nhé, chậm tiến độ, người ta không trả công đâu. Hai mẹ con đang nói chuyện, thì tiếng đám người đứng trước cổng nhà bà Hòa, bàn tán. Họ ngang nhiên mở cổng đi vào trong nhà, không quan tâm Hiếu đang ngồi ở hè. Thấy vậy, bà Hòa liền khó chịu nói. Này chị kia, chị là ai mà dám vào nhà tôi thế? Nhà có người ở mà chị làm như là nhà mồ ấy mà tự tiện. Người đàn bà chỉ trỏ vào ngôi nhà hai tầng, rồi tính cho người vào dỡ bỏ. Bà Hòa thấy vậy thì rối rít cản. Thấy bà già, người kia bỏ mắt kính rồi nói. Bà là hàng xóm hay sao? Ngôi nhà này chủ người ta bán rồi bà. Chủ mấy người ta sắp sửa xây nhà, nghỉ 5 tầng ở đây. Chứ không có lệnh, làm sao cháu dám dỡ? Cái gì? Ai bán? Tao là chủ ở đây, ai bảo tao bán? Chúng mày tính phá nhà tao hay gì? Tao gọi công an gô cổ chúng mày bây giờ. Bà Hòa vừa nói, vừa cầm con dao nhọn lên, lăm lăm khiến người phụ nữ kia cũng sợ. Trầm giọng chị ta khuyên. Bác ơi! Cháu chỉ là bên thi công thôi, chủ người ta xây nhà mới cháu mới làm chứ. Chủ nào? Tao là chủ đây, làm gì con chủ nào mà mày nói? Bà Hòa cáu như muốn điên, người kia phải rút điện thoại ra gọi cho ai đấy. Mẹ con bà Hòa tuy ngăn chặn, thế nhưng nỗi lo sợ vây lấy bà. Linh cảm cho bà biết, chắc chắn có vấn đề. Một lúc sau, thêm một người đàn ông đi ô tô tới. Xuống xe ông ta nói. Bà là ai? Sao bà lại cản trở thi công nhà tôi? Tao là chủ căn nhà này. Hà cớ làm sao? Mày lại đòi phá nhà tao? Bà Hòa gằn giọng chửi. Người kia vẫn điềm tĩnh giải thích. Tôi mới mua căn nhà này nửa tháng trước của một cô gái trẻ tên Ý. Cô ấy nói đây là tài sản mẹ đẻ cô ấy cho. Nếu bà có khúc mắc gì thì bà cứ gọi công an đến. Tôi sẵn sàng đối chất. Bởi tôi có sổ đỏ. Có công chứng rõ ràng, ai mà dám đi xây nhà trên đất của người khác kia chứ? Mọi người cứ thế mà làm. Có chuyện gì, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Người chủ mới tin mình làm ăn trong sáng, nên hối thúc thợ tiếp tục làm. Bà Hòa chết sững khi nghe thấy tên con gái là người ký bán ngôi nhà. Vừa vặn hay, đầu bà với hình ảnh hôm cái Ý nói, bà ký tên vào tờ giấy mà không cần đeo kính. Hiếu thì không hiểu chuyện gì. Bà Hòa ngồi bịch xuống đất, phát hiện ra đứa con gái lừa mình ký giấy chuyển nhượng. Không tự dưng, người ta lại đến đây nói mình là chủ ngôi nhà. Không tự nhiên mà người ta biết tên con gái bà, người bán căn nhà này và đau đớn hơn, nó đã dụ mẹ đẻ ký vào tờ giấy bán đất một cách rất ngon lành. Nhìn căn nhà hai tầng khang trang, bị máy múc vào san bằng tất cả, bà Hòa liền chết lặng người đi. Thế là từ nay, bà cùng thằng con tật nguyền sẽ phải ở ngôi nhà lụp sụp từ thời cổ và lúc nào cũng đau đáu nhìn sang căn nhà mình bị người ta đập đi xây mới. Không chịu được cú sốc, bà Hòa lăn ra đất trước đống đổ nát mà than. Nghiệp, nghiệp báo thật rồi. Cái Ý và thằng chồng đang ngồi đánh bạc, bỗng cái Ý hắt xì liên tục ba cái. Vội vàng ngoái mũi, nó lèm bèm.
Ai nhắc mình thế không biết. Nó đã đánh bạc từ tối hôm qua cho đến tận sáng nay với chồng. Chả hiểu nó nghĩ thế nào mà lại bị chính chồng mình lôi kéo. Hôm nay vợ chồng nó thắng đậm. Cục tiền lớn bé cứ thế được nhét vào túi áo. Chưa bao giờ vợ chồng nó đỏ như hôm nay. Trong thâm tâm, nó biết mang nhà của bà Hòa đi cắn là không đúng. Nhưng nó cũng nghiện rồi thì phải làm sao? Nó vẫn trấn an bản thân mình rằng thắng thật nhiều sẽ mua cho bà Hòa một lô đất khác để bù vào. Tất cả đứng im. Khi còn đang mải mê suy nghĩ thì một đôi trinh sát ập vào bắt sống sòng bạc khiến tất cả bị bất ngờ, không một tên trốn thoát. Trên tay ván bài sạt nghiệp vẫn chưa được nó buông xuống. Tất cả được dẫn đi. Cái ý bần thần nhìn đống tiền bị thu giữ, nó gào lên bất lực. Đấy là tất cả đối với nó. Thế nhưng nó làm gì còn cơ hội. Nửa tháng sau, cả nó và chồng đều bị lĩnh án 3 năm tù về tội tổ chức đánh bạc. Chẳng biết vào trong ấy rồi nó có day dứt về những việc nó đã gây ra với chị, với mẹ nó. 3 năm không dài, nhưng tất cả đều tin cái ý sẽ nếm được thế nào là mùi đời. 5 tháng sau, hôm nay là ngày cưới của Lan và Văn. Đám cưới lần này làm đơn giản và ấm cúng hơn nhiều. Tâm mang bầu đi lại cũng khó khăn, thế nhưng vẫn cố gắng chạy đi chạy lại lo việc cho bà. Ở góc bàn bên này, ông Thành vẫn đang bị bà Hoa giao huấn vì hôm nay ông không đeo đúng cái cà vạt bà đã chuẩn bị. Đầu bàn bên kia, ông Phúc và bà Đào cũng ngồi xem ca nhạc. Nghe đâu bà Hoa cho ông Phúc mượn tiền để thụ tinh nhân tạo. Bầu được vài tháng, nhưng bà Đào tuổi cũng chẳng còn trẻ nên bị hỏng mất đứa nữa. Biết hai vợ chồng già buồn lắm, thế nhưng bà Hoa vẫn quyết giúp đỡ cho những lần thụ tinh nhân tạo tiếp theo. Bà với cậu đến đấy à? Bà An đứng ngoài cổng đón khách, thấy bà Hòa cùng Hiếu tập tễnh bước đến. Họ niềm nở với nhau như chưa có chuyện gì đau buồn xảy ra. Quá khứ vẫn mãi là quá khứ, họ vẫn phải sống để bước tiếp. Thế nên Lan chấp nhận xí xóa chuyện cũ mà tha thứ cho họ. Ngày hôm nay cô cưới, Hiếu và bà Hòa cũng bớt chút thời gian đến dự. Tuy giờ sức khỏe yếu, song giờ bà Hòa cũng đi làm. Hiếu cũng vừa xin vào một chân phân loại nhựa. Công việc không đến nỗi nặng nhọc. Hai mẹ con vẫn sống trong ngôi nhà cổ năm nào. Trên tường, người ta không còn thấy những bằng khen, chứng nhận, văn hóa của bà Hòa nữa. Bà đã cất hết đi. Bà nói học thức cao, nhưng sống không ra gì, thì hư danh cũng chỉ là vô nghĩa. Tầm nhìn cô bạn thân bước lên hôn trường, cùng chồng mà đôi mắt ngấn lệ. Cô thương cho tất cả những người phụ nữ đã từng đổ vỡ và bạo hành. May mắn thay, Lan vẫn kịp sửa sai và tìm thấy hạnh phúc của đời mình. Rõ ràng, hôn nhân không phải là khởi nguồn của bi kịch, chỉ là người ta đã không giữ được bình tĩnh để lắng nghe, để chia sẻ, để thấu hiểu lẫn nhau. Mối cuộc hôn nhân tan vỡ, hơn ai hết, người chịu đau đớn, thiệt thòi nhất vẫn là người phụ nữ. Vợ là người dưng. Đúng, thế nhưng vợ lại là người cùng người đàn ông đi đến hết quãng đời còn lại, chứ không phải một ai khác. Trải qua nhiều thiệt thòi, khổ hạnh, họ cần được nâng niu, trân trọng và biết ơn đến sự hy sinh thầm lặng. Gia đình giống như một chiếc thuyền vươn khơi bám biển. Nếu người chồng là thân thuyền chắc chắn, thì người vợ sẽ là cánh buồm đánh gió. Thuyền đi xa hay không, chắc chắn phải nhờ đến người vợ rẽ hướng mở đường. Người chồng càng tin tưởng bao nhiêu, người vợ càng vững vàng bấy nhiêu. Thân em như miếng cau khô, người thanh trượng mỏng, người thô tham dày. Quý vị và các bạn thân mến, cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Cẩm Vân trong suốt bộ truyện này. Đừng quên nhấn like, share, đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để đón nghe những bộ truyện mới nhất từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!